Khương Phàm bỗng nhiên có cảm giác thật hận vì đã gặp nàng muộn như vậy, nữ hài nhi này thực sự quá hợp với hắn. Người muốn đi, thì đi sớm. Nếu chậm, Đan Quốc sẽ không còn là Đan Quốc bây giờ nữa. Tịch Nhan đỡ Khương Phàm lên. Ngươi nên nghỉ ngơi. 3 ngày sau, rốt cuộc thân thể Khương Phàm cũng có thể tiếp nhận đan dược, tốc độ khôi phục đã bắt đầu tăng tốc. Giật mình có cảm giác bệnh nặng mới khỏi. Kim Vũ, trong Ly Hỏa Thánh Địa tại sao lại có thể có Kim Vũ? Khương Phàm lấy thạch quan từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, xuyên qua khe hở nhìn vào sợi lông vũ màu vàng lơ lửng ở bên trong. Được Kim Vũ kích thích, Chu Tước Linh Nguyên lần nữa sao động, lập tức xô ra khí hải, dung nhập toàn thân. Đây là số 396. Không biết thời gian đã dài bao lâu rồi. Năm đó Khương Phàm chiến tử với Đăng Thiên Kiều không có cơ hội để lại di ngôn, cũng không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu Kim Vũ có thể giúp hắn thức tỉnh Linh Nguyên, còn có một số ký ức, hẳn là năm đó hắn vẩy Kim Vũ xuống chiến trường bị người khác thu thập lại tỉ mỉ luyện chế ra. Bởi vì ký ức truyền thừa chỉ là liên quan tới hắn là ai, hắn đã trải qua cái gì, hắn có cái sứ mệnh gì, hắn phải về đâu, làm cái gì. Tất cả đều không được hoàn chỉnh. Tại sao phải có cây thứ hai? Khương Phàm đẩy thạch quan nặng nề ra, kim quang óng ánh phóng lên tận trời như thác nước, như sông lớn lao nhanh cuồn cuộn, thanh âm ù ù, bao phủ khắp dãy núi. Xa xa nhìn lại, giống như là thông thiên đại đạo, kim quang sáng chói. Kim Vũ phóng lên trời hóa thành phượng hoàng thon dài mỹ lệ, bay lên không gáy to giữa trời, thần thánh không thể xâm phạm, như là vạn cầm chi tổ dục hỏa chân chính trùng sinh. Trong dãy núi, linh điểu sợ hãi, mãnh cầm hồi hộp, số lượng lớn đệ tử và trưởng lão ngạc nhiên nhìn ra xa. Phượng hoàng ngao rít gào giữa trời cao, ngay sau đó đầu đuôi giao nhau, quay quanh ra hình dáng một vầng mặt trời. U u, ánh sáng đâm xuyên trời cao. Liệt diễm sôi trào, nhiệt độ vặn vẹo không gian, hoa cỏ nhanh chóng uể oải, số lượng lớn thác nước đều bị bốc hơi, như bầu trời lại có nhiều hơn một mặt trời nữa. Thánh chủ, Ngụy Thiên Thu và mọi người bị kinh động, nhao nhao ngắm nhìn bầu trời. Ánh mặt trời chiếu sáng vạn trượng, dâng lên sóng nhiệt vô tận, sau đó lại một lần nữa hóa thành Phượng Hoàng lại trở về hình dáng quang vũ. Sau đó giống như là một lợi kiếm, bổ về phía Khương Phàm. Coi chừng! Tịch Nhan còn tưởng rằng quang vũ muốn thương tổn Khương Phàm, nàng kêu lên đầy sợ hãi. Khương Phàm lại cuồng nhiệt, mở ra hai tay, nghênh đón quang vũ giáng lâm. Bởi vì hắn cảm nhận được Chu Tước Linh Nguyên đang kêu gọi, cảm nhận được kinh mạch toàn thân, thậm chí sóng nhiệt linh văn. Ầm ầm, quang vũ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đâm vào linh văn trên trán của Khương Phàm. Linh văn cứ như là sống lại, mở rộng dâng lên, quấn chặt lấy quang vũ. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ Tịch Nhan, quang vũ hòa tan, linh văn trở lại trên trán, kim quang đâm xuyên vào toàn thân Khương Phàm. Giờ khắc này Khương Phàm như đã hoàn toàn trong suốt, bị kim quang hừng hực chiếu thấu. Khương Phàm cảm giác toàn thân cũng đều muốn hòa tan ra, nhưng cũng không phải là đau đớn, mà là thư sướng không có gì sánh kịp. Kim vũ phân tán thành từng sợi tơ, đang cùng Chu Tước Linh Nguyên giao hòa, cùng nhau nhanh chóng dung hợp thành một thể. Tình huống này cũng lọt vào trong đầu Khương Phàm. Thái Dương Thánh Hỏa. Đây là Thái Dương Thánh Văn biến thành, hỏa diễm là Thái Dương Tinh Hỏa. Có được uy lực hủy diệt cực kỳ bá đạo, phần hỏa dung kim, càng có thể tịnh hóa tội ác thế gian. Mà những chuyện liên quan tới chủ nhân Kim Vũ, lông vàng cũng dung nhập vào ký ức của Khương Phàm. Hắn từng là một kỳ tài ngút trời, bởi vì Kim Vũ thức tỉnh Thái Dương Thánh Văn, huyết chiến thập vạn đại sơn, kinh thái tuyệt diễm. Đánh đâu thắng đó, sau khi cự tuyệt lời mời chào của Hồn Thiên Thánh Địa mà đã bị vây bắt. Trốn đi Hoang Mãng Nguyên, liên chiến Tân Hải, những nơi đi qua đã để lại nổi danh vô tận, trốn đi 15 năm trời, 8 lần quay về Thập Vạn Đại Sơn, báo thù Hồn Thiên Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa tham muốn Thái Dương Tinh Hỏa, lên kế hoạch cưỡng ép thúc giục hắn tiến vào sinh tử cảnh, muốn khiến cho cơ thể mất đi, vĩnh viễn hóa thành Thái Dương Tinh Hỏa. Hắn giận dữ ác chiến Ly Hỏa Thánh Địa. Bất hạnh mà chết thảm, nhưng trước khi chết đã cưỡng ép dẫn bạo thánh hỏa. Khương Phàm nhận lấy trí nhớ mơ hồ, cảm nhận được chủ nhân Kim Vũ đã trải qua những gì. Nhưng những ký ức này hiển nhiên không phải là của chủ nhân để lại, mà là Kim Vũ cưỡng ép ghi chép, lại bởi vì nhận phải ảnh hưởng sau cùng nên chỉ còn lại chút mơ hồ đoạn ngắn. Hắn cũng là được Kim Vũ kích thích mà thức tỉnh linh văn.
thiên hạ này còn có nhiều kim vũ hơn nữa sao? Sau khi ta chết, các ngươi đã làm những gì? Biểu hiện Khương Phàm có chút quái lạ, tung lưới bốn chỗ, bố cục khắp nơi. Những người này rốt cuộc đã làm gì? Khương Phàm lắc đầu, Diêm Bá hẳn là thiên mục, sau khi giữ lại mình đã liền biến mất, chẳng lẽ là đến nơi khác bố trí? Không lâu sau, Thái Dương tinh hỏa theo kim vũ hoàn toàn hòa tan vào thân thể, chú tước linh nguyên trở lại khí hải. Khí thế so với trước khi càng cường thịnh, hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ, giống như là ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trong khí hải. Khương Phàm cảm nhận được năng lượng đang không ngừng liên tục bốc hơi trong khí hải, đánh thẳng vào khí huyết, thăng hoa hải cốt, càng nuôi dưỡng linh văn. Thân thể mệt mỏi đã nhanh chóng trở về đỉnh phong. Hắn làm sao thế? Vô hồi thánh chủ tự mình chạy tới nơi này, kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mặt. Ánh sáng thái dương màu vàng tràn ngập không thể xâm phạm uy lực thần thánh. Một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó, toàn thân sáng choi giống như là thần tử con trai của thần, dáng vẻ trang nghiêm, phát ra khí thế kinh người. Nhất là linh văn trên trán đã thay đổi, giống như là thần điểu quay quanh, hóa thân thành mặt trời. Đây là tình huống gì thế này? Vô hồi thánh chủ cùng bọn người Ngụy Thiên Thu trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Linh văn còn có thể lặp đi lặp lại thay đổi. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua tình huống như vậy. Phương Thành Vân bỗng nhiên nhíu mày nhắc nhở. Thánh chủ, linh văn của hắn. A, đại thừa thánh văn. Sắc mặt vô hồi thánh chủ đột nhiên hơi biến đổi, khí tức linh văn này cũng không phải càn nguyên thánh văn, cực kỳ giống đại thừa thánh văn. Đại thừa thánh văn. Phương Thành Vân, Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử hít một hơi thật sâu. Tiểu gia hỏa này giấu thật kỹ. Chuyện kiêu ngạo như vậy, vậy mà không khoe khoang cùng người khác. Khương Phàm dung hợp Thái Dương Thánh Văn, càng nhận lấy truyền thừa trong trí nhớ. Chủ nhân Kim Vũ trước khi chết ở sinh tử cảnh, ở tình huống bình thường không mở ra được bảo tàng của thân thể, nhưng hắn lại không thể tưởng tượng nổi mình đã thức tỉnh. Thái Dương Diệu Thế, Thái Dương Chiến Y, Thái Dương Thánh Quyền. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh được ba cái, lại là tuyệt đối xứng đôi với chiến kỹ truyền thừa của Thái Dương Tinh Hỏa. Khương Phàm kích động, thức tỉnh chiến kỹ không giống với võ pháp, sẽ theo cảnh giới trưởng thành mà mạnh lên, mà hoàn toàn thích hợp linh văn vốn có, uy lực cực kỳ cường đại. Như những gì ở trước mắt mà nói, tuyệt đối có thể so với thánh pháp. Sao mọi người lại ở đây? Khương Phàm tản ra ánh sáng, kinh ngạc nhìn thánh chủ và mọi người. Linh văn của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vô hồi thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, hỏa diễm loại đại thừa thánh văn. Lần này đại hoàng ấn thật đã tìm đúng người rồi. Nói không chừng thật có thể kích phát ra truyền thừa ở bên trong, thức tỉnh đại hoàng phần thiên ấn, cùng lục ấn khác triệt để phong ấn đại hoàng thâm uyên. Không có việc gì, lúc ở trong ly hỏa thánh địa nhặt được chút cơ duyên. Khương Phàm cảm nhận được tinh thần đang nhanh chóng khôi phục, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vô hồi thánh chủ nói. Tiểu gia hỏa, sau này ta sẽ là sư tôn của ngươi. Người có bí mật có thể cùng ta chia sẻ. Sau này, vẫn còn sớm. Không còn sớm, chỉ là chuyện mấy tháng nữa thôi. Khương Phàm nhếch miệng cười nói. Chờ hoàng thất lang gia không còn quấy rối Khương gia chúng ta, đợi thêm ta đi ra bên ngoài kêu khóc 66 ngày, nói không chừng phải đến một năm đây. Bọn người Giang Thành Tử bất đắc dĩ, đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này đối với thánh địa thật không có hứng thú gì cả. Khương Phàm nói. Thánh chủ, các vị tiền bối, ta muốn thỉnh giáo mọi người một vấn đề. Chờ ngươi tiến vào thánh địa rồi nói sau. Thánh chủ phất tay liền đi, phía sau lại truyền đến giọng của Khương Phàm. Có thể phục chế linh văn người khác hay không? Thánh chủ bỗng nhiên quay đầu, đáy mắt lãnh mang lóe lên. Ngươi nói cái gì? Có thể chất, bí thuật gì có thể khiến người ta đang cùng người khác một thời gian thì hoàn chỉnh khôi phục linh văn giống người đó không? Sao ngươi lại hỏi cái này? Ta gặp tình huống tương tự. Chính ngươi. Không phải, người khác. Ai? Lão nhân gia ngài không phải. Lão nhân gia. Vô hồi thánh chủ đưa tay quất vào cái đầu của Khương Phàm. Khương Phàm lúng túng sờ đầu. Ngài, là ngài, không phải ngài hỏi kỹ càng cái này sao? Tiểu gia hỏa, ngươi là đang thỉnh giáo vấn đề với tỷ tỷ. Vô hồi thánh chủ dùng sức cắn nặng hai chữ, tỷ tỷ, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Khương Phàm. Bọn người Ngụy Thiên Thu cười khổ lắc đầu, không phải ngài đang cùng hài tử phân cao thấp đấy chứ.
Khương Phàm hơi do dự, nói. Ta ở Thiên Khải bí cảnh gặp được một người, vừa mới đầu thì ngơ ngơ ngác ngác, không có linh văn, không có linh lực. Nhưng ở chung với ta mấy ngày, vậy mà hắn lại xuất hiện kim viêm linh văn, còn có thể phóng thích ngọn lửa màu vàng. Liền ngay cả vạn thú thiên hoàng quyền của ta hắn cũng đều học được mấy chiêu. Thánh văn. Vẻ mặt thánh chủ và mọi người trở nên nghiêm trọng, phục chế linh văn, tình huống không thể tưởng tượng như thế còn là lần đầu tiên nghe nói. Còn chưa xác định được, nhưng hắn đúng là có thể phóng xuất ra mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Ngươi xác định, hắn là, người. Có ý gì? Hắn không phải vũ khí, linh yêu. Hẳn là một con người. Cuối cùng ngươi để hắn ở đâu? Giam giữ ở chỗ ta đây. Vậy còn thất thần làm gì, phóng xuất ra mà nhìn đi. Vô hồi thánh chủ rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này phòng bị tâm lý quá nặng đi. Mặt mũi các ngươi viết rõ ta là người xấu, ta sợ hù dọa hắn. Khương Phàm ra hiệu bọn hắn khống chế biểu hiện chút. Bọn người Ngụy Thiên Thu lắc đầu liên tục. Rất nhiều năm không có ai nói chuyện với bọn họ như thế. Lý Dần đang ở bên trong cố chấp nghiên cứu hỏa diễm, đột nhiên được thả ra, không khỏi sửng sốt một chút. Các ngươi, Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, một người một tay bắt lấy Lý Dần, ngưng mi dò xét tình huống trong thân thể của hắn. Khương Phàm trấn an Lý Dần. Đừng khẩn trương, bọn họ không có ác ý. Tịch Nhan nhìn kỹ linh văn trên trán Lý Dần. Rất rõ ràng, nhưng lại nhìn không ra hình dáng cụ thể, giống như là kim liên nở rộ, nhưng lại giống như muốn quay quanh thành cái gì đó. Dưới sự kích thích của Vô Hồi Thánh Chủ, Lý Dần đưa hai tay nhấc lên ngọn lửa màu vàng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Khương Phàm hỏi, thế nào? Bọn người Vô Hồi Thánh Chủ liên tiếp thu tay về, biểu hiện quái dị lại còn mang theo mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng hỏi một tiếng. Thánh văn. Nếu như không phải bẩm sinh đến, thì chính là mô phỏng lại thánh văn. Đây là cái năng lực biến thái gì đây chứ? Ta là thánh linh văn. Lý Dần ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Khương Phàm Tịch Nhan lại hít một ngụm khí lạnh, thật sự là thánh văn. Ngươi là ai, từ đâu tới? Vô Hồi Thánh Chủ cảm giác giống như là thánh văn, nhưng cũng không phải rất xác định, bởi vì linh nguyên trong khí hải là đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa lại giống như đang dựng dục cái gì đó. Thật giống như linh văn và linh nguyên đều không có thành hình hoàn chỉnh. Lý Dần lắc đầu. Trong đầu ta đều trống rỗng, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Hai mắt Vô Hồi Thánh Chủ tạo nên tầng tầng gợn sóng, chăm chú tiếp cận Lý Dần. Lý Dần có chút hoảng hốt, nhưng không kháng cự, kinh ngạc đón lấy ánh mắt của nàng. Thật lâu, Vô Hồi Thánh Chủ cùng bọn người Ngụy Thiên Thu ở hai bên trao đổi ánh mắt, ra hiệu Khương Phàm đến bên cạnh. Ngươi sợ không? Sợ cái gì? Dưỡng hổ di hoạn. Nghĩa bóng giúp đỡ nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực, thực lực, nhưng bản tính hung tàn, độc ác thì sẽ là mối họa tương lai. Ý của ngài là, nuôi dưỡng hắn. Tiểu gia hỏa này rất sạch sẽ, không có phát hiện lực lượng nào khác, nếu quả thật có thể phục chế linh văn phục chế võ pháp, ngươi cứ thu hắn làm đồ đệ, bồi dưỡng thật tốt. Ngươi mạnh bao nhiêu, hắn liền có mãnh liệt bấy nhiêu, tương lai sẽ kể vai chiến đấu, ai có thể đấu lại. Thế nhưng, Khương Phàm có chút do dự, dù sao quá quỷ dị, dựa theo tính cách của hắn, cũng có thể là cảnh cáo kiếp trước để lại, bất kỳ tai họa ngầm gì cũng đều muốn sớm xử lý, nếu không hậu hoạn vô tận. Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu quan sát Lý Dần. Nếu quả thật có uy hiếp, ta thay ngươi xử lý. Nếu như không có uy hiếp, ngươi cứ xem như đã nhặt được món lợi lớn. Ngụy Thiên Thu thấp giọng nói. Hắn giống như là tờ giấy trắng, làm sao bồi dưỡng. Đều phải xem ngươi. Ngươi quyết định tính cách của hắn, ngươi quyết định thực lực của hắn, ngươi quyết định giá trị của hắn, đã hiểu ý của ta chưa? Khương Phàm suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Là sói hay là hổ do ta định, nuôi. Ta dạy cho ngươi liệt hỏa phần thiên. Khương Phàm đi đến trước mặt Lý Dần, ra quyết định. Thật sao? Lý Dần ngạc nhiên nhìn Khương Phàm, vẫn luôn là tự hắn tìm tòi võ pháp, có rất nhiều nghi vấn, cũng có chút đau đớn. Nhưng lại không có cách nào khác. Nếu như có thể được chỉ dẫn, vậy thì quá tốt rồi. Khương Phàm nghĩ nghĩ. Ngươi nhận ta làm sư phụ đi. Lý Dần dùng sức gật đầu. Tốt, tốt. Khương Phàm nhìn Lý Dần kích động ở trước mặt, còn có đôi mắt tinh khiết kia, không khỏi lộ ra nụ cười. Vô Hồi Thánh Chủ ở bên cạnh nói.
Nếu là thu đồ đệ liền phải chính thức, quỳ lại đi. Lý Dần tranh thủ thời gian muốn quỳ xuống, lại bị Khương Phàm ngăn lại. Không cần, tình cảm sư đồ ở trong lòng, không phải bởi việc làm. Ngụy Thiên Thu nhìn hắn, đây nói là cho thánh chủ nghe sao? Đây là cho tương lai bái sư sẽ không quỳ xuống chào hỏi sao? Vô hồi thánh chủ thản nhiên nói. Vậy thì nghe sư phụ ngươi, hình thức không quan trọng, tâm ý quan trọng hơn. Nhưng có một số người làm sư phụ coi trọng tâm ý, cũng coi trọng hình thức. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng, đã hiểu rồi sao? Đệ tử Lý Dần, bái kiến sư phụ. Lý Dần lui hai bước, cúi người hành lễ với Khương Phàm thật sâu. Khương Phàm ở vô hồi thánh địa 5 ngày, một là chỉ đạo võ pháp cho Lý Dần, hai là luyện hóa thái dương tinh hỏa. Đầu tiên là M linh ác hỏa, sau lại là thái dương tinh hỏa, cảnh giới Khương Phàm nhanh chóng tăng lên, thuận lợi bước lên linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Chu tước linh nguyên càng ngày càng chân thực, càng ngày càng cường thịnh, linh vũ còn có nhiều thêm hai sắc thái hoàn toàn mới. Nhờ vào việc được kim vũ tẩm bổ, đại diệu thiên kinh của Khương Phàm giống như lại có chút trưởng thành. Sau 5 ngày, Khương Phàm từ biệt thánh chủ, mang theo Lý Dần rời khỏi thánh địa, Tịch Nhan thì bị Ngụy Thiên Thu tự mình mang theo tiến về đại hoang. Không cần cưỡng ép thôi động linh lực, phải dùng linh văn chỉ dẫn. Ngươi nếu là thánh văn liền có lực khống chế linh văn mạnh hơn người khác, phải thử nghiệm dùng linh văn thôi động linh lực, dùng linh văn khống chế võ pháp. Võ pháp quan trọng, cũng đừng quên thể chất. Luận võ trên lôi đài, cường điệu võ pháp, nhưng lại là liều mạng tranh đấu, thân thể võ pháp cũng quan trọng giống vậy. Nếu như an ổn tại một vực, trưởng thành học cách mạnh lên là được rồi. Nếu như mộng tưởng muốn đi tới những nơi xa xa hơn thì nhất định sẽ trải qua vô số chiến đấu, gặp phải các loại nguy hiểm, chúng ta phải học được. Cách giết chóc. Liệt hỏa phần thiên thuộc về đỉnh tiêm võ pháp trong huyền cấp võ pháp, tinh diệu ở chỗ có thể hai lần diễn biến. Ngươi đừng lại chấp nhất sử dụng mỗi vạn thú thiên hoàng quyền, trước tiên phải luyện liệt hỏa phần thiên đến cực hạn, sau đó ta sẽ thay ngươi nói với phụ thân tranh thủ. Khương Phàm mang theo Lý Dần phóng tới trong rừng rậm, tận tâm chỉ đạo, cũng không ngừng diễn dịch võ pháp. Đột nhiên thành sư phụ, giống như mình cũng đã trưởng thành. Không tự chủ được nghiêm túc bồi dưỡng, càng nhìn Lý Dần cũng càng cảm thấy thân thiết. Sư phụ, linh nguyên ta giống như đang định hình. Lý Dần ngày đêm ở chung cùng Khương Phàm, linh văn linh nguyên đều đang kéo dài thay đổi, rốt cuộc cũng vào 3 ngày sau, vào đêm khuya, đoàn liệt diễm trong khí hải đã trở nên rõ ràng. Là cái gì? Khương Phàm nhìn trên trán Lý Dần, có thể nhìn ra hình dáng linh văn, là con hỏa điểu, rất giống của hắn, nhưng lại có chỗ khác biệt, ví dụ như hình thể, ví dụ như trình độ phức tạp. Là hỏa điểu, cụ thể, ta cũng không biết. Miêu tả đơn giản một chút. Là như thế này. Lý Dần cảm nhận được linh nguyên trong khí hải, dùng nhánh cây trên mặt đất miêu tả bộ dáng. Sau khi lặp đi lặp lại vài chục lần, rốt cuộc cũng vẽ ra được dáng vẻ mình hài lòng. Tiền bối, đây là cái gì? Khương Phàm hỏi đến Đan Hoàng, có thể xác định đây không phải chu tước linh nguyên, bởi vì Lý Dần đã miêu tả vài chục lần, đều là đang thay đổi dáng vẻ lông đuôi. Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, nhắc nhở Khương Phàm. Để hắn xác định lại 3 lần. Đầu tiên, trên đầu hỏa điểu là linh vũ hay là liệt diễm? Thứ hai, có phải có 9 sợi lông đuôi hay không? Thứ ba, phía sau mỗi sợi lông đuôi có phải có dạng cường quang giống lôi điện hay không? Khương Phàm đem 3 vấn đề nói cho Lý Dần. Lý Dần kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Sư phụ làm sao ngươi biết? Trả lời ta, là có hay không? Toàn thân hỏa điểu màu vàng, đỉnh đầu là liệt diễm đỏ như máu. Cũng có 9 sợi lông đuôi, tất cả phần đuôi lông đuôi đều là cường quang màu đỏ. Khương Phàm lập tức chuyển lời với Đan Hoàng. Tiền bối, đấy là linh văn gì? Ta không rõ ràng linh văn hắn làm thế nào lại xuất hiện. Loại linh văn này, cũng không có năng lực phỏng chế. Chỉ có một khả năng lớn nhất, thể chất hắn xác thực có vấn đề, có thể cưỡng ép phục chế linh văn của ngươi. Nhưng chu tước linh văn quá cường đại, hắn không thể phục chế thành công, ngược lại đã ngưng tụ thành linh văn tương tự. Đan Hoàng đã từng trải qua rất nhiều chuyện phong phú, nhưng chưa bao giờ nghe nói có thể chất cưỡng ép phỏng chế, còn có thể phỏng chế ra vật thay thế cường đại như thế. Rốt cuộc là cái gì? Đứng đầu loài săn mồi của bộ tộc chim muông là hỏa liệt điểu. Bất tử. Khương Phàm âm thầm hít hơi. Bất tử. Không thể chết, hẳn là uy lực phỏng chế của chu tước Niết Bàn. Không phải là thật sự không chết,
mà chín sợi lông đuôi tượng trưng cho chín mệnh, có thể ngạnh kháng sát thương chí mạng. Cửu mệnh bất tử điều. Khương Phàm chấn động trong lòng. Khương Phàm, muốn nghe đề nghị của ta không? Ngài nói đi. Khương Phàm từ trong giọng nói của Đan Hoàng nghe được phần nghiêm trọng hiếm thấy. Nếu như ngươi có thể gánh chịu tương lai có khả năng phát sinh các vấn đề to lớn, liền dứt bỏ tất cả đề phòng, không tiếc mọi thứ bồi dưỡng hắn. Nếu như thành công, hắn sẽ thành người cường đại nhất mà ngươi tin cậy nhất. Nếu như ngươi đảm đương không nổi, bây giờ liền diệt trừ hắn, chấm dứt hậu hoạn. Đan Hoàng trân trọng nhắc nhở Khương Phàm. Năng lực phục chế cường đại như thế, hoặc do bản thân đặc thù của thiên khải bí cảnh tạo nên, hoặc chính là có bí mật kinh khủng. Thậm chí Đan Hoàng còn hoài nghi, đó căn bản không phải là con người, mà là vũ khí, hoặc là vật chứa. Sư phụ, có thể nhận ra là cái gì không? Đôi mắt Lý Dần sáng tỏ, vừa chờ mong lại kích động nhìn Khương Phàm. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhãn thần trở nên kiên định. Chúc mừng ngươi, Linh Văn, bất tử hỏa liệt điều. Bất tử điều, lợi hại không? Hai mắt hắn tỏa sáng, chăm chú nhìn Khương Phàm. Vô cùng lợi hại, nhưng, ngươi phải bảo vệ tốt bí mật của mình, giống như ta, không cần cùng bất cứ người ngoài nào nhắc đến ba chữ bất tử điều, cứ nói. Ngươi là Kim Viêm Thánh Hỏa. Khương Phàm quyết định đánh cược một trận, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Lý Dần. Lương lai hắn muốn lại đến chiến trường bách tộc, muốn tái chiến hoàng tộc thiên hạ, các thiên đế tộc, hắn cần chiến tướng cường đại lại tín nhiệm. Cửu mệnh bất tử điều của Lý Dần nhất định thiên phú phi phàm, mà cái gọi là trung thành và bảo vệ, thì cần phải để hắn tự mình nắm giữ. Mặc kệ tương lai có phát sinh cái gì, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dần dùng sức nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc cũng xác định được Linh Văn và Linh Nguyên, cũng đã xác định được phương hướng tu luyện. Đi thôi, chúng ta dự tính sau 5 ngày là đến Thiên Sư Tông. Ta chính thức truyền thụ cho ngươi nội tu công quyết, Đại Diệu Thiên Kinh. Khương Phàm đã quyết định, cũng dứt bỏ tất cả tạp niệm. Đại Diệu Thiên Kinh thích hợp với Chu Tước Linh Nguyên, thích hợp bất tử hỏa liệt điều. Đa tạ sư phụ. Lý Dần cúi người thật sâu với Khương Phàm, sau khi đứng dậy lại mang theo vẻ mặt tươi cười, ánh mắt trong suốt lại sáng tỏ. Khương Phàm và Lý Dần nhìn nhau một lát, cởi mở cười một tiếng. Đi. Linh hồn Đan Hoàng cảm nhận được hai thiếu niên đang tận tình phóng tới bên ngoài, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chỉ mong Lý Dần không có vấn đề, nếu không, cái gọi là trợ thủ mạnh nhất, sẽ trở thành thứ ngăn được Khương Phàm lớn nhất. Tuy nhiên, Đan Hoàng tin tưởng Khương Phàm còn có bí mật, cũng tin tưởng phần cứng cỏi cùng tình nghĩa kia của Khương Phàm, có thể cho trang giấy trắng như Lý Dần khắc sâu ấn tượng, cũng đóng dấu ở linh hồn tân sinh. Coi như Lý Dần thật có cái gì đó, hẳn là Khương Phàm có thể ngăn được cơn sóng dữ. Ha ha, không nghĩ hơn được, ta thật đang mong đợi thành tựu tương lai của các ngươi. Nỗ lực nhé, các thiếu niên. 3 ngày sau, màn đêm buông xuống, lúc bọn hắn chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện một vấn đề. Tiếng gì vậy? Khương Phàm vừa đi đến phía trước u cốc yên lặng liền nghe được tiếng rít trầm muộn. Trên trời có cái gì đó? Lý Dần chỉ vào bầu trời, một bóng dáng màu đen đang phá tan tầng mây, từ trên trời giáng xuống, to như núi cao, mang theo cuồng phong mãnh liệt, đất đá bay lên, đập xuống phía thâm cốc. Thiên thạch, không đúng. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, ở đâu thiên thạch chứ, đó là một ngọn núi. Một ngọn núi to lớn nguy nga đang bay tới phía bọn hắn. Tránh ra. Khương Phàm vào tới chỗ Lý Dần, bổ nhào ra bên ngoài sơn cốc. Nhưng, ngọn núi kia đột nhiên di chuyển phương hướng, xô trào khí lãng đáng sợ, đập xuống phía bọn hắn. Chuyển tới chúng ta. Tay ai lớn như vậy chứ? Khương Phàm nhìn lại ngọn núi kia, trong lòng run lên, quả quyết chấn động hỏa dực, bắt lấy Lý Dần đang trợn mắt hốc mồm ở bên cạnh, trước khi núi đá va chạm mặt đất, liền mạo hiểm xông ra ngoài. Ầm ầm, đại địa lay động, tiếng vang như sấm rền, khí lãng mãnh liệt đè ép cuốn về phía bốn phương tám hướng. Số lượng lớn cây cối lay động kịch liệt, lá cây bay đầy trời, chim rừng kinh hãi bay loạn. Núi đá cao tới hơn 300 mét, ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, tràng diện rung động. Khương Phàm, Lý Dần bị hất tung bay, lại bị cự thạch đánh trúng. Oanh, oanh. Sâu trong núi đá có hơn 10 thân ảnh đổ xô ra, lao đến phía bọn người Khương Phàm. Khương Phàm,
chờ ngươi rất lâu rồi. Một nam tử nhanh chóng để lại tàn ảnh, lập tức xuất hiện đến trước mặt Khương Phàm, vẩy lợi kiếm một cái, kiếm khí như thác nước lạnh thấu xương. Khương Phàm cố gắng ổn định thân thể, liệt diễm bạo động toàn thân, hai tay đẩy về phía trước, liệt diễm cuồn cuộn ngưng tụ ra tinh thuẫn rộng nửa mét ở phía trước. Ầm ầm, kiếm khí khuấy động bị tinh thuẫn đánh tan. A! À, nam tử ngạc nhiên, lập tức xoay người nhảy lên lên. Nhưng, kim tinh hỏa vũ, Khương Phàm nắm hai tay lại, tinh thuẫn dài nửa mét toàn bộ giải tán, dưới sự khống chế mạnh mẽ của Linh Văn, lập tức bạo tạc kịch liệt về phía trước. Nam tử vừa muốn bay lên không lại bị hơn 10 mảnh hỏa tinh tàn nhẫn đánh xuyên qua thân thể, máu tươi vung ra, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Phàm vọt mạnh tới phía trước, một chân đạp ở bả vai nam tử, liệt diễm ở chân bên phải nổ tung, phóng lên tận trời. A! À, nam tử kêu thảm, thân thể bên phải cơ hồ đều muốn vỡ vụn, liệt diễm như dung nham treo ở trên, không vung đi được, tàn phá hết nội tạng, máu thịt, nam tử đau đớn kêu la thảm thiết. Khương Phàm bay lên không trăm mét, muốn nhìn rõ ràng tình huống, rốt cuộc là ai đang phục kích bọn hắn. Ngươi trốn không thoát. Một tên tráng hán ở phía dưới hét to, hai tay mở lớn ra, huy động chấn động vô hình lại mãnh liệt. Toàn bộ tảng đá đang rơi xuống đất đều vỡ nát, biến thành dày đặc dùi đá, đánh lên trời. Nhưng, tên ngu ngốc phía dưới kia, hãy xem cái gì gọi là bị trí thông minh nghiền ép. Khương Phàm kinh ngạc nhưng cũng chưa hoảng loạn. Hai cánh huy động nổ bắn ra. Mấy trăm đến hơn ngàn cái chùy đá thanh thế to lớn đánh tói, tốc độ bọn chúng nhanh nhưng tốc độ Khương Phàm cũng không chậm. Kết quả, phạm vi lớn oanh sát biến thành ngươi đuổi ta cũng đuổi. Chỉ sau chốc lát, tốc độ dùi đá càng ngày càng chậm. Khương Phàm dừng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn dùi đá bay đến trước mặt hắn, sau đó. Rầm rầm, tất cả đều rơi xuống. Tráng hán phía dưới sững sờ. Còn có thể phản kích như thế. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, trải rộng ra trăm mét, số lượng lớn hỏa tinh liên tiếp thành hình, sáng long lanh, giống như là bảo thạch màu vàng, tinh mỹ tuyệt luân, lại khuấy động nhiệt độ cao kinh người. Giết! Khương Phàm lao xuống, 200 khỏa hỏa tinh phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt được Linh Văn khống chế nhanh chóng lao vùn vụt đánh về phía mặt đất. Các cường giả từ trong núi đá xô ra tới nhao nhao ngẩng đầu, trước tiên liền phóng thích võ pháp. Ầm ầm, hỏa tinh như màn mưa rơi xuống, được Khương Phàm mãnh liệt khống chế, không đợi tiếp xúc cùng bọn hắn đã bạo tạc toàn diện, liệt diễm sôi trào lên hơn 300 mét, nuốt sống bọn hắn. Liệt diễm mãnh liệt đến kinh người, nhiệt độ càng là đáng sợ hơn, cứ như là dung nham từ trên trời đổ xuống. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong liệt diễm, số lượng lớn cường giả chật vật chạy trốn, điên cuồng xua tan ngọn lửa trên người. Khương Phàm đụng vào liệt diễm, dẫn dắt hỏa diễm hóa thành năm chuôi hỏa thương, trong nháy mắt bạo kích. Phốc phốc, phốc, năm tên cường giả đang muốn chạy trốn đều bị xỏ xuyên lồng ngực, nhào vào trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhanh bắt lấy hắn. Những người còn lại nhao nhao kêu lên đầy sợ hãi, rõ ràng là bọn hắn đang phục kích, sao lại trở thành con mồi chứ? Còn không bằng trực tiếp từ trong rừng giết ra, nhất định phải khiêng đá núi, phục kích từ không trung. Không hổ là thánh phẩm thú Linh Văn, ngươi lại còn là ngũ trọng thiên, tốc độ rất nhanh đó. Một âm thanh trầm thấp quanh quẩn giữa rừng rậm, sau một khắc, mặt đất sụp ra, số lượng lớn dây leo phóng lên xuyên qua liệt diễm, từ bốn phương tám hướng vây bắt Khương Phàm. Khương Phàm không sợ, hắn tiếp tục phóng lên tận trời. Hai cánh là ưu thế của hắn, không có gì có thể sánh kịp. Không sợ mai phục, càng không sợ vây bắt. Ha ha, đáng tiếc. Ta là linh nguyên cảnh bát trọng thiên. Những sợi dây leo đột nhiên bành trướng, mở rộng ra vô số sợi đằng, những sợi đằng cũng lại nhanh chóng bành trướng, nhiều lần phân hóa ra. Trong nháy mắt, dây leo tăng vọt gấp 10 lần, giống như là rừng rậm che mất cả Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, điên cuồng đốt cháy dây leo, nhưng lại bị ngăn chặn, quấn chặt toàn thân. A à, hai mắt Khương Phàm đỏ sáng. Liệt diễm cuồn cuộn ở hai bên trái phải ngưng tụ ra hai kim liên, bị Linh Văn thúc dục bạo tạc qua hai bên. Ầm ầm, kim liên nổ mạnh, khí lãng, hỏa diễm gào thét cuồn cuộn, chôn vùi số lượng lớn dây leo, nổ ra hai cái lỗ lớn. Khương Phàm lập tức vọt ra, nhưng tình cảnh đập vào mi mắt để sắc mặt hắn đại biến. Một phụ nhân Mỹ lệ đứng ở nơi đó, bên cạnh tụ tập hơn 10 thanh niên nam nữ,
còn có cả Lý Dần đang bị bắt giữ. Hắn cứ hoảng hốt như vậy nên bị mấy sợi dây leo đen kịt tráng kiện cuốn lấy hai chân thân, ngay eo, còn có cả cái cổ, cứng rắn giống như sắt thép, cưỡng ép khống chế được hắn. Khương Phàm cau chặt lông mày. Nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, Bạch Trầm Hương. Ngươi biết ta. Nữ tử Mỹ Lệ làm rung động lòng người, dáng người cao gầy, yêu kiều thướt tha, toàn thân tản ra thành thục vận vị. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta biết cái tên ngu xuẩn phía sau ngươi. Hoa Vị Lạc, trong đầu ngươi bị tưới rồi. Ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Khương Phàm có chút khó có thể tin, cái tên ngu này vậy mà chưa từ bỏ ý định, lại tìm đến hắn gây phiền phức. Đừng mạnh miệng, bây giờ ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta rồi. Hoa Vị Lạc hừ hừ hai tiếng, tuy nhiên cũng không có chạy đến phía trước đắc chí, mà dựa thật sát vào sau lưng mẫu thân hắn, Bạch Trầm Hương. Các ngươi muốn làm gì, bắt ta, hay là phải giết ta? Với tình huống La Phù bây giờ, các ngươi xác định còn muốn cùng Thiên Sư Tông, cùng Khương gia ta đối địch. Khương Phàm thoáng giãy giụa lại bị sợi đằng quấn gắt gao hơn. Ngươi thật đề cao bản thân mà, ở Vô Hồi Thánh Địa mấy ngày liền xem thường tông môn La Phù. La Phù vĩnh viễn là 18 tông, không phải là của Thiên Sư Tông các ngươi. Bạch Trầm Hương xinh đẹp mê người, phong vận 10 phần, là loại cảm giác bất luận đứng ở nơi nào cũng đều như hạc giữa bầy gà, chỉ là sắc mặt vừa lạnh lẽo lại kiêu ngạo. Ta rất hoài nghi, thời điểm Xích Tiêu Tông tuyển trưởng lão, rốt cuộc xem trọng cái gì? Nữ tử không lý trí lại không thông minh giống ngươi như thế, vậy mà lại có thể đứng vào hàng nhị trưởng lão. Khương Phàm nói xong lại liếc mắt nhìn Hoa Vị Lạc. Lúc đầu không muốn cùng mấy tên huynh muội này huyên náo tới mức ngươi chết ta sống, nhưng hình như bọn hắn lại hạ quyết tâm nếu không chết thì không được. Làm càn, ngươi chỉ là một tên đệ tử, bây giờ còn không có tư cách nói chuyện cùng trưởng lão như thế. Bạch Trầm Hương và các đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Bạch Trầm Hương cũng cảnh cáo Khương Phàm. Thu hồi tư thái tự cho là đúng này lại đi, ngươi bây giờ đang ở trên tay của ta, ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Khương Phàm cười lạnh. Giết ta, trước khi đầu ta rơi xuống đất, đầu Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu cũng đã biết bay đi ra đấy. Không tin, thử một chút, đừng trách ta hung ác, tuy nhiên là cược mệnh hai hài tử, mà ngươi lại là cược chính mệnh của ngươi. Hừ, đừng nói nhảm, muốn sống trở lại Thiên Sư Tông, liền làm theo lời ta nói. Trước tiên đem giao hóa sinh bát ra đây cho ta. Trước gió Bạch Trầm Hương không biết bọn hắn đến Hoang Mãng Nguyên phải phối hợp với ai. Cho đến khi Dạ Thiên Lan nói ra tình hình thực tế, nàng mới giật mình, ra là cái tên điên Khương Phàm kia trốn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Dạ Thiên Lan nói không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa tới 3.000 dặm triều dâng, nhưng nàng đã hiểu. Là hóa sinh bát, là trọng bảo nàng hao tổn tâm cơ từ chỗ tông chủ cầu xin cho Hoa Vị Yêu. Bạch trưởng lão vẫn rất thông minh, vậy mà lại có thể nghĩ đến hóa sinh bát. Tuy nhiên thật đáng tiếc, hóa sinh bát, đã bể rồi. Ta không tin, hóa sinh bát là bảo vật được phát hiện từ cổ thành dưới mặt đất kia, không thể nào lại tùy tiện bị ngươi hủy đi được. Không tin thì tự ngươi nhìn đi. Khương Phàm triệu hóa sinh bát từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Hóa sinh bát không phải hoàn toàn bể nát, nhưng mặt ngoài lại có đầy vết nứt, đại dương mênh mông, bên trong cũng chỉ còn lại cái đáy chén. Thần kỳ nhất là chỗ đáy chén lại còn có một mảnh dịch nhờn màu vàng. Mặc dù từ trong chén nhìn vào chỉ là một bãi rất nhỏ, nhưng quy mô chân thực khẳng định vô cùng mênh mông, không hề nghi ngờ hẳn là có quy mô 1.000 dặm. Đó là cái gì? Sắc mặt Bạch Trầm Hương lập tức trở nên vô cùng khó coi, hóa sinh bát quả thực bị nát rồi, nhưng bên trong lại mọc ra một gốc cây nhỏ. Hỗn đản này lại dám dùng hóa sinh bát làm chậu hoa sao? Một gốc mầm cây. Trên mặt Khương Phàm lộ ra mấy phần ý cười. Lúc ấy chỉ là muốn để thiết long cổ thụ hấp thu năng lượng hóa sinh bát, kết quả thiết long cổ thụ lại chạy đến bên trong, sau đó đâm sợi rễ vào bên trong dịch nhờn màu vàng kia. Chỉ hơn 10 ngày mà thôi, thiết long cổ thụ ở bên trong dịch nhờn phân tán ra mười mấy sợi rễ, hình thể rõ ràng đã thay đổi, đã cao hơn, còn mọc ra ba cái cành non nớt rất dài. Bây giờ xem như đã thật sự là mầm cây rồi. Trả nó lại cho ta. Bạch Trầm Hương đè ép lửa giận tràn ngập trong lòng. Không thể nào. Khương Phàm thu hóa sinh bát vào thanh đồng tiểu tháp. Ngươi còn thấy không rõ tình thế. Nếu tự mình đến nơi đây cản ngươi, thì cũng đã làm xong chuẩn bị để giết ngươi, cũng có thể để cho ngươi biến mất sạch sẽ.
Khương Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Dần đang bĩu môi ở nơi đó. Bạch trưởng lão, ngươi biết người ngươi bắt là ai chăng? Ta chẳng cần biết hắn là ai. Ngươi tốt nhất vẫn nên để tâm một chút, ta là từ Vô Hồi Thánh Địa tới, hắn cũng không phải người Thiên Sư Tông, đoán xem là người ở đâu. Sắc mặt các đệ tử Xích Tiêu Tông bỗng nhưng thay đổi, người của Vô Hồi Thánh Địa. Hắn là Thánh Linh Văn, các ngươi lại đoán xem, thân phận hắn là gì. Khương Phàm không có chút sợ hãi nào, cũng không khẩn trương, thoải mái mà ứng phó. Hai tên đệ tử khống chế Lý Dần bắt đầu run cả tay, hô hấp cũng đều trở nên dồn dập hơn. Thánh Văn, Vô Hồi Thánh Địa. Xong, gây họa rồi. Bạch Trầm Hương hừ lạnh. Phô trương thanh thế, ta có thể để ngươi biến mất sạch sẽ, cũng có thể để hắn cùng biến mất, không có ai sẽ biết chuyện ngày hôm nay, cũng không có ai sẽ tìm được thi thể của các ngươi. Khương Phàm nhẹ cười. Những lời này, tự bản thân ngươi tin sao? Vô Hồi Thánh Địa ngay cả là ai giết tông chủ Thượng Thanh Tông đều có thể tra được, còn có thể tra không được ngươi. Ánh mắt Bạch Trầm Hương có chút ngưng tụ. Các đệ tử bên cạnh lại càng khẩn trương hơn. Bọn hắn có can đảm xử lý Khương Phàm, nhưng cũng không dám mạo phạm Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm lại nói. Tốt nhất ngươi hỏi lại Hoa Vị Lạc bên cạnh ngươi. Có phải ta có một con yêu xà, thường làm bạn ở hai bên, chưa từng rời thân hay không? Hoa Vị Lạc nuốt ngụm nước bọt. Mẫu thân, hắn xác thực có một con yêu xà. Nó, mời vừa rời khỏi. Khương Phàm cố ý nhìn rừng rậm một chút. Các đệ tử Xích Tiêu Tông rốt cuộc cũng trở nên luống cuống, tấp nập trao đổi lấy ánh mắt. Bạch trưởng lão, thật đáng tiếc, ngươi chuẩn bị không đầy đủ rồi. Nếu như ta là ngươi, muốn đòi lại con của ngươi, hẳn là nên hạ thấp tư thái đến Thiên Sư Tông thỉnh cầu, mà không phải là thô lỗ tổn thương ta. Nếu có thể thả Hoa Vị Lạc đi thì cũng không có ý định tổn thương hai tên kia. Nhưng bây giờ, ta cảm giác có cần phải suy tính thêm một lần nữa. Toàn thân Khương Phàm nhấc lên liệt diễm, đốt cháy sợi đằng. Người khống chế sợi đằng kia không còn dám ngăn cản nữa, mặc cho Khương Phàm đốt nứt sợi đằng. Khương Phàm run rơi dây leo toàn thân. Lý Dần, người có thể đến đây. Lý Dần đứng dậy, hất tay ra, đi lại chỗ Khương Phàm. Hắn thể hiện rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại rất kích động, sư phụ đúng là sư phụ, tình huống nguy hiểm như vậy đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Mẫu thân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoa Vị Lạc nắm chặt cánh tay Bạch Trầm Hương, hắn đối với sự tàn nhẫn của Khương Phàm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như bây giờ không xử lý sạch, sau này khẳng định sẽ trả thù bọn hắn. Bạch Trầm Hương trầm mặc thật lâu, sắc mặt giá lạnh thoáng hỏa hoãn. Hiểu lầm rồi. Ta chỉ là đến đánh với ngươi để bắt chuyện, nếu quả thật phải xử lý ngươi, thì cũng không thể bố trí đơn giản như vậy. Khương Phàm cười lạnh. Cách chào hỏi của Bạch trưởng lão thật đặc biệt nhỉ. Bạch Trầm Hương không quen mỉm cười, lại khôi phục biểu hiện lạnh lùng. Ta mang theo thành ý tới. Ha ha, Bạch trưởng lão thật sự có 10 phần thành ý đó, suýt chút nữa giết chết chúng ta. Đó là chào hỏi, thành ý ở chỗ này. Bạch Trầm Hương đưa tay lật một cái. Từ trong nhẫn không gian ném ra 3 hòn đá nặng nề. Hòn đá rơi xuống đất, âm thanh vô cùng ngột ngạt. Tàn đao trong khí hải Khương Phàm lập tức oanh động, phá tan khí hải, nở rộ đao khí mãnh liệt. Áo giáp ở trên người cũng bắt đầu phát nhiệt và phát sáng, giống như đang kích động hoan hô chào mừng bạn nó đã trở về. Khương Phàm có chút ngưng mi. Áo giáp trên đất hòn đá hơi rung nhẹ, nở rộ lên tia sáng yếu ớt. Ta cẩn thận hiểu qua được ân oán giữa ngươi cùng Hoa Vị Lạc và Hoa Vị Ương, giày trên chân Vị Ương hình như là mấu chốt. Ta đã tự mình chạy khắp các tông, cũng ủy thác chợ đen đến khu vực xa xôi của La Phù tìm kiếm. Trước sau đã tập hợp đủ hơn 30 tảng đá, từ bên trong chọn lựa ra 3 khối này. Ta không muốn hóa sinh bát, 3 khối đá này cũng tặng cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể đem Hoa Vị Ương và Hoa Vị Yêu trả lại cho ta. N oán giữa chúng ta, xóa bỏ. Bạch Trầm Hương chủ động hạ thấp tư thái, biểu hiện rất có thành ý. Mẫu thân, người muốn cho hết hắn sao? Hoa Vị Lạc kinh ngạc, kế hoạch trước đó cũng không phải như thế. Khương Phàm nhìn Bạch Trầm Hương thật sâu. Bạch trưởng lão thật nguyện ý hòa giải. Bạch Trầm Hương ra hiệu Hoa Vị Lạc không nên nói lung tung. Ta là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, sẽ không thật cùng những hài tử các ngươi đây kết thù kết oán. Người đều thả người ra. Ta để bọn hắn nói lời xin lỗi, chuyện cứ dừng lại như vậy đi.
Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Nếu Bạch trưởng lão đều đã nói như vậy, Hoa Vị Ương và Hoa Vị Yêu có thể trả lại cho ngươi. Giữa chúng ta cũng sẽ không còn ân oán. Bạch trưởng lão ra hiệu đệ tử đem tảng đá đi qua. Khương Phàm tiếp nhận tảng đá, thu sạch vào thanh đồng tiểu tháp, nói. Buổi sáng ngày kia, Bạch trưởng lão có thể đến Thiên Sư Tông lĩnh người. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Bạch Trầm Hương hơi biến, ánh mắt lại lần nữa chuyển sang lạnh lẽo. Tám tên đệ tử lập tức hướng về phía trước, một lần nữa kích hoạt linh văn, vây quanh Khương Phàm. Người đương nhiên phải tới Thiên Sư Tông lĩnh, ta làm sao có thể trực tiếp thả ở chỗ này? Khương Phàm cười cười, mang theo Lý Dần muốn rời khỏi. Hắn không tin nữ tử này, chẳng may khi nhận lại Hoa Vị Ương và Hoa Vị Yêu mà đột nhiên trở mặt thì sao? Bạch Trầm Hương giá lạnh nói. Đây chính là thành ý hòa giải của ngươi. Ngươi xem Bạch Trầm Hương ta là đồ đần mà đùa nghịch sao? Nếu ta ở chỗ này thả người, ta chính là đồ đần. Bạch trưởng lão cứ việc đến Thiên Sư Tông đòi người, ta cam đoan sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Không được, nhất định phải thả ngay bây giờ. Vậy ta đơn giản biểu thị thành ý, Hoa Vị Ương và Hoa Vị Yêu, ngươi chọn một, ta liền thả bây giờ. Bạch Trầm Hương gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm một hồi, nói. Trước tiên thả Hoa Vị Ương, trước khi ngươi tiến vào Thiên Sư Tông, lại thả Hoa Vị Yêu đi. Đến Thiên Sư Tông lĩnh người, thuận tiện cùng Giả Tông chủ giải thích chút hiểu lầm này, không phải thích hợp hơn sao? Bạch Trầm Hương ta, đời này không vào Thiên Sư Tông. Đời này, ai? Khương Phàm đã hiểu, trước đó Bạch Trầm Hương hình như bị vương gia bắt quét dọn Thiên Sư Tông mấy ngày vì chuyện cái bàn. Bạch Trầm Hương cảnh cáo Khương Phàm. Trả Vị Ương lại cho ta, trước khi vào Thiên Sư Tông, cũng phải thả Vị Yêu, nếu không ta coi như cược hết thảy cũng phải để cho ngươi chết tại La Phù. Khương Phàm ta nói lời giữ lời. Khương Phàm từ trong lao ngục tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp thả Hoa Vị Ương ra. Có người đến đón ngươi về nhà. Mẫu thân. Hoa Vị Ương ngạc nhiên nhìn Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương nhẹ gật đầu. Trở về đi. Hắn sẽ không tổn thương con. Tỷ tỷ, ta đã nói rồi, ta sẽ cứu được tỷ đi ra. Hoa Vị Lạc cũng kích động, muốn chạy tới nhưng lại kiêng kỵ Khương Phàm. Đại ca thì sao? Hoa Vị Ương nhắm hai mắt lại, mới xác định đây là sự thực. Ngày mai sẽ ra. Tại sao phải đợi ngày mai? Hoa Vị Ương trở lại bên cạnh Bạch Trầm Hương, sau khi thở phào, ánh mắt dần dần lăng lệ. Bạch Trầm Hương nói, chuyện này đã kết thúc. Kết thúc, hắn suýt chút nữa hại chết con, cứ như vậy kết thúc sao? Hoa Vị Ương khó có thể tin được mà nhìn Bạch Trầm Hương. Tay phải của nàng bị chặt gãy mất, còn bị nhốt ở lồng giam tối đen giá lạnh, chịu phải nhục nhã như vậy nói nhịn thì nhịn sao? Khương Phàm nhắc nhở. Từ đầu đến cuối đều là các ngươi đang gây hấn với ta, truy sát ta. Nếu như không phải nể tình cùng thuộc tông môn La Phù, không nguyện ý huyên náo quá mức, nếu không ta đã giết các ngươi. Ngươi nói là không nguyện ý, hay là ngươi không dám, nếu như chúng ta chết rồi, Xích Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hoa Vị Ương tức giận không kiềm chế được, gương mặt xinh đẹp đều nhăn lên, hận không thể giết Khương Phàm ngay bây giờ. Bạch trưởng lão, còn xin quản tốt con mình, dạy bọn hắn đạo lý làm người tối thiểu nhất một chút. Ta là không nguyện ý để Xích Tiêu Tông và Thiên Sư Tông có thù hận nên mới giữ lại tính mạng của bọn hắn, cũng nguyện ý đem giao người cho ngươi. Nhưng nếu như bọn hắn vẫn không biết tốt xấu, lần tiếp theo, ta sẽ không lưu tình nữa. Khương Phàm nhìn ánh mắt giết người của Hoa Vị Ương, bỗng nhiên có chút hối hận vì đã thả người. Chỉ sợ nữ tử này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhưng Hoàng Triều sắp đến xâm lấn, xác thực không thể gây nên mâu thuẫn kịch liệt ở giữa tông môn, chỉ có thể nhịn một chút. Cũng may sau này mình sắp đến Vô Hồi Thánh Địa, cái thân phận này hẳn là có thể để Hoa Vị Ương nhận thức được chênh lệch. Bạch Trầm Hương nói, ngươi có thể rời khỏi, nhớ kỹ tuân thủ ước định, trước khi về Thiên Sư Tông thì thả Hoa Vị Yêu ra. Khương Phàm lui lại hai bước, sau đó mang theo Lý Dần xông vào trong núi rừng. Mẫu thân, chúng ta thật cứ tính như vậy sao, con nuốt không trôi cục tức này. Hoa Vị Ương vô cùng không cam tâm. Bây giờ Khương Phàm đã là người mà không phải chúng ta có thể động tới. Bạch Trầm Hương chậm rãi lắc đầu. Kỳ thật ở thời điểm phục kích Khương Phàm nàng cũng thật không muốn giết hắn. Không phải làm không được, mà là không dám. Vì cái gì không thể,
chỉ dựa vào hắn là đệ tử thân truyền của Dạ Thiên Lan. Hay là dựa vào hắn là thánh phẩm thú linh văn, chỉ cần chúng ta có thể làm xử lý được, ai có thể tra được trên người chúng ta. Vô hồi thánh địa có thể. Hắn cũng không phải đệ tử vô hồi, hắn đều đã cự tuyệt rồi. Trước kia không phải, bây giờ chỉ sợ là, coi như không phải, cũng sẽ có quan hệ đặc biệt. Xảy ra chuyện gì? Hoa Vị Ương kỳ quái nhìn Bạch Trầm Hương. Trong lúc các người bị bắt đã phát sinh chuyện lớn. Việc lớn gì? Hoa Vị Ương chú ý thấy biểu hiện của mẫu thân và các đệ tử khác đều rất kỳ quái. Ly Hỏa Thánh Địa được Hoàng Thất Lang ra mời, bắt Khương Hồng Võ và Tịch Nhan đi. Với lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa, chuyện này cũng không là gì, nhưng không nghĩ tới, Vô Hồi Thánh Địa vậy mà lại cùng Ly Hỏa Thánh Địa đánh nhau. Một thời gian trước, Vô Hồi Thánh Địa càng giao trách nhiệm toàn bộ tông môn La Phù phải đến Hoang Mãng Nguyên, chế tạo một trận dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa. Tình huống cụ thể là Khương Phàm mang theo hóa sinh bát liều chết chui vào Ly Hỏa Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ La Phù, đều là hỗ trợ cho Khương Phàm. Bạch Trầm Hương lắc đầu. Vô Hồi Thánh Địa lại phối hợp với Khương Phàm, nhất định là có liên hệ gì đó. Khương Phàm, dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa, hắn sao có thể làm? Hắn làm sao dám? Hoa Vị Ương mở to đôi mắt, vừa kinh ngạc lại không thể tưởng tượng nổi. Tiến vào thánh địa. Đánh chìm thánh địa. Hắn rốt cuộc là nghĩ thế nào, làm sao hắn dám làm như vậy chứ? Hắn không sợ thánh địa đem 18 đời tổ tông nhà hắn đều nghiền xương thành cho sao? Bạch Trầm Hương lắc đầu nói. Từ đầu đến đuôi hắn chính là một tên điên, hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không có e ngại. Người như vậy. Hoặc là chết rất nhanh, hoặc là sẽ có thành tựu phi phàm. Vậy chúng ta, cái gì cũng đều không làm được rồi. Hoa Vị Ương có chút há mồm, nhìn cánh tay bị gãy của mình một chút. Ở lại La Phù thì cái gì cũng đều không được. Mẫu thân, người có ý gì? Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, chúng ta còn có thể đi đâu? Người thật vất vả mới lên được vị trí nhị trưởng lão. Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương nhẹ giọng một câu, ánh mắt kiên định. Ly Hỏa Thánh Địa. Các đệ tử sau lưng Bạch Trầm Hương La Thất Thanh, khó có thể tin được mà nhìn nàng. Hẳn là cho đến bây giờ Ly Hỏa Thánh Địa vẫn đều không rõ ràng rốt cuộc là ai đánh chìm Thánh Địa bọn hắn, lại là làm sao làm được. Chúng ta biết hết tất cả tình huống, đủ để gõ mở cánh cửa lớn của Ly Hỏa Thánh Địa, cũng sẽ trở thành một phần nơi đó. Bạch Trầm Hương lấp lóe ánh mắt, đây là ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Lại giống như bàn tay vô hình đang trêu chọc kích thích nội tâm của nàng. Bởi vì La Phù bế tắc, xa lánh, với Vô Hồi Thánh Địa, các tông bọn hắn đều đắm chìm trong thế giới của bản thân, rất ít chú ý các phương xa. Mục tiêu suốt đời của nàng đều là cái vị trí đại trưởng lão nhìn như cao cao tại thượng kia. Nhưng một trận hành động tại Hoang Mã Nguyên giống như bỗng nhiên đẩy ra một cánh cửa ở trước mặt nàng, phía sau cánh cửa là một thế giới rộng lớn hơn càng đặc sắc hơn. Ly Hỏa Thánh Địa thật sẽ thu nhận chúng ta sao? Hoa Vị Ương là một nữ tử có dã tâm, sau khi chú ý tới đáy mắt đầy lửa nóng của mẫu thân, nội tâm của nàng cũng nóng lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ thu nhận, chúng ta đưa lên tin tức, chính là tới gõ cửa. Tương lai nếu như Ly Hỏa Thánh Địa muốn bắt Khương Phàm, đối kháng Vô Hồi Thánh Địa, cũng cần chúng ta đây dẫn đường. Bạch Trầm Hương tin tưởng Ly Hỏa Thánh Địa khẳng định sẽ nguyện ý tiếp nhận các nàng. Linh văn phi phàm, thân phận đặc biệt, có giá trị lợi dụng, còn có phụ mẫu các nàng dung mạo quốc sắc thiên hương, cũng có thể làm cho Ly Hỏa Thánh Địa tiếp nhận. Và hậu đãi các nàng. Ta nghe mẫu thân. Hoa Vị Ương chỉ muốn trả thù Khương Phàm, nếu như có thể thuận tiện đạt được tương lai càng đặc sắc thì không thể tốt hơn. Mà, Ly Hỏa Thánh Địa lại là thánh địa đan dược, nói không chừng có thể giúp nàng tái tạo cánh tay gãy này. Hoa Vị Lạc và các đệ tử khác có chút bất định. Dù sao nơi đó cũng là thánh địa cao cao tại thượng, coi như đến nơi đó, có thể quá ư thư thả như ở Xích Tiêu Tông sao. Chỗ này ta còn có một lễ vật, Ly Hỏa Thánh Địa hẳn là sẽ thích. Trong nhẫn không gian Bạch Trầm Hương còn bảo giữ một hòn đá, là một khối lớn nhất siêu tập được, áo giáp. Nếu như giao cho đệ tử thiên tài Ly Hỏa Thánh Địa, sau khi đối phương hòa tan vào thân thể liền có thể dựa vào cảm ứng của áo giáp, đuổi bắt Khương Phàm. Dây, hộ thối. Quá tốt rồi. Sau khi Khương Phàm chạy ra vài trăm dặm, hắn tìm tới nơi yên lặng không kịp chờ đợi đã bắt đầu nóng chảy hòn đá. Rất nhanh từ bên trong rung ra chiếc giày bên trái, cùng hộ giáp hai chân.
cứ như vậy, chẳng khác nào tập hợp hoàn chỉnh áo giáp tứ chi. Thay ta trông coi chút, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng đều không cần lo cho ta. Tâm tình Khương Phàm kích động, sau khi an bài Lý Dần đi ra bên ngoài liền chịu đựng đau đớn mãnh liệt, bắt đầu dung hợp ba khối áo giáp. Kim viêm thiêu đốt, tử khí bốc hơi. Áo giáp hòa tan thành thiết thủy, xông vào huyết nhục xương cốt, khó nói nên lời đau đớn để Khương Phàm lăn lộn đầy đất, thê lương kêu rên. Lý Dần ở bên ngoài nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, cũng không dám loạn đụng Khương Phàm. Đau đớn giày vò kéo dài trọn vẹn hai canh giờ, ba khối áo giáp cùng xương cốt huyết nhục hoàn mỹ hòa làm một thể. Áo giáp tứ chi đoàn tụ khuấy động lên sóng nhiệt nóng hổi khắp toàn thân, tàn đao càng tranh minh tròn khí hải, như đang hoan hô đã đoàn tụ với nhau. Khương Phàm mệt mỏi nằm trên mặt đất, trong ý thức sốt cuộc cũng xuất hiện đạo đao thức thứ ba, tế thiên thức. Nhưng, tế thiên thức hiện ra tình cảnh khiến cho Khương Phàm rét run. Nghi vấn lại lần nữa xuất hiện quay quanh ở trong đầu, rốt cuộc là nhân vật như thế nào lại diễn dịch ra đao thức điên cuồng như vậy, trái ý trời như vậy. Thật muốn nói, so với những chiến kỹ tuyệt thế kiếp trước kia của hắn là không kém bao nhiêu. Bá đao thức, ảo diệu ở chỗ thiêu đốt huyết khí toàn thân, tiềm lực. Một đao so với một đao sẽ càng mạnh hơn, càng cuồng hơn, thẳng tiến không lùi, giết địch mới nghỉ. Diễn dịch điên cuồng đến cực hạn, bá đạo cực hạn. Khai thiên thức, ảo diệu ở chỗ sẽ phóng thích toàn diện thể chất, linh hồn, cùng linh văn, đem uy năng tiềm lực toàn thân hoàn chỉnh kích phát ra đến, dung hợp trong nháy mắt, phóng thích đến cực hạn. Diễn dịch một kích đỉnh phong, phóng thích uy lực khai thiên. Tế thiên thức tương đương với phản kích ở dưới sinh tử tuyệt cảnh, là thời điểm không màng sống chết, tuyệt sát chí cường. Ảo diệu ở chỗ sẽ thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt bản thân, nhờ đến ông trời. Để mượn lực, người có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng, có thể thể hiện ra bao nhiêu uy năng, hoàn toàn dựa vào năng lực chịu đựng của ngươi, cùng tình cảnh đặc biệt điên cuồng cùng với chấp niệm. Tế thiên thức, huyết tế thương thiên. Cái này đã không còn là ý nghĩa đao pháp bình thường nữa. Không chơi nổi rồi. Khương Phàm cười khổ lắc đầu, bằng tình huống thân thể hắn bây giờ, chỉ sợ còn không mượn đến được cả thiên uy. Mà tình cảnh diễn dịch tế thiên thức trong đầu còn rất mơ hồ. Hẳn là cần phải tập hợp đủ càng nhiều áo giáp mới có thể hoàn chỉnh bày biện ra được. Hai ngày sau, Khương Phàm đưa Tiễn Hoa Vị Ưu, sau đó về tới Thiên Sư Tông. Khương Phàm sư huynh trở về rồi. Khương Phàm sư huynh, đã lâu không gặp. Các đệ tử trước Thiên Sư Tông nhiệt tình chào hỏi cùng Khương Phàm. Đây chính là vết đao kia sao? Vì sao lại không tu sửa? Khương Phàm đứng ở phía trước tông môn, nhìn xuyên qua Thiên Sư Tông. Vết nứt to lớn kéo dài mấy chục dặm, trong lòng chấn động. Phế tích vẫn như cũ, đao khí vẫn còn lưu lại, những vết máu pha tạp nhìn thấy mà giật mình. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh khủng bố lại tuyệt vọng ngay lúc đó như thế nào. Một đêm đấy đã có bao nhiêu người mất mạng. Tông chủ nói muốn vĩnh viễn giữ lại vết đao này, tỉnh táo toàn tông, tỉnh táo hậu thế. Các đệ tử trước tông môn dùng sức nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái đêm rung động lại bi thảm kia. Bỗng dưng xuất hiện đao mang, bổ Thiên Sư Tông ra, lấy đi tính mệnh của hơn ngàn vị trưởng lão và đệ tử. Bên trong đó có bằng hữu thân cận của bọn hắn, có sư huynh bọn hắn tôn trọng, có sư tỷ bọn hắn ngưỡng mộ. Đường Thiết Bình, Ly Hỏa Thánh Địa, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện đây. Sau khi Khương Phàm âm thầm thề liền đi vào Thiên Sư Tông. Nhưng không có đi bái phỏng Dạ Thiên Lan mà trực tiếp tìm huyết ngục. Công tử, Thương Minh nhìn thấy Khương Phàm liền vội vàng hành lễ. 10 vị đội viên huyết ngục liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Nơi này là cạnh góc chỗ núi cao của Thiên Sư Tông, đặc biệt sắp xếp cho các huyết ngục. Những người khác đâu? Đội 5 đều đang ở thành Bát Bảo, 3 đội tiến vào Tây Cương, những đội khác đều đến lịch luyện trong rừng, chỉ còn chúng ta ở đây. Công tử, người có phân phó gì sao? Huyết ngục trong tay Thương Minh trực thuộc gia chủ Khương gia, còn lại bất luận kẻ nào đều không có quyền điều động, nhưng tình huống Khương Phàm lại tương đối đặc biệt, nếu như cần hỗ trợ gì, bọn hắn nguyện ý phối hợp. Ta nghe nói Vô Hồi Thánh Chủ đã giao trách nhiệm toàn La Phù Liên Hợp lại ứng phó Hoàng Triều. Khương Phàm không có trực tiếp đi tìm Dạ Thiên Lan là bởi vì muốn tìm huyết ngục hỗ trợ. 17 tông tổ chức đại hội. Đến lúc đó sẽ động viên tất cả lực lượng của bọn hắn, bao gồm cả Chí Bảo Trấn Tông các tông, cũng bao gồm cả những sinh tử cảnh đang bế tử quan của các tông.
Những tông môn ngoài 17 tông tổng cộng có 56 tông nguyện ý phối hợp. Ba tổ chức sát thủ, năm chợ đen cũng đều nguyện ý phái ra có một số linh hồn cảnh. Gần đây bọn người Thương Minh rất nhẹ nhàng, cũng bởi vì La Phủ rốt cuộc cũng toàn diện động viên. Đối với chuyện Hoàng Triều sắp đến phản kích đã không còn là của riêng Khương gia nữa, mà là chuyện của toàn bộ La Phủ. Bọn hắn có điều kiện gì không? Khương Phàm tươi cười, vẫn là lực hiệu triệu của Vô Hồi Thánh Chủ cường đại, cứ như vậy chẳng khác nào dốc hết toàn bộ lực lượng của La Phủ. Không có điều kiện, hoàn toàn là tự nguyện. Bọn hắn phân rõ nặng nhẹ, nếu như 17 tông bị thương nặng, Lang gia Hoàng Triều sẽ từng bước khống chế La Phủ Sơn Mạch, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thương Minh nói xong, lại nói. Nếu như gia chủ có thể kịp thời đột phá, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Đội viên Huyết Ngục bên cạnh nói. 17 tông còn làm ra một nghị quyết trọng đại, tuyển định Bạch Hổ Tông là tông thứ 18. Bạch Hổ Tông. Khương Phàm hình như chưa từng nghe qua tông môn này. Thương Minh nói. Chính là chúng ta. Chúng ta, Bạch Hổ Tông, đứng hàng 18 tông. Khương Phàm đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó toàn thân nổi lên từng cơn sóng nhiệt. Bạch Hổ Tông, Khương gia, Khôn gia, Yến gia, Hùng gia, tất cả thành lập nên Bạch Hổ Tông. Bọn hắn rốt cuộc cũng có thể đặt chân tại La Phù. Nếu như phụ thân trở thành tông chủ, chẳng phải sẽ nhận được bảo vệ của Vô Hồi Thánh Địa sao? Lang gia Hoàng Triều, từ nay về sau không được giết hại Khương Hồng Võ. Dựa theo quy củ, bây giờ bọn hắn không nên tuyển định tân tông, cũng không nên tấp nập triệu tập triển khai đại hội La Phù. Nhưng đây tình huống đặc biệt, bọn hắn trải qua tranh luận dài đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đã làm quyết định. Xin ý kiến Vô Hồi Thánh Địa chuyện thành lập Bạch Hổ Tông, đoán chừng qua mấy ngày nữa sẽ có thể được trả lời, đến lúc đó coi như chính thức xác định. Trên khuôn mặt Thương Minh và mọi người sau tấm mặt nạ đều lộ ra nụ cười hiếm thấy. Mặc dù Bạch Hổ Tông bị thu vào 18 tông, nhưng đến bây giờ ngay cả tông môn cũng đều không có, tên chỉ là nhất thời gọi lên. Đây tuyệt đối là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử La Phù. Là ai đề nghị chuyện này vậy? Khương Phàm nhiều lần nắm tay, rốt cuộc Khương gia cũng xem như đã thoát khỏi thân phận lưu vong, có một nơi có thể sống yên ổn. Dạ tông chủ đề nghị, tông chủ Ngọc Đỉnh Tông phối hợp. Ly Hỏa Thánh Địa Bổ Thiên Sư Tông gia cũng đánh chết 3 vị đại tông sư của bọn hắn, Quý Khải Minh quả thật rất nổi giận. Hai tông liên hợp, lại có Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông, Thánh Nữ Tông duy trì, các tông khác mặc dù kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Thương Minh không muốn cùng người khác giao lưu, nhưng sau khi biết được tin tức thì lập tức mang theo toàn thể Huyết Ngục đến trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn với Dạ Thiên Lan. Dạ tông chủ lại làm chuyện tốt cho chúng ta. Đúng rồi, trên đường trở về, ta nghe nói Thành Bát Bảo đã xảy ra chuyện. Trên đường trở về Khương Phàm luôn có thể cảm nhận được phần triệu hoán thần bí kia, cho đến khi thấy được người khác đang bàn luận, nói là sau vài ngày Thiên Sư Tông bị tập kích, Thành Bát Bảo ở Tây Cương từ trên trời rơi xuống dị tượng, toàn thành sụp đổ. Lúc đầu có người hoài nghi là do Nạp Lan gia làm bố trí đặc thù ở nơi đó. Sau này lại phát hiện, sâu trong phế tích lại là một tòa núi đá. Cao không quá 100 mét, nhưng lại không có người nào thể dung chuyển được. Rất nhiều cường giả cấp tông chủ Tây Cương muốn cưỡng ép mang đi, lại đều nhận lấy trình độ chấn thương khác biệt. Núi đá vẫn đang tiếp tục oanh động, truyền khắp Tây Cương, vùng đất kinh kỳ, cùng với cương vực khác, còn hấp dẫn rất nhiều cường giả bên ngoài Hoàng Triều tới xem. Bây giờ tất cả mọi người đều nhận định, tòa núi đá kia là một trọng bảo, hoặc là trong núi đá có một loại bảo vật nào đó. Thương Minh phái đội thứ 3 đến Tây Cương, một là giám sát tình huống nơi đó, thứ hai chính là muốn hiểu rõ ngọn núi đá thần bí kia. Khương Phàm chỉ gật đầu, ngược lại hỏi. Đan Quốc thì sao? Khu vực kinh kỳ Hoàng Triều giới nghiêm toàn diện, Thiên Sư Tông phái người đi qua, không phải vào không được, mà là bị bắt. Tình huống cụ thể, chúng ta không thể nào biết được. Ta nghĩ tới đi xem một chút. Hả? Thương Minh nhìn Khương Phàm, chờ hắn lặp lại lần nữa. Xem, đi đâu xem? Ta đoán Hoàng Thất sẽ không thật mạo phạm Đan Quốc, nhưng, Hoàng Thất sẽ không tha cho quốc quân. Nếu có thể, ta muốn mang quốc quân ra. Khương Phàm nói xong, các đội viên Huyết Ngục đều yên lặng. Mang quốc quân ra. Nơi đó là địa khu kinh kỳ. Nơi đó tụ tập số lượng lớn cường giả hoàng thành, thậm chí là cả Đông Cương và Nam Cương. Đây là đi cứu người, hay là đi chịu chết? Mà,
Hoàng thất đối với Khương Phàm lại quá quen thuộc, không giống như Ly Hỏa Thánh Địa, họ căn bản cũng không biết hắn là ai. Chỉ cần đến Đan Quốc lộ diện thì có thể bị tiếp cận ngay lập tức. Ta muốn đến Tinh Nguyệt tìm kiếm tình huống, nếu như quốc quân an toàn, ta sẽ lặng lẽ trở về, nếu như bọn họ bị Hoàng thất ức hiếp, ta phải nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn họ rời khỏi. Kỳ thật Khương Phàm rất chờ mong Hoàng thất sẽ làm gì đó, nếu thế hắn có thể mang quốc quân và Thường Lăng về La Phù. Hai người bọn họ chính là bảo vật sống. Chỉ bằng vào thuật luyện đan cao thâm liền có thể cam đoan Thiên Sư Tông có đầy đủ đan dược, bất luận là tu luyện bình thường hay là các vấn đề trưởng thành, đều có thể có được đầy đủ cam đoan. Uy danh của bọn họ còn có thể hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến đây đầu nhập vào, nói không chừng còn có thể lại xây lên Đan Sư Tông môn thứ hai ở La Phù. Chuyện tốt như vậy trước đó có nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ, cơ hội đã bày ở trước mặt rồi. Công tử, người thương lượng qua với Dạ Tông chủ rồi. Ta không có ý định để bọn họ biết. Người tìm đến chúng ta là. Ta hy vọng có thể mang mấy vị huyết ngục theo giúp ta đi qua. Thương Minh không lập tức cự tuyệt, ngược lại chỉ hỏi dò. Công tử, cụ thể ngươi có kế hoạch gì? Đây không phải trò đùa, chẳng may Khương Phàm thật có chuyện gì ngoài ý muốn, huyết ngục bọn hắn chết trăm lần cũng không đền được tội. Nhưng, nếu quả thật có thể mang quốc quân về, thì quả thật chỗ tốt nhiều lắm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, dò xét tình huống rồi lại nói. Khương Phàm mong đợi nhìn Thương Minh. Sở dĩ hắn không đi tìm Dạ Thiên Lan, chính là cảm giác Dạ Thiên Lan sẽ cực lực phản đối, nhưng huyết ngục không giống như thế. Từ phản ứng bây giờ của Thương Minh đến xem, hắn thật đã tìm đúng người rồi. Toàn thể huyết ngục tập hợp, bồi công tử chui vào địa khu kinh kỳ Hoàng Triều. Tuyển mấy vị đội viên khác, bồi công tử, tiến Đan Quốc. Thương Minh quả quyết phất tay lệnh. Hơn 10 vị đội viên có chút lay động, lại trao đổi ánh mắt. Huyết ngục hoàn toàn thuộc về gia chủ, cũng chỉ chịu mỗi gia chủ điều động. Đội trưởng bây giờ đã tiếp nhận Khương Phàm rồi sao? Khương Phàm trở về rồi. Khi Dạ An Nhiên nhận được tin tức đã là trạng vạng tối, lại ngẫu nhiên biết được. Các đệ tử nói, buổi sáng đã trở về, nghe đệ tử trước tông môn nói, hình như mang về thêm một người nữa. Buổi sáng, Dạ An Nhiên kỳ quái, sao lại không tìm đến nàng? Nhưng, tìm khắp cả Thiên Sư Tông, Dạ An Nhiên cũng không thấy Khương Phàm đâu. Tộc nhân Khương gia, tộc nhân Yến gia, còn có những người khác cũng không có gặp Khương Phàm. Muốn tìm huyết ngục hỏi một chút, nhưng huyết ngục cũng không có ở đây. Dạ An Nhiên cảm thấy kỳ lạ lại có chút phiền muộn, chẳng lẽ là chạy đến thành Bát Bảo rồi. Khương Phàm không đến đây. Dạ Thiên Lan giống như cười mà không phải cười nhìn nữ nhi trước mặt mình. Nữ hài tử phải thận trọng, đừng tìm khắp nơi, cứ giả bộ như không biết, xem hắn lúc nào đi tìm con. Con không căng thẳng, con, là lo lắng thân thể của hắn. Dạ An Nhiên xấu hổ đến má ngọc đều ửng đỏ, bất mãn hừ một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng. Con gái lớn không dùng được. Dạ Thiên Lan cười lắc đầu, tiếp tục xem quyển sách cổ trong tay. Khương Phàm trở về rồi sao? Không có gặp người à? Nạp Lan Thanh Lạc nhìn Dạ An Nhiên đến thăm vào đêm khuya. Kỳ lạ, hắn chạy đi đâu rồi? Dạ An Nhiên bị làm cho hồ đồ rồi, làm sao ở đâu cũng không thấy. Đệ tử trước tông môn sẽ không nói dối. Thế nhưng, người đâu? Nạp Lan Thanh Lạc cười khẽ, đến bên cạnh Dạ An Nhiên nói nhỏ. Các ngươi cãi nhau à? Dạ An Nhiên ửng đỏ má ngọc. Không có, làm sao có thể cãi nhau? Vậy muội khẩn trương cái gì? Không phải Vô Hồi Thánh Chủ đã mời muội cùng hắn tiến thánh địa sao? Từ nay về sau, các ngươi mỗi ngày đều phải gặp nhau, tại sao phải sợ hắn chạy? Nạp Lan Thanh Lạc thuận tay ngoắc ngoắc cái cằm đẹp đẽ như ngọc của Dạ An Nhiên, thừa dịp ở hai bên không có ai liền bắt lại một đoàn căng phồng trước mặt. A! À, Dạ An Nhiên sợ hãi kêu to bảo vệ lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tỷ, động vào đâu đấy? Nạp Lan Thanh Lạc cười xấu xa. Ta xem một chút có phải đệm đồ hay không, làm sao lại trống như thế chứ? Dạ An Nhiên xấu hổ đến dậm chân. Nạp Lan tỷ tỷ. Nạp Lan Thanh Lạc chậc chậc hai tiếng. Vừa 15 tuổi liền đã có quy mô này, 18 tuổi còn chịu sao nổi, tiện nghi cho tên tiểu tử Khương Phàm kia rồi. Nạp Lan tỷ tỷ, tỷ còn như vậy ta không để ý tới tỷ nữa. Dạ An Nhiên vừa thẹn vừa vội,
còn chưa từng người cùng với nàng như thế náo qua. Tỷ tỷ cũng không phải đùa giỡn với muội, tiểu nha đầu xinh đẹp lại có thiên phú ở Vô Hồi Thánh Địa không thể thiếu. Khương Phàm lại tài năng ngút trời, nam tử khí khái, ai lại không thèm. Chẳng may mất đi, muội khóc cũng đều không được khóc. Nạp Lan Thanh Lạc từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy bình đan dược. Cầm lấy, tỷ tỷ chuẩn bị cho muội. Đây là làm gì vậy? Hạ thuốc. Thuốc gì? Muội nói là thuốc gì? Loại kia. Dạ An Nhiên giật mình trừng to mắt. Phốc phốc. Nạp Lan Thanh Lạc phốc phốc cười, cười đến run rẩy. Đùa muội thôi. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Tỷ tỷ, đừng đùa như thế. Dưỡng nhan nhuận ra, còn có thể đẩy mạnh phát dục, đảm bảo sau 3 đến 5 năm, mê tiểu tử Khương Phàm kia mất hồn mất vía. Ta không cần cái này. Dạ An Nhiên lại xấu hổ. Yên tâm dùng, không có tác dụng phụ. Ta có lòng tin. Dạ An Nhiên còn giữ thanh xuân quả trong truyền thuyết, chờ sau khi đến 18 tuổi sẽ bắt đầu dùng, không chỉ có thể giữ thanh xuân, toàn thân còn phát ra mị lực, còn có thể có được mùi thơm khác biệt. Thật có lòng tin. Nạp Lan Thanh Lạc giống như cười mà lại không phải cười nhìn Dạ An Nhiên. Ta, có, chỉ là hắn. Dạ An Nhiên nhớ tới Khương Phàm liền có chút hơi buồn bực, tên kia giống như đối với nữ tử hoàn toàn không có hứng thú, có đôi khi nàng đều hoài nghi Khương Phàm có xem nàng như thành nữ hải hay không. Ngươi không cần lo lắng hắn, không có nam tử nào không háo sắc, bây giờ càng nghiêm chỉnh, tương lai nếm được hương vị liền càng không đứng đắn. Ngươi tìm cơ hội cho hắn nếm thử, đảm bảo hắn sau này khi nhìn thấy ánh mắt ngươi cũng đều sẽ phát sáng. Trong phòng không có người khác, Nạp Lan Thanh Lạc nói tới không hề có cố kỵ gì. Khương Phàm mang theo đội viên huyết ngục trèo đèo lội suối, thuận lợi tiến vào Tây Cương. Chính là chỗ đó. Thương Minh và mọi người bồi ở bên cạnh Khương Phàm, đứng ở chỗ rừng sâu, nhìn phương hướng thành Bát Bảo. Một trong những cổ thành đã từng phồn hoa nhất Tây Cương, bây giờ lại biến thành phế tích vài trăm dặm, sâu trong thành khu, hố sâu 50, 60 dặm nhìn thấy mà giật mình, khiến cho lòng người sinh e ngại. Là hắn. Khương Phàm nhìn qua hố to ở phương xa, ánh mắt hơi rung nhẹ, rốt cuộc cũng xác định được thân phận tòa núi đá kia. Là ai? Bọn người Thương Minh kỳ quái nhìn Khương Phàm. Các ngươi chờ ta ở đây một lát, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Khương Phàm đắp kín áo choàng, đi về phía phế tích. Ngoài phế không có người nào, hắn tiếp tục đi thẳng đến hố sâu mới lần lượt nhìn thấy bóng người, đều du tẩu bốn chỗ trong đêm tối. Núi đá chìm ở sâu trong hố to, cách mặt đất hơn ngàn mét, nhìn rất bình tĩnh cũng rất bình thường nhưng lại tràn ngập khí thế hùng hậu làm cho người khác thật hồi hộp, như là có thể đè sập hết thảy. Số lượng lớn cường giả Tây Cương đang xếp bằng ở xung quanh, thử nghiệm bố trí pháp trận, đem nó rời đi, hoặc có thể là khống chế nó lại. Thần Hoàng. Sâu trong núi đá, chiến binh yên lặng thức tỉnh, một ý thức yếu ớt truyền vào trong biên giới hố sâu. Khương Phàm cách ngoài địa tầng. Ngắm nhìn núi đá, linh hồn dao động, truyền ra một câu nhẹ nhàng. Nô tài, Thương Vương, qua ngàn năm, lại gặp được ngài, thần hoàng, ngài còn nhớ rõ nô tài hay không? M thanh yếu ớt trầm thấp trong núi đá, nhưng lại mang theo từng tia rung động. Vạn thế thần triều, thiên nô chi vương, kiếp trước thần là người hầu trung thành nhất của ngài. Trong ý thức Khương Phàm rõ ràng hiện ra ký ức liên quan tới chiến binh trong núi đá kia. Thương Vương. Kiếp trước là một trong ngũ đại chiến nô, thiên nô chi vương, trung dũng vô song. Là nô, nhưng lại là nô của thần hoàng. Thần triều khai quốc, luận công phong thưởng. Lấy thân phận chiến nô, liệt vị vương hầu, định danh Thương Vương. Nô tài đã chết, hồn trở về Hồng Hoang Phủ. Hồng Hoang Phủ là do thiên hậu tặng cho, bây giờ chuyển giao cho thần hoàng. Nguyện cùng Hồng Hoang Phủ có thể hộ thần hoàng bình an. Trong núi đá truyền ra hồn ngữ thăm thẳm của chiến binh. Hồng Hoang Phủ, là thần binh mà thiên hậu dẫn niệm hoang cổ đoạt được ở luân hồi đại đạo. Chiến trường bách tộc, trước sau chém giết 3 vị nhân hoàng, ngâm hoàng huyết máu của hoàng. Bây giờ thần chỉ là linh nguyên cảnh nho nhỏ, cầm không nổi, hàng không nổi. Hay là ngươi ở lại bên trong đi? Trong ý thức Khương Phàm có quan hệ với ký ức về Hồng Hoang Phủ, đó là siêu cấp vũ khí chinh chiến bách tộc chiến trường, cũng là thần binh mà Thương Vương hóa thân thành cự nhân ngàn trượng huy động. Lấy lực lượng linh hồn hắn bây giờ xem như thật nhận chủ thì cũng khó có thể phát huy một phần vạn lực lượng.
Nô tài cưỡng ép thôi động Hồng Hoang phủ vượt qua 7 triệu dặm thiên hải, đã hao hết hồn khí. Hồng Hoang phủ chính là chiến binh thần triều, nô tài đã là hồn thể, không có tư cách phụng dưỡng. M thanh trầm thấp lại nặng nề, nhưng từng chữ câu lộ ra kính sợ đối với thần hoàng, thần triều, thậm chí là đoạn lịch sử đã từng có kia. Ngươi còn có thể thôi động bao nhiêu lực lượng? Khương Phàm cảm nhận được núi đá kính sợ, lại sinh ra từng tia hào hùng, đủ loại thâm tình, như đang tái nhập thần triều, tái hiện bách tộc chiến trường. Những chuyện trong trí nhớ đã trở nên rõ ràng, cũng biến thành mãnh liệt. Linh hồn xúc động. Nô tài được 36 tướng thần triều nhờ vả, đến đây trả lại Hồng Hoang phủ, chỉ nguyện có thể gặp lại thần hoàng một lần, chưa từng nghĩ sẽ lại sống ở thế gian, hồn khí còn không thừa mấy phần. Nếu như thần hoàng có cần, nô tài sẽ thiêu đốt hồn khí, có thể thôi động 1% lực lượng của Hồng Hoang phủ. Khương Phàm chỉ phía xa tây nam. Rời khỏi nơi này, đi về 2000 dặm hướng tây nam, thay ta trấn thủ nơi đó. Nếu có cường địch uy hiếp, có thể dùng một số lực lượng làm bọn hắn kinh sợ mà lui. Nô tài, lĩnh mệnh, hồn phách không trọn vẹn, được thần hoàng không bỏ, thần nhất định sẽ dùng hết khả năng. M thanh trong núi đá đã rõ ràng cao vút hơn rất nhiều, khổ sở đợi chờ ngàn năm, có thể gặp lại thần hoàng, đã đội ơn ông trời rất nhiều, nếu như có thể lại đi bảo vệ, đã không hối hận. Ta không muốn ngươi hao hết hồn khí, ta còn muốn mang ngươi quay về chiến trường bách tộc, mang ngươi chứng kiến thần triều đỉnh lập thương huyền. Một đời trước, chúng ta là thần triều, một thế này, chúng ta là đế tộc. Khương Phàm nói xong, hất lên áo choàng rời khỏi hố sâu. Không lâu sau đó, núi đá chấn động, khí lãng ngập trời như ác long lao ra khỏi biển, đại địa băng liệt xông lên trời. Mọi người đang khí thế ngất trời vội vàng bố trí ở phía dưới đều vô cùng sửng sốt. Sao lại chạy rồi? Đây là có chuyện gì? Chúng ta đều đã bố trí hơn một tháng. Mọi người sốt ruột lại tức giận, nhao nhao rời khỏi hố sâu, đuổi theo núi đá đã rời khỏi. Bọn người Thương Minh nhìn Khương Phàm đang trở về, lại nhìn núi đá biến mất tại cuối màn đêm, biểu hiện đều trở nên quái dị. Chúng ta cần phải đi. Khương Phàm ngẩng đầu lên, xông vào bóng đêm của rừng rậm. Đan quốc tọa lạc tại vùng đất bắc bộ của Kinh Kỳ, mảnh rừng tinh nguyệt. Xây dựa lưng vào núi, cung điện thành đàn, chia 36 khu, quy mô giống như là 36 tòa thành nhỏ. Nếu quan sát từ trên cao, nơi này kéo dài hơn 1000 dặm cùng đan quốc thần thánh hoàn mỹ hòa thành một thể. Nơi này đã từng là khu vực Kinh Kỳ, nơi náo nhiệt nhất ngoài hoàng thành. Số lượng lớn thương hội, thế gia tông môn, cùng tán tu, cường giả bên ngoài hoàng triều nối liền không dứt. Bởi vì đan quốc tượng trưng cho trình độ luyện đan cao nhất của lang gia hoàng triều, bởi vì số lượng đan dược luyện chế ra ở nơi này hàng năm đạt tới 100 vạn. Nhưng một thời gian gần đây, quốc quân đan quốc đột nhiên tuyên cáo, đan quốc nghênh đón thời khắc vắng vẻ nhất 200 năm qua. Mặc dù có số lượng lớn thương hội và cường giả ra vào, nhưng trình độ náo nhiệt kém xa 1/10 bình thường. Quốc quân, ta tới muốn đưa cùng thông điệp sau cùng cho ngài. Hy vọng ngài có thể chiêu cáo thiên hạ, nói đan quốc còn có lòng tin với hoàng thất, càng muốn cùng hoàng thất sát tay, cải thiện cục diện dung chuyển trước mắt của hoàng triều. Lục hoàng tử ngồi ở trước mặt quốc quân đan quốc, hai mắt sáng tỏ, tư thái cao ngạo lại cường thế. Thái độ quốc quân đan quốc lãnh đạm. Chờ nhiều ngày như vậy, hoàng thất chỉ phái một hoàng tử tới. Là quá để mắt lục hoàng tử ngươi, hay là xem thường quốc quân ta đây? Tin tức của quốc quân sẽ không bế tắc đi như thế chứ, 10 ngày trước phụ hoàng đã xuất quan, 5 ngày trước, ta đã được lập làm thái tử. Ta bây giờ mà nói, chính là thái độ chính xác nhất của hoàng thất. Lục hoàng tử có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Hắn cũng không nghĩ tới phụ hoàng sẽ đột nhiên xác lập thái tử như vậy. Hoàn toàn từ bỏ đại ca. Cho đến khi cửu muội phân tích cho hắn, hắn mới giật mình hiểu ra. Một là phụ hoàng nóng lòng ổn định bầu không khí hoàng triều, để triều thần thế tộc nhiệt tình. Hai là coi như các đại ca còn sống trở về, cũng đã từng là bị bắt làm tù binh, vết nhơ này không cho phép bọn hắn bước lên quản hoàng triều. Nói cách khác, coi như đại ca bọn hắn trở về thì vị trí thái tử của hắn cũng vững như núi Thái Sơn. Sớm xác lập thái tử. Còn có ý tứ thật sâu khác, chính là phụ hoàng và hoàng thất đã chuẩn bị quyết định từ bỏ đại ca, tam ca. Ngược lại khả năng sẽ kích thích thiên sư tông bức chết đại ca, dùng cái này làm lý do khiến trên dưới hoàng triều tức giận. Các ngươi không nên mơ mộng nữa.
nếu ngày ước chiến ta đã làm đảm bảo thì sẽ thực hiện ước định, nên tuyên cáo thì phải tuyên cáo, sẽ không làm bất cứ sửa đổi gì. Vị phụ hoàng kia của ngươi cũng nên rõ ràng, coi như ta thật chiêu cáo thiên hạ, nói cái gì còn có lòng tin, cái gì dắt tay đối mặt, ai sẽ tin tưởng đây? Khắp thiên hạ đều sẽ nhận định, là hoàng thất hiếp Bách Đan quốc. Danh dự và tín nhiệm của hoàng thất sẽ bị toàn hoàng triều chất vấn. Quốc quân Đan quốc rất thất vọng, đối với hoàng thất, đối với nhân hoàng đều vô cùng thất vọng. Không nghĩ cách cải thiện nguy cơ, lại muốn thỏa hiệp với Đan quốc bọn hắn, còn làm phối hợp cái gì đó. Đơn giản là hoang đường. Vậy ý quốc quân là, cự tuyệt. Để ta nói cho ngài, Đan quốc không nhận bất cứ uy hiếp gì. Nơi này không có người khác, chúng ta không ngại nói rõ một chút đi. Có biết vì sao chúng ta lại kéo lâu như vậy mới đến không? Bởi vì chúng ta nhận được tin tức, hình như một thời gian trước quốc quân bị trọng thương, mà Đan quốc còn biến mất 3 vị quốc lão. Lục hoàng tử vừa nói ra lời này, rốt cuộc quốc quân cũng biến đổi sắc mặt. Nói bậy nói bạ, ta rất tốt, các quốc lão Đan quốc cũng đều ở đây. Quốc quân thầm nghĩ không ổn, tình huống của mình bị phong tỏa nghiêm mật, bao gồm cả việc đến Thiên Sư Tông một thời gian kia, đều là che giấu qua. Làm sao có thể bị phát hiện được? Quốc quân ơi quốc quân, ngài thật là đã để cho chúng ta thất vọng đau khổ quá. Chúng ta một mực tuân thủ nguyện vọng tiên tổ, kính trọng Đan quốc, bảo hộ Đan quốc, không nghĩ tới quốc quân ngươi đây vậy mà lại phản bội hoàng triều, ruồng bỏ hoàng thất, chạy đến Thiên Sư Tông trợ giúp Khương Hồng Võ. Có phải ngài muốn tạo phản hay không? Sắc mặt Lục hoàng tử dần dần âm trầm, thời điểm chiếm được tin tức này, không chỉ có hắn không tin, phụ hoàng lại càng không tin. Lấy quốc quân tính cách thì không nên làm như thế. Nhưng, biết người biết mặt không biết lòng, quốc quân chẳng những đi Thiên Sư Tông, còn mang theo 3 vị đỉnh cấp luyện đan sư Đan quốc thân cận với hắn. Rõ ràng là muốn liên thủ Ngọc Đỉnh Tông, hỗ trợ Khương Hồng Võ tiến vào Niết Bàn cảnh. Lục hoàng tử, ngươi nên rời khỏi, nơi này không chào đón ngươi. Quốc quân đứng dậy, đưa tay tiễn khách. Rời khỏi, ta rời khỏi nơi này, chuyện phải giải quyết sao đây? Quốc quân vậy mà lại ngây thơ như thế sao? Ha ha, quốc quân không ngại đoán xem, nếu như ta đem tin tức ngài trợ giúp Thiên Sư Tông thả ra, các luyện đan sư trong Đan quốc sẽ có phản ứng gì? Bọn hắn sẽ còn tôn trọng ngài sao? Bọn hắn sẽ còn ủng hộ ngài sao? Lục hoàng tử ôm lấy khóe miệng, cười lạnh. Nguyện vọng tiên tổ, Đan quốc phải vĩnh viễn tồn tại. Nhưng, nguyện vọng chỉ là Đan quốc, mà không phải là quốc quân. Các ngươi muốn làm gì? Quốc quân có một dự cảm không tốt. Lúc trước quyết định tuyên cáo thiên hạ, một là bởi vì đối với hoàng thất đã rất thất vọng, hai là bởi vì 3 vị lão hữu chết đi, ba là muốn để hoàng thất cảm nhận được sự tức giận của bọn hắn, kích thích nhân hoàng xuất quan, quản chế hoàng thất. Không nghĩ tới, hoàng thất lại muốn xuống tay với Đan quốc. Hay là tại nhân hoàng xuất quan. Đan quốc sẽ vĩnh viễn tồn tại, đây là cam đoan của phụ hoàng. Nhưng quốc quân, có thể là ngươi. Cũng có thể không phải là ngươi. Mấu chốt phải xem thái độ của ngươi. Lục hoàng tử có ý muốn dứt khoát diệt trừ lão gia hỏa này, mau chóng đến đỡ quốc quân mới. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này đã khống chế Đan quốc 30 năm, lực ảnh hưởng đã xâm nhập các mặt Đan quốc, cưỡng ép hủy bỏ, ảnh hưởng quá lớn. Mà, chỉ có lão gia hỏa này tự mình chỉ huy Đan quốc thần phục hoàng thất mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Ngươi đang uy hiếp ta. Các ngươi muốn lợi dụng ta, khống chế Đan quốc, vọng tưởng. Quốc quân Đan quốc rất ít tức giận, nhưng bây giờ lại đã giận thật, còn không thể kìm chế nổi. Đan quốc là quốc trung chi quốc nước trong nước, hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự trị. Hoàng thất ở bất cứ tình huống nào cũng không được nhúng tay vào sự vụ Đan quốc, ảnh hưởng kế thừa quốc quân, đây là tổ huấn 200 năm trước tiên hoàng cùng tiên tổ Đan quốc xác lập nên. Đương kim hoàng thất vậy mà lại dám tổn hại tổ huấn. Tùy ý làm bậy. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Ngươi tự mình mang theo Đan quốc thần phục, chí ít Đan quốc vẫn là do ngươi khống chế, có một số việc ngươi còn có thể cùng hoàng thất hòa giải. Nếu như để chúng ta đến đỡ người khác kế nhiệm quốc quân, hắn coi như thật trở thành con rối của chúng ta. Đến lúc đó, Đan quốc cũng sẽ triệt để biến thành vũ khí trong tay hoàng thất. Lục hoàng tử nhìn quốc quân Đan quốc cao ngạo tôn quý ở trước mặt mình đã xảy ra sơ suất. Trên khuôn mặt lãnh tuấn nhịn không được mà lộ ra một nụ cười. Nói cho nhân hoàng, muốn chế tài Đan quốc, cứ việc tới. Nhưng hắn tốt nhất phải nghĩ rõ ràng hậu quả.
Quốc quân giận dữ phất tay áo, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Đan quốc tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, bọn hắn còn có đội ngũ bảo vệ của riêng mình, bọn hắn còn có bằng hữu trải rộng khắp thiên hạ, nếu như hoàng thất thật muốn dùng sức mạnh, hắn sẽ không để ý hung hăng liều lên một lần. Quốc quân, ta lại nhắc cho ngươi hai điểm, có hứng thú lại nghe hay không? Lục hoàng tử lại vững vàng ngồi trên ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy nắm tay. Không cần, xin ngươi mau sớm rời khỏi. Quốc quân đặt hai tay trên cửa phòng, đang muốn đẩy mở, phía sau lại truyền đến cười lạnh. Ngươi tốt nhất vẫn là nghe một chút, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nữ nhi bảo bối của ngươi. Sáng sớm bắt đầu không có ở đây sao? Cái gì? Quốc quân bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận lục hoàng tử. Lục hoàng tử ha ha cười khẽ. Ngươi không nghe lầm, nàng không có ở đây. Nếu tính không sai, bây giờ hẳn là đã rời khỏi tinh nguyệt này rồi. Ngươi không ngại đoán xem, nàng sẽ bị đưa đến chỗ nào, lại sẽ gặp phải thứ gì. Các ngươi là đồ vô sỉ. Các ngươi lại dám đến Đan quốc hành hung. Các ngươi coi Đan quốc là nơi nào. Quốc quân lên cơn giận dữ, càng khó có thể hơn tin. Bọn hắn là Đan quốc, là quốc trung chi quốc tiên hoàng tự mình xác lập, có địa vị trí cao vô thượng. Bọn hắn là Đan quốc, có được 60% luyện đan sư hoàng triều, ở trong ngoài hoàng triều đều có lực ảnh hưởng cực cao. Bọn hắn là Đan quốc, bọn hắn thuần túy lại đơn giản, bọn hắn chỉ chuyên chú luyện đan thuật, bọn hắn chưa bao giờ tổn thương qua bất cứ kẻ nào. Quốc quân tuyệt đối không nghĩ tới, hoàng thất không chỉ muốn xử phạt Đan quốc, lại còn dùng đến thủ đoạn ti tiện vô sỉ đến như vậy. Quốc quân, ngươi là cổ hủ thật hay là tự kiêu ngạo thật, trước khi ngươi tuyên cáo thiên hạ, chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả? Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, là ngươi nhất định phải đối nghịch cùng hoàng thất, là ngươi tự tìm đường chết. Lục hoàng tử đã được phụ hoàng nhắc nhở qua, không cần thiết lại tôn trọng quốc quân, nên cường thế thì cường thế, nên răn dậy liền răn dậy. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, Đan quốc phải trở thành hoàng thất Đan quốc. Là các ngươi không tuân thủ ước định, là các ngươi tự hủy nghi uy của hoàng thất. Trả thường lăng lại cho ta. Quốc quân muốn lên án mạnh mẽ lục hoàng tử, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Hắn là chủ Đan quốc, được người người tôn trọng, người tiếp xúc đều là nho nhã lại lễ phép, tình huống của hôm nay đúng là lần đầu tiên trong đời. Quốc quân, người đã sai lầm vị trí của mình rồi. Đan quốc các ngươi thuộc về Lang gia hoàng triều, hẳn là nên phối hợp hoàng triều, giữ gìn hoàng thất, mà không phải chửi bới nó, nhục nhã nó. Ta không cùng lão gia hỏa ngươi đây nhiều lời nữa, nói chuyện chính sự. Ngươi có muốn biết là ai đem tình huống của ngươi nói cho chúng ta biết hay không? Ngươi có muốn biết là ai đưa Thường Lăng vào bẫy hay không? Ngươi có muốn biết, nếu như ngươi cự tuyệt, ai sẽ tiếp quản vị trí quốc quân của ngươi hay không? Lục hoàng tử thưởng thức biểu hiện tức giận của quốc quân, từng chữ nói ra. Có muốn hay không? Ai? Có người phản bội Đan quốc. Quốc quân tức giận, trong đầu hiện lên vô số tên. Cuối cùng ổn định ở trên người một người. Thường Ngọc Thư, một trong ngũ lão Đan quốc. Ngũ lão Đan quốc, là ngoại trừ quốc quân Đan quốc ra, họ chính là luyện đan sư mạnh nhất, khống chế một số luyện đan sư. Ở Đan quốc, họ là người thân cận với quốc quân nhất, cũng là người có lực ảnh hưởng cực cao. Ba vị chết tại Thiên Sư Tông chính là những người trong ngũ lão. Chuyện hắn mang theo bọn họ bí mật tiến về Thiên Sư Tông chỉ có Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh biết. Sau khi hắn kéo lấy thân thể trọng thương từ La Phù trở về, cũng là Thường Ngọc Thư thay hắn bảo vệ ở bên ngoài. Sở dĩ là Thường Ngọc Thư mà không phải Tô Nguyên Minh, là bởi vì Thường Ngọc Thư và hắn có quan hệ đặc biệt, Đường ca. Nếu như Đan quốc thật muốn tuyển định tân quốc quân một lần nữa, miễn cưỡng đủ tư cách, chỉ có thể là Thường Ngọc Thư. Nhìn dáng vẻ quốc quân, hình như đã đoán được rồi. Không sai, chính là đường ca của ngươi, Thường Ngọc Thư. Lục hoàng tử cởi mở cười to, cửa phòng vào lúc này cũng bị đẩy ra. Một người có mái tóc hoa râm chậm rãi đi đến, hành lễ với quốc quân. Quốc quân, không, thời điểm này, vẫn là gọi đường đệ thì phù hợp hơn. Vì cái gì? Quốc quân khó có thể tin được mà nhìn thân nhân hắn tín nhiệm nhất. Bởi vì, người bị tên nhóc con Khương Phàm kia, đùa nghịch, người mặc kệ nguy hiểm tiến đến Thiên Sư Tông, còn hại chết ba vị lão hữu, kết quả Khương Phàm có phản ứng gì, Thiên Sư Tông phản ứng gì. Bọn hắn từ đầu đến cuối có từng biểu đạt ý tạ tội nào chưa, có từng đem đan dược giao cho ngươi chưa?
Thường Ngọc Thư tiếc nuối lắc đầu. Ba vị bạn thân của ta cứ như vậy mà chết rồi, chết không có chút ý nghĩa nào, ngươi còn muốn ngụy trang tin tức thành bọn hắn đang bế quan, chờ đợi tương lai dùng một trận ngoài ý muốn, an táng bọn hắn. Đây chính là nguyên nhân ngươi phản bội. Ta mạo hiểm đến Thiên Sư Tông, vì Đan Quốc, chỉ cần chúng ta có thể phỏng chế ra viên đan dược kia, Đan Quốc nguyện ý cũng có thể tiếp nhận bất kỳ giá nào. Thế nhưng, ngươi không có mang về được viên đan dược kia. Khương Hồng Võ không thể thành công, còn có thể chết đã tại Ly Hỏa Thánh Địa, ta làm sao có mặt mũi muốn đan dược. Ta chỉ biết là, ngươi không thể mang đan dược về. Ta chỉ biết là, ba vị lão hữu của ta, chết ở bên ngoài. Những cái khác, ta mặc kệ. Thường Ngọc Thư mặt không biểu tình, tầm mắt cụp xuống, không nhìn tới ánh mắt Quốc Quân. Quốc Quân Đan Quốc tức giận lại thất vọng nhìn Thường Ngọc Thư. Ngươi đều đem tất cả chuyện nói cho Hoàng Thất rồi. Đan Quốc từ lúc bắt đầu chính là vùng đất luyện đan, an bình, tôn quý, lại thuần túy, nơi này không chịu nổi bất kỳ hỗn loạn nào. Ngươi đem Đan Quốc đặt lên nguy hiểm, ngươi là tội nhân của Đan Quốc. Ta muốn cứu vãn Đan Quốc, ta muốn tránh cho chiến hỏa và tử vong xuất hiện ở Đan Quốc. Ngữ khí Thường Ngọc Thư lãnh đạm, chỉ là dưới mi mắt lại mắt lóe ra tinh quang rạng rỡ. Nói bậy nói bạ, ngươi không đem tin tức để lộ cho Hoàng Thất ở đâu ra lý do lấy cớ uy hiếp Đan Quốc. Chuyện Thiên Sư Tông đúng là ngoài ý muốn, nếu như không có Hoàng Thất nhúng tay, ta đã mang theo ba người bọn hắn và đan dược trở về. Là Hoàng Thất cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, mới xuất hiện chuyện đao bổ Thiên Sư Tông ngoài ý muốn kia. Hại chết ba người bọn hắn chính là Hoàng Thất và Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi căn bản chính là ngấp nghé vị trí Quốc Quân, ta vô cùng thất vọng về ngươi. Quốc Quân Đan Quốc tức tối, một ngụm máu tươi tuôn ra yết hầu, muốn áp chế, nhưng vẫn là vọt ra, tràn đầy khoang miệng. Thường Ngọc Thư không muốn cùng hắn dây dưa nhiều, thản nhiên nói. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp Hoàng Thất, tránh cho chiến hỏa nguy hiểm cho Đan Quốc. Lục Hoàng Tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhắc nhở. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm quốc quân của ngươi, liền phối hợp chúng ta thật tốt, nếu như muốn từ bỏ vị trí quốc quân, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Quốc Quân Đan Quốc bực tức nói. Ta muốn gặp Nhân Hoàng. Phụ Hoàng đối với ngươi vô cùng thất vọng, ngươi không gặp được. Nếu Phụ Hoàng đã cắt cử ta đến đây toàn quyền xử lý sự vụ Đan Quốc, tất cả quyết định ta làm cũng có thể trực tiếp đại biểu thái độ của Hoàng Thất. Đừng nói nhảm, quyết định đi. Lục Hoàng Tử nói xong, cố ý hỏi Thường Ngọc Thư. Thường Lăng đến đâu rồi? Nếu như thuận lợi, hẳn là đã ra ngoài rìa tinh nguyệt. Ngươi khẳng định, người mang nàng rời khỏi đều là đệ tử thân tín nhất của ta, vài trăm dặm đường này sẽ không có người hoài nghi. Rất tốt, người của ta an bài ở bên ngoài để tiếp ứng. Lục Hoàng Tử rất hy vọng người của hắn có thể trực tiếp mang đi Thường Lăng, nhưng Đan Quốc đề phòng nghiêm ngặt, 36 khu đều có số lớn đội ngũ bảo vệ, vì để tránh nổi lên chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể vận dụng người của Thường Ngọc Thư. Quốc Quân tức giận nhưng lại vô lực. Trước đó chưa từng nghĩ tới Hoàng Thất dám dùng thủ đoạn ti tiện với Đan Quốc, bây giờ không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Nếu Thường Lăng rơi xuống trong tay bọn họ, rất có thể sẽ bị lăng nhục, thậm chí là uy hiếp đến tính mạng. Chủ yếu hơn chính là Đan Quốc. Thường Ngọc Thư rõ ràng đã đầu nhập vào Hoàng Thất, nếu như do hắn tiếp quản Đan Quốc sẽ từ từ bị Hoàng Thất bí mật thẩm thấu, cho đến biến thành phụ thuộc. Nhưng, nếu như mình thỏa hiệp, chẳng phải cũng bị Hoàng Thất khống chế sao? Cho ta thời gian, cho ta suy nghĩ một chút. Quốc Quân Đan Quốc chậm chậm ngồi xuống, để cho mình tỉnh táo. Mảnh rừng tinh nguyệt, Tây Bắc Bộ. Cửu công chúa từ sáng sớm đã đợi đến giữa trưa, rốt cuộc cũng chờ được Thường Lăng. Thường Lăng tông sư, mạo phạm, tình huống đặc biệt, còn xin hiểu. Lang gia Hoàng Thất, một đời không bằng một đời, thật đáng buồn. Đáng thương. Thường Lăng từ sáng sớm đã bị khống chế, chưa kịp chải đầu rửa mặt, nhưng vẫn cứ mỹ lệ làm rung động lòng người, làn da trắng nõn nà, ánh mắt như sao sớm, vẻ đẹp tinh khiết khiến cho tim người khác cứ phải đập thình thịch. Hoàng Thất làm việc, không cần ngươi đánh giá, nếu như còn muốn nhìn thấy phụ thân ngươi liền ngoan ngoãn làm theo lời chúng ta nói. Cửu công chúa trước đó rất thưởng thức vị tông sư này, cũng không nghĩ tới tương lai lại phải đối địch. Nhưng sau khi biết nàng bí mật liên hệ cùng Khương Hồng Võ thì đã không còn nửa phần hào cảm. Thường Lăng nhìn nữ hài mảnh mai phía trước, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh. Tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ như vậy,
cả đời này ngươi đều sẽ sống ở âm mưu trong kế hoạch, khó thấy được ánh sáng. Ta càng không cần ngươi đánh giá. Phụ thân ngươi bây giờ đã bị khống chế, đang ở trong lao tù chịu tra tấn, muốn hắn còn sống, muốn gặp lại hắn, liền cho làm chút chuyện cho chúng ta. Cửu công chúa am hiểu uy hiếp, hai câu nói đơn giản đã liền tóm lấy nhược điểm của Thường Lăng. Ta sẽ không vì hoàng thất làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nhất định phải làm. Nếu không, ngươi không những không thấy được quốc quân, mà đan quốc cũng đều sẽ đổi chủ, thần phục hoàng thất. Thường Lăng nghiêm túc nhìn nàng một hồi, nói. Nếu Thường Ngọc Thư đã lựa chọn phản bội chúng ta, nhất định là đã được các ngươi cam đoan. Mà cam đoan này, chỉ có thể là vị trí quốc quân. Mặc kệ ta phối hợp hay không, phụ thân cuối cùng đều sẽ chết, đan quốc cũng đều sẽ thần phục hoàng thất. Cửu công chúa nhìn Thường Lăng thật sâu, không hổ là người thừa kế đan quốc có thiên phú nhất gần trăm năm nay, quả nhiên không đơn giản. Đã ngươi nhìn thấu tất cả, vì cái gì còn muốn đi ra? Ta muốn đến xem, sẽ là ai chờ ở bên ngoài? Sau đó thì sao? Cứu phụ thân ta. Cách duy nhất để ngươi cứu ngươi phụ thân, chính là phối hợp với ta. Chưa hẳn. Ngươi có cách khác? Có. Ta cũng muốn nghe một chút, là cái gì? Cửu công chúa còn chưa dứt lời, yêu quyển treo trên cổ Thường Lăng đột nhiên phát sáng cực mạnh, xông ra lít nha lít nhít sợi tơ màu vàng, quấn chặt lấy cửu công chúa gần ngay trước mắt. Ngươi! Cửu công chúa muốn giãy giụa lại bị kéo chặt hơn. Công chúa! Sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên hoảng hốt, không đợi kịp phản ứng, sợi tơ đã lôi cửu công chúa vào bên trong yêu quyển của Thường Lăng. Tại sao các ngươi không phong bế linh lực của nàng? Đầu đều là để bài trí sao? Quan Hoa Vinh trừng trừng mắt, giận dữ mắng mỏ những hộ giả đan quốc kia. Chết tiệt, đang đùa giỡn sao? Nàng là luyện đan sư. Các hộ giả chân tay luống cuống, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Trong ấn tượng của bọn hắn, Thường Lăng vừa mỹ lệ, thánh khiết, tôn quý, vừa mềm yếu vô hại, giống như các luyện đan sư khác, không thông võ pháp, chỉ cần khống chế thì sẽ không thể phản kháng. Không nghĩ tới vừa rồi đối mặt, lại đem công chúa bắt lại. Nàng là luyện đan sư thì không nghĩ đến phong bế linh lực sao? Quan Hoa Vinh tức giận lại tự trách. Đừng nói các hộ giả đan quốc không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng không ngờ tới vị tông sư nhu nhược này vậy mà lại làm ra hành động như vậy. Tông sư, xin giao công chúa ra. Chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn tổn thương ngươi, không cần kích thích chúng ta. Các hộ giả lập tức vây quanh Thường Lăng, vừa khẩn trương lại có chút sợ sệt. Bọn hắn cưỡng ép Thường Lăng là đã đẩy lên nguy hiểm to lớn, bao gồm cả quốc quân nơi đó cũng đang lặng yên tiến hành không một tiếng động, một khi bị phát hiện. Đan quốc nhìn như bình tĩnh nhất định sẽ xuất hiện sóng chiều dâng lên ngập trời, nhấc lên sóng gió vô tận. Giao công chúa ra. Quan Hoa Vinh một tay bóp lấy cái cổ như tuyết ngọc của Thường Lăng, thô lỗ giơ lên giữa không trung. Thường Lăng lại như không hề bận tâm, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Quan Hoa Vinh, ngươi là hộ vệ gì chứ, ném đại hoàng tử đi, lại ném cửu công chúa đi, hoàng thất chứa không nổi ngươi. Ngươi. Quan Hoa Vinh dùng sức nắm chặt cổ Thường Lăng. Hai mắt sung huyết. Có tin ta bóp chết ngươi hay không? Không tin, ngươi cũng không dám. Thường Lăng mặc cho hắn bóp lấy, cũng không dãy giụa. Vậy liền thử một chút. Quan Hoa Vinh cao lớn, hùng tráng uy mãnh, bóp lấy Thường Lăng tựa như đang bóp lấy đầu một con cừu non, một cái tay cũng đều lớn hơn so với đầu nàng, rất. Nhanh đã bị bóp đến phát tím, ý thức hôn mê. Quan Hoa Vinh, mau dừng tay, ngươi muốn bóp chết nàng sao? Nàng chết rồi, ai cũng không tiện bàn giao. Các hộ giả đan quốc nhao nhao khuyên can, hận không thể đẩy hắn ra. Giao cửu công chúa ra đây cho ta. Quan Hoa Vinh vùng cánh tay lên, hung hăng quăng Thường Lăng lên trên mặt đất. Thường Lăng rối tung tóc dài, đầu lung lay, cố chống thân thể lên. Ta muốn gặp phụ thân ta, nếu không ta lập tức xử tử cửu công chúa. Muốn dọa ta, người đã từng giết qua gà chưa, từng thấy máu chưa? Ngươi biết thế nào giết người chưa? Quan Hoa Vinh không tin tiểu nương tử nũng nịu này dám giết người, nàng lại còn là công chúa của hoàng thất. Con thỏ gấp đều cắn người, huống chi các ngươi muốn đoạt lấy đất nước của ta, hại phụ thân ta. Thường Lăng mỹ lệ thánh khiết, có vẻ đẹp linh tú, dịu dàng như ngọc, nhưng giờ phút này lại mang theo ánh mắt lăng lệ, thái độ cường ngạnh. Công chúa chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống. Ta chết đi, hậu nhân sẽ tôn trọng ta. Người đây,
làm hộ giả hoàng thất, liên tiếp hại chết hoàng tử công chúa, ngươi sẽ bị hoàng thất xử tử, gia tộc của ngươi đều sẽ hổ thẹn vì ngươi. Ngươi, Quan Hoa Vinh kịch liệt chập trùng lồng ngực, hận không thể một bàn tay chụp chết nàng. Ta muốn về quốc đô, ta muốn gặp phụ thân ta. Sáng sớm, sau khi Thường Lăng bị Thường Ngọc Thư đưa vào bẫy cũng bị khống chế, liền không có dãy dụa vô vị, mà tỉnh táo thuận thế mà làm, vừa phối hợp rời khỏi Đan Quốc, vừa lời nói khách sáo tìm hiểu tình huống. Khi biết bên ngoài là cửu công chúa, nàng đã nghĩ được biện pháp, khống chế con tin, lấy tư cách cùng hoàng thất. Ngươi không thấy được, lão già kia sẽ chết. Quan Hoa Vinh nhăn nhó mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Thường Lăng. Không hổ là quốc quân bồi dưỡng tương lai của Đan Quốc, gặp được tình huống kích thích lại nguy hiểm như thế, vậy mà không hề bối rối, còn có thể phản kích, đem bọn hắn đặt vào thế bị động. Trước khi hoàng thất không khống chế được cục diện, sẽ không hại chết ta phụ thân. Thường Lăng ngửa đầu nhìn Quan Hoa Vinh uy mãnh hùng tráng, vui mừng không sợ. Hoàng thất đã bị bắt đi hai vị hoàng tử, sẽ không cho phép lại có công chúa bị bắt. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức trở lại quốc đô, xác minh tình huống với chủ tử của ngươi, miễn mắc thêm lỗi lầm nữa. Quan Hoa Vinh hồng hộc thở hổn hển, năm chữ, mắc thêm lỗi lầm nữa, trực đâm vào tim hắn. Hắn đã để hoàng thất thất vọng, nếu như lại tái phạm sai lầm lớn, chính hắn cũng đều không có mặt mà sống nữa. Quan Hoa Vinh, vẫn là để chúng ta trở về bẩm báo, ngươi ở lại nơi này nhìn nàng. Hộ giả Đan Quốc cắn răng, chuẩn bị trở về bẩm báo. Chuyện này là sai lầm của bọn hắn. Ta đi, các ngươi ở lại nơi này. Quan Hoa Vinh sâu hít một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Ngươi không vào được. Đổi áo choàng thủ vệ cho ta, các ngươi mang ta vào. Quan Hoa Vinh đột nhiên vung bàn tay lên, hung hăng quất vào trên khuôn mặt kiều nộn của Thường Lăng. Thường Lăng nhỏ yếu, nhào vào trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, ý thức hoảng hốt. Con quỷ nhỏ, thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nếu như lại đùa nghịch gì nữa, ta sẽ xé sống ngươi. Quan Hoa Vinh thay đổi trường bào hộ giả màu lam của Đan Quốc, theo các hộ giả xâm nhập vào Đan Quốc. Mặc dù Đan Quốc đề phòng nghiêm ngặt, nhưng dù sao cũng là quốc gia mở ra làm ăn, thế lực trời Nam Biển Bắc quanh năm ra ra vào vào. Các hộ giả bọn họ chủ yếu là đề phòng người gây chuyện, rất ít chủ động đề ra nghi vấn người một nhà. Nhất là dẫn đội lại là thị vệ tâm phúc của Thường Ngọc Thư. Trói lại, bọn thị vệ hoàng thất quăng Thường Lăng lên, theo đến trên cây đại thụ bên cạnh, dùng xiềng xích nặng nề quấn chặt nàng. Thường Lăng lung lay đầu, nhắm mắt lại. Mặc dù nhìn bình tĩnh lại lãnh đạm, giống như không có chút sợ hãi nào, nhưng phụ thân bị bắt, Đan Quốc loạn trong giặc ngoài. Nàng nào có thể thật bình tĩnh. Trước đó phụ thân công nhiên tuyên cáo thiên hạ, nàng đã ủng hộ, nhưng cũng đề nghị phái người liên hệ những thế lực cùng cường giả có mối quan hệ mật thiết với Đan Quốc. Chỉ là đề nghị đã bị Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh cự tuyệt. Bọn hắn cho rằng Đan Quốc tuyên cáo thiên hạ là hợp tình hợp lý, là tuân thủ ước định lúc trước, nếu như muốn chủ động liên hệ những bằng hữu kia, ngược lại có ý tứ khiêu khích hoàng thất. Phụ thân cũng tin tưởng hoàng thất sẽ không bởi vì cái này mà trực tiếp chế tài Đan Quốc. Thường Ngọc Thư, Tô Nguyên Minh, các ngươi là tội nhân Đan Quốc. Thường Lăng thở dài trong lòng, còn đánh giá thấp nhân tính ác quá. Làm sao bây giờ? Phụ thân bị khống chế, giữ nhiều lành ít. Mặc dù đã thuận lợi bắt lấy cửu công chúa, nhưng có hiệu quả hay không, trong nội tâm nàng không chắc. Giờ khắc này, trong rừng rậm hơn 10 dặm bên ngoài, bọn người Khương Phàm đang lặng yên ẩn núp không tiếng động. Bọn hắn kỳ thật đã tới rất sớm, vòng quanh xung quanh Đan Quốc quan sát tình huống, tính toán làm sao đi đến, không nghĩ tới vậy mà thấy được cửu công chúa và Quan Hoa Vinh. Cơ hội khó được, bọn hắn lập tức chuẩn bị vây bắt, nhưng không bao lâu, Thường Lăng lại bị áp đi ra. Bọn hắn biết bên trong Đan Quốc đã xảy ra chuyện, quả quyết muốn nghĩ cách cứu viện Thường Lăng. Kết quả, Thường Lăng đột nhiên bắt cửu công chúa. Lúc bọn hắn đang lo lắng Quan Hoa Vinh dưới cơn thịnh nộ sẽ giết chết Thường Lăng, chuẩn bị cưỡng ép cứu người thì Quan Hoa Vinh đã rời khỏi. Đảo ngược, kích thích, vở kịch này quá đặc sắc. Ngay cả các huyết ngục cũng đều thầm hô đã nghiền. Công tử ở lại nơi này, những người khác theo ta cứu người. Thương Minh phất tay ra hiệu các huyết ngục. Khương Phàm chủ động xin đi giết giặc. Ta hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, các ngươi lại ra tay, tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh gì. Các huyết ngục thể hiện cổ quái, nhìn Khương Phàm một chút, vừa nhìn về phía Thương Minh.
làm ra động tĩnh. Đây là chất vấn năng lực của bọn hắn sao? Chỉ là xử lý 10 tên thị vệ mà thôi, nếu như lại làm ra động tĩnh gì, bọn hắn đều có lỗi với liêm đao trong tay. Công tử nói đúng, chúng ta cần phối hợp. Công tử cẩn thận. Thương Minh lặng lẽ cùng các huyết ngục ra hiệu, phối hợp công tử diễn kịch, đừng để cho công tử khó xử. Công tử anh dũng. Các huyết ngục cùng kêu lên tán thưởng, như quỷ mị tản ra. Phi, đáng đời người sắp chết. Sau khi Tiêu Cao Nghĩa dẫn đội trong thị vệ hoàng thất xác định Quan Hoa Vinh đã rời khỏi, rất khinh thường mà phun một ngụm nước bọt. Đường đường là linh hồn đỉnh phong, lại bị nữ hài nhi đùa nghịch. Thường Lăng, thấy qua cái này chưa? Tiêu Cao Nghĩa xoay tay phải lại, từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh liêm đao sắc bén. Toàn thân cán đao đen kịt, dài đến 2 mét, phía dưới thẳng, đầu trên hơi cong về phía. Thân đao thể đỏ hồng như máu, dài gần 1 mét, phía trước dài nhọn sắc bén, phía sau mở rộng. Liêm đao nặng nề, không thể phá vỡ, lại sắc bén vô địch. Liêm đao của huyết ngục. Thường Lăng dương mắt nhìn, chân mày cao lại. Thời điểm năm đó huyết ngục giết ra khỏi thành Bạch Hổ, chết không ít đội viên, cũng ở nơi đó vứt xuống 12 chuôi liêm đao. Đây là một cái trong đó, ta bỏ ra tinh lực rất lớn mới thu được vào tay. Ngươi biết lai lịch của nó không? Tiêu Cao Nghĩa trêu đùa liêm đao mấy lần, có chút si mê mỹ cảm yêu dị của nó. Không biết, Thường Lăng nghiên cứu đan thuật trị bệnh cứu người, vũ khí giết người từ trước tới giờ không cảm thấy hứng thú. Nhất là loại liêm đao nhìn qua liền thấy rất tà ác nguy hiểm này. Lai lịch liêm đao không đơn giản, càng không phải vũ khí bình thường. Nghe nói là tiên tổ Khương gia, Khương Nguyên Liệt tự mình rèn đúc, chính là dùng huyền thiết chí thuần siêu tập từ các nơi ở Bắc Cương, còn tập hợp máu tươi của mấy vạn mãnh thú đại hoang, ngâm dòng dã 20 năm. Trình độ sắc bén, đạt tới gọt sắt như tờ giấy, trình độ cứng cáp có thể ngạnh kháng trọng kích trăm vạn cân. Mỗi một chuôi đều có thể gọi là chí bảo gia truyền. Sở dĩ rèn đúc thành hình dạng liêm đao, là bởi vì liêm đao tượng trưng cho cái chết, cũng là bởi vì phía trên bị khắc lên nguyền rủa. Thời điểm mỗi một đội viên huyết ngục đang tiếp nhận nó thì cũng sẽ tiếp nhận nguyền rủa phía trên. Đời này đến chết, đao làm chủ, người làm nô. Khi còn sống dùng máu tươi và linh hồn thai nghén, sau khi chết sẽ trở thành tế phẩm của nó. Tiêu Cao Nghĩa si mê mỹ cảm của liêm đao, càng si mê lai lịch của nó. Bọn thị vệ hoàng thất đều kinh ngạc nhìn liêm đao trong tay Tiêu Cao Nghĩa, đây là lần đầu tiên nghe nói liêm đao có lai lịch phi phàm như vậy. Tiêu Cao Nghĩa nắm liêm đao, vây quanh sau lưng Thường Lăng, liêm đao sắc bén nhẹ nhàng ôm lấy cái cổ trắng tuyết như ngọc. Ta không hứng thú với liêm đao. Thường Lăng khẽ run, liêm đao vô cùng lạnh, không phải giá lạnh, mà là âm lãnh. Nó chỉ nhẹ nhàng phóng tới trên cổ. Vậy mà trong đầu lại nhìn không được nổi lên hình ảnh cái cổ mình bị chặt bay mất. Nghe nói, người bị liêm đao chém giết, linh hồn cũng đều sẽ bị giết chết cùng một chỗ. Thường Lăng tông sư, có muốn thử một chút hay không? Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh, giơ mặt đao lên chống đỡ cái cằm trắng nõn của Thường Lăng. Thường Lăng dùng sức nắm chặt lại hai tay, ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Tỉnh lại đi, ta không sợ chết, càng không sợ uy hiếp, người cũng không dám giết ta. Chết, kỳ thật không đáng sợ. Sợ chính là, ha ha, muốn chết nhưng lại không chết được. Liêm đao trong tay Tiêu Cao Nghĩa nhẹ nhàng lướt một cái, đao sắc bén nhọn tùy tiện rạch ra sợi dây nhỏ nơi cổ áo Thường Lăng. Thân thể mềm mại của Thường Lăng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Chuôi này liêm đao hẳn là đã giết rất nhiều người, nhưng chắc chưa từng thưởng thức qua thân thể mỹ diệu như ngươi vậy. Nếu nó thuộc về ta, ta phải đối đãi nó thật tốt. Tiêu Cao Nghĩa chuyển tới trước mặt Thường Lăng, nắm liêm đao chậm rãi hướng xuống, tiến vào y phục, từ cổ áo cho đến cái rốn. Ngươi, hèn hạ vô sỉ. Thường Lăng tức giận muốn giãy giụa nhưng cũng không dám loạn động. Bọn thị vệ hoàng thất khẽ nhíu mày, đối đãi Thường Lăng danh chấn hoàng triều như thế, có phải có chút quá mức hay không? Trong lòng bọn họ, Thường Lăng tôn quý, thánh khiết, lại mỹ lệ, linh tú như mây trời, không phải là thế tục. Tuy nhiên, bọn hắn rất nhanh đè xuống phần bất mãn kia, không hẹn mà cùng thưởng thức dáng người uyển chuyển của Thường Lăng. Các ngươi vô sỉ, đây chính là phẩm chất của thị vệ hoàng thất sao? Thường Lăng chú ý tới ánh mắt xâm phạm của bọn hắn, xấu hổ giận dữ đan xen. Đừng có lại nghĩ mình như vậy tôn quý, không có danh hiệu nữ nhi quốc quân, lại đắc tội hoàng thất, người đã từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất rồi.
coi như phụ tử các người cuối cùng cũng thỏa hiệp, thần phục với hoàng thất, các ngươi cũng không còn là các ngươi trước kia, mà là đồ chơi trong tay hoàng thất. Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh hai tiếng, tiếp tục kích thích Thường Lăng. Qua mấy năm nữa, ngươi còn có thể sẽ gả vào hoàng thất, trở thành phi tử trong cung. Nhưng là phi tử không có tình cảm, chỉ có thể dựa vào chút sức lực tươi mới kia bị nhân hoàng hưởng dụng mấy ngày, sau đó ngươi sẽ giống như một khúc gỗ, từ từ nát chết trong hoàng cung. Đúng rồi, ngươi còn đắc tội cửu công chúa, nói không chừng ngày nào đó, ngươi sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Đương nhiên, chết là ngoài ý muốn, nhưng sự thật là ngươi sẽ bị đưa đến nơi rất bí mật, trở thành đồ chơi của một số người. Thường Lăng ơi Thường Lăng, ngươi đã xong rồi. Ngươi mười mấy năm qua hưởng hết vinh quang tôn quý, nửa đời phía sau. Chính là một mảnh bi kịch. Tiêu Cao Nghĩa nhe răng cười, trong ngôn ngữ cực điểm nhục nhã và đe dọa, kích thích tinh thần Thường Lăng. Thường Lăng cố gắng chấn định, lại ngăn ánh mắt không được lắc lư. Nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, có thể nương tựa kiêu ngạo chống đỡ quan hoa vinh ẩu đả, lại gánh không được loại tàn phá tinh thần này của Tiêu Cao Nghĩa. Tiêu Cao Nghĩa nói kiểu này, bọn thị vệ hoàng thất càng không cố kỵ, tùy ý đánh giá Thường Lăng, vậy mà đều cảm nhận được một cảm giác kích thích khiêu chiến cấm kỵ, khinh nhờn thánh nữ. Thường Lăng cố gắng chấn định nhưng lại chấn định không xuống. Xấu hổ, giận dữ, sỉ nhục, ánh mắt của nàng cũng đã bắt đầu mông lung. Ta đếm tới 3, không, ta đếm đến 10, giao cửu công chúa ra đây cho ta. Nếu không, chuôi liêm đao đã giết vô số người trong tay của ta đây sẽ nhẹ nhàng di chuyển. Bộ y phục đơn bạc này của ngươi sẽ phải mở rộng ra trước mặt chúng ta. Hoàn toàn, triệt để. Tiêu Cao Nghĩa rất thấp giọng, ngữ điệu rất chậm, cực điểm nhục nhã, lăng nhục Thường Lăng. Ngươi dám. Thường Lăng quát tháo, chỉ là vừa mở miệng, ngay cả chính nàng cũng đều nghe được sự run rẩy trong thanh âm. Hoàng thất chỉ muốn khống chế Đan Quốc, tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm càn như vậy. Ta mở ra cho ngươi, thưởng thức một phen. Sau đó lại mặc cho ngươi thêm kiện y phục mới, ai biết được chứ? Ngươi cũng đừng nghĩ đến trả thù chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở bên ngoài há hốc mồm, nói đã từng mở ra qua y phục cho ngươi mặt mũi, ngươi và Đan Quốc sẽ phải rớt xuống trong bùn. Toàn hoàng triều đều sẽ biết, Thường Lăng tông sư cao quý như tiên tử trong lòng bọn họ, còn từng có qua một đoạn lịch sử như vậy. Tiêu Cao Nghĩa cười ha ha. Ngươi đừng nghĩ đến uy hiếp ta cũng không phải cái tên ngu xuẩn quan hoa vinh kia. Bây giờ, ta bắt đầu đếm, một. Bọn thị vệ hoàng thất đều lộ ra nụ cười xấu xa, chờ đợi thưởng thức cảnh đẹp tuyệt diệu kinh tâm động phách trong lớp y phục kia. Thường Lăng hô hấp dần dần gấp rút, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, rốt cuộc cũng không giữ vững nổi bình tĩnh. Nàng có thể ứng phó người bình thường, nhưng lại không biết làm như thế nào ứng phó dạng vô lại này. 2. 3. Ha ha. 4. Thời gian trôi qua thật chậm nhỉ. 5. Tiêu Cao Nghĩa chậm rãi hô hào, thưởng thức vẻ tức giận lại tuyệt vọng của Thường Lăng. Lúc này, Thường Lăng đột nhiên nhớ tới sự kiện tại Thành Hoàng Phủ. Lúc đó Khương Phàm đối kháng với Hoàng Thất, chính là lấy bạo chế bạo. Thường Lăng cố gắng chấn định lại lần nữa. Lập tức lui lại, cách ta 10 mét, nếu không ta sẽ cho các ngươi một bàn tay. Là tay cửu công chúa sao? Ha ha, đưa đi. Tiêu Cao Nghĩa cười cười, không thèm để ý chút nào. 6. Ngươi nghĩ ta không dám. Thường Lăng lập tức đem ý thức luồn vào yêu quyển, khống chế cửu công chúa ở bên trong. Đến đây, đưa ra đi. 7. 7 rồi, lập tức sẽ đến 10, nhanh thôi. Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh, muốn so ác sao? Nếu như là người khác, hắn còn có thể do dự, nhưng Thường Lăng, nàng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nhanh hô 8 đi, chúng ta đợi đã không kịp rồi. Bọn thị vệ cố ý thúc giục Tiêu Cao Nghĩa. 8. Tiêu Cao Nghĩa đột nhiên cất cao giọng, kích thích thân thể mềm mại run rẩy của Thường Lăng. Tuy nhiên, Thường Lăng cuối cùng không phải một nữ nhi yếu ớt bình thường, rốt cuộc nàng cũng tỉnh táo lại. Nếu các ngươi dám đụng đến y phục của ta sẽ lập tức ném y phục của cửu công chúa ra. Chờ ta gặp được người của hoàng thất, lúc đại biểu Đan Quốc đàm phán, cửu công chúa sẽ vô cùng thông thấu xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ta sẽ vạch ra, kẻ cầm đầu, chính là các ngươi. Thường Lăng cười lạnh. Đến lúc đó, cửu công chúa tức giận, hoàng thất tức giận, đều sẽ để trên thân các ngươi. Sắc mặt Tiêu Cao Nghĩa có chút trầm xuống, bọn thị vệ cũng đều nhíu mày. Việc quan hệ đến tôn nghiêm của ta, tôn nghiêm của hoàng thất,
chuyện phát sinh ở trên người ta cùng cửu công chúa, đều sẽ bị phong tỏa nghiêm mật. Các ngươi, gián tiếp làm nhục cửu công chúa, người đoán nàng sẽ làm như thế nào? Xử tử các ngươi, sẽ không đơn giản như vậy, nàng sẽ đem toàn tộc cả nhà các ngươi, xử lý sạch sẽ. Kết quả tương lai của ta, các ngươi không thấy được. Nhưng ta sẽ thấy kết quả của toàn tộc các ngươi, khẳng định so với tràng diện ngươi miêu tả cho ta sẽ thê thảm hơn gấp trăm lần. Thường Lăng đe dọa nhìn Tiêu Cao Nghĩa, hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo. Bọn thị vệ hoàng thất trao đổi ánh mắt, lần này đến phiên bọn hắn bị kích thích. Nếu thật là như thế, bọn hắn khẳng định sẽ chết rất thảm. Tiêu Cao Nghĩa nhìn Thường Lăng, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn dần dần hiện lên một nụ cười. Đặc sắc, không hổ là quốc chủ tương lai của Đan Quốc. Nhưng ta chính là không tin, một người cao quý như ngươi có thể lấy danh dự của mình ra nói đùa. Cứ tới. Thường Lăng ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị kỹ càng. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Có thể nhìn ngươi một chút, chết cũng đáng. Tiêu Cao Nghĩa làm bộ muốn cắt y phục của Thường Lăng, cũng chăm chú tiếp cận nàng. Toàn thân Thường Lăng căng cứng, gắt gao nắm chặt hai tay, khóe mắt thấm ra nước mắt, nhưng nàng vẫn cật lực khống chế cảm xúc giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ta cũng không tin. Tiêu Cao Nghĩa cắn răng một cái, dùng sức hướng về phía trước. Hắn chỉ chuẩn bị để kích thích Thường Lăng một chút, không nghĩ tới sẽ mở ra thật, nếu không sau khi Thường Lăng sụp đổ thì cái gì cũng đều không thèm đếm xỉa, kết quả kẻ chịu nhục vẫn là bọn hắn, nhưng... Thường Lăng vẫn không hề sụp đổ, bọn thị vệ bên cạnh lại chạy tới ngăn cản hắn. Ngươi điên rồi, ngươi muốn chết, nhưng chúng ta không muốn chết. Nhìn một chút cái rắm, ta còn có người nhà đây. Ngươi đừng xúc động, có thể cứu cửu công chúa ra là tốt nhất, không cứu ra cũng không liên quan đến chúng ta, dù sao trách nhiệm đều sẽ nằm trên người Quan Hoa Vinh cả. Bọn hắn khống chế Tiêu Cao Nghĩa lại, lo lắng khuyên can. Một đám ngu xuẩn, cút ngay cho ta. Tiêu Cao Nghĩa tức giận, dùng sức hất bọn hắn ra. Thường Lăng run run thở phào, giọt nước mắt trượt xuống gương mặt. Nhưng, thời điểm nàng mở mắt ra lại ngoài ý muốn nhìn thấy phía trước rừng cây đang có một bóng người lảo đảo đi tới. Tiêu Cao Nghĩa sâu hít một hơi, cười lạnh nói. Tốt, chúng ta không gỡ y phục nữa, thay cách khác. Thường Lăng khinh thường nói. Kẻ vô sỉ vô năng như ngươi sẽ chỉ dùng loại thủ đoạn ti tiện buồn nôn này thôi sao? Thủ đoạn không ở cao thấp, có tác dụng là được. Tiêu Cao Nghĩa cười gằn mở ra năm ngón tay phải, lung lay ở trước mặt Thường Lăng. Đoán xem ta muốn làm gì? Thường Lăng nhìn về phía trước. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Cao Nghĩa kỳ quái quay đầu. Bọn thị vệ hoàng thất bên cạnh Thường Lăng cảnh giác, cũng liên tiếp quay đầu nhìn về phía rừng rậm. Khương Phàm làm ra bộ dáng rất yếu ớt, lao đảo từ giữa rừng núi đi tới, được mấy bước liền dừng lại. Đỡ lấy cây đại thụ bên cạnh thở dốc, trên y phục còn thoa đầy máu động vật. Một hài tử. Bọn thị vệ trao đổi ánh mắt, đều rất kinh ngạc. Đây là công tử nhà ai? Là người trong Đan Quốc nào? Hỏi một chút là ai, đừng để hắn tới gần nơi này. Tiêu Cao Nghĩa phân phó thị vệ bên cạnh, vì ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn, hắn mang theo liêm đao đặt vào cổ Thường Lăng. Thị vệ vác lấy lợi kiếm, đi về phía trước. Đứng ở nơi đó. Đừng có lại tới gần. Khương Phàm trừng mắt lên, đỡ lấy thân cây bên cạnh, chậm chậm ngồi xuống. Ngươi là hài tử nhà ai? Thị vệ đứng cách vài chục bước quát lên. Khương Phàm không nói lời nào, chỉ kịch liệt thở hổn hển. Thị vệ cảm giác kỳ quái, do dự một chút lại đi đến trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm tóc tai bù xù ngồi, hơi há mồm, phát ra thanh âm rất nhỏ. Ngươi nói cái gì? Thị vệ đụng đụng vào Khương Phàm. Các ngươi, Khương Phàm nói thật thấp giọng. Chúng ta, thị vệ nửa ngồi đến trước mặt Khương Phàm, nhíu mày nhìn hắn. Khương Phàm mệt mỏi nói nhỏ. Các ngươi, có, chúng ta có cái gì, nói rõ cho ta. Thị vệ đưa tay đẩy Khương Phàm. Khương Phàm thuận thế ngửa người tựa trên cây, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Các ngươi gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nguy hiểm lớn. Ở đâu ra nguy hiểm lớn, rốt cuộc ngươi là ai, ai khiến ngươi bị thương thành thế này? Bọn thị vệ ở xa xa không nhìn được hô to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói. Thị vệ vừa muốn quay đầu đáp lại, trong tay Khương Phàm đột nhiên có thêm một thanh tàn đao, cắm vào ngực thị vệ. Ngươi!
Thị vệ cảm thấy ngực mát lạnh, cúi đầu xuống thì nhìn thấy ngực mình lại bị cắm vào một chuôi đao vừa rộng lại vừa lớn. Ngọa tào! Xa xa, thị vệ hoàng thất kinh hãi, tình huống này là thế nào? Ta nói các ngươi gặp nguy hiểm, ngươi nghe không hiểu sao? Khương Phàm rút tàn đao ra, đứng dậy chỉ về đám thị vệ hoàng thất phía xa kia, lên tiếng hô. Giết! Giết! Bọn người Tiêu Cao Nghĩa thay đổi sắc mặt, lập tức muốn cảnh giác bốn phía nhưng đã chậm. Đội viên huyết ngục từ trên trời giáng xuống, không một tiếng động, giống như quỷ mị. Ba người một tổ, xuất hiện xung quanh thị vệ hoàng thất, ra tay vô tình, gọn gàng lại linh hoạt. Phốc phốc phốc! Liêm đao đâm xuyên qua đầu cùng lúc, chặt đứt hai tay. Một kích mất mạng, nhìn nhẹ nhõm, đơn giản nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Quá dễ dàng đến không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi, Tiêu Cao Nghĩa muốn mở miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh hoàn chỉnh. Bởi vì liêm đao từ sau não đã đâm thẳng ra miệng hắn. Có hai thanh liêm đao khác đâm xuyên lồng ngực và tay phải. Còn có một bóng người, thuận thế khống chế liêm đao trong tay hắn, không có thương tổn đến Thường Lăng một phân nào. Ngươi, không xứng dùng nó. Thương Minh thu liêm đao vào nhẫn không gian, một chưởng vỗ trên người Tiêu Cao Nghĩa. Ngực Tiêu Cao Nghĩa đập mạnh, toàn thân máu tươi đổ ào ra, không ngừng liên tục văng đến trên người Thương Minh. Rất nhanh, hắn chỉ còn là một cái xác khô. Thường Lăng có chút hoảng hốt nhìn đám người đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lại nhìn Tiêu Cao Nghĩa đã chết thảm bên cạnh, chợt lạnh hết cả người. Những người này là ai? Sát thủ sao? Không đúng, liêm đao. Bọn hắn là... Một cái tên lạ lẫm lại quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu, huyết ngục. Đặc sắc, đây mới giống như là ám sát nhuận vật vô thanh không có tiếng động. Khương Phàm sợ hãi thán phục với năng lực săn giết của huyết ngục. Không hổ là chi đội huyết luyện giữ nhà tại Đại Hoang, ám sát săn giết đều trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước. Thật giống với hắn, có một thứ gì đó đã lắng đọng đến tận xương tủy. Khương Phàm từ đằng xa đi tới, nhìn Thường Lăng đã sợ đến choáng váng, mở miệng trêu đùa. Thường Lăng tông sư, 10 tháng không gặp, thay đổi có chút lớn nhỉ. Ăn mặc hào phóng, trang sức trên người cũng mang theo khí khái, không thích cung điện mà là ở rừng cây sao. Thường Lăng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thiếu niên xa lạ kia, thử thăm dò hỏi một câu. Khương Phàm, Thường Lăng tông sư còn có thể nhận ra ta, vinh hạnh. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Thường Lăng theo bản năng lại nhìn người xung quanh một chút, lại có cảm giác không chân thật giống như nằm mơ. Giải quyết xong chuyện Ly Hỏa Thánh Địa, nghe nói Đan Quốc gặp chút phiền phức, ta tới xem một chút. Khương Phàm có chút xấu hổ, hắn đang ngóng trông Đan Quốc có chút phiền phức. Không nghĩ tới, thật đúng là có thật. Giải quyết như thế nào? Thường Lăng nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Khương Phàm, vô cùng kỳ quái. Khương Hồng Võ bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, nếu bị luyện chết thì cơ bản cũng là kết cục đã định. Nghe nói một thời gian trước Vô Hồi Thánh Địa còn điều cường giả toàn La Phù vào Hoang Mãng Nguyên, muốn cùng Ly Hỏa Thánh Địa giằng co. Mặc dù nhìn khí thế hùng hổ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ không để ý tới sự khiêu khích của Vô Hồi, càng sẽ không thả người. Nếu như huyên náo quá mức, thua thiệt vẫn sẽ là Vô Hồi Thánh Địa. Nơi này an toàn không? Khương Phàm không vội giải thích, mà chỉ bọn thị vệ hoàng thất ngã trên mặt đất. Thường Lăng tỉnh ngộ lại. Trước tiên thả ta ra, sau đó xử lý bọn hắn sạch sẽ, máu trên đất cũng phải xử lý hết, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các huyết ngục đây đều là người trong nghề. Rất nhanh đã sửa sang mặt đất trở lại bình thường. Thường Lăng mang theo bọn hắn đi đến cánh rừng gần đó, giải thích phát sinh chuyện. Lục hoàng tử ở bên trong. Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng. Thường Lăng nói. Đám phản đồ mang ta ra nói. Khương Phàm âm thầm đồng ý. Cô xác định quốc quân bị khống chế. Nếu Thường Ngọc Thư cấu kết với hoàng thất, phụ thân hẳn là giữ nhiều lành ít. Thường Lăng nhìn Khương Phàm, càng nhìn càng cảm thấy thân thiết. Trời không tuyệt đường người. Hắn tới thật là kịp thời. Thường Lăng tông sư, chúng ta chỉ đến xem tình huống Đan Quốc, nhưng nếu đã gặp chuyện như vậy thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo ý kiến của cô, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Mặc dù trong đầu Khương Phàm có rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn muốn tranh thủ hỏi ý kiến của Thường Lăng, cũng không thể quá đường đột. Hướng dẫn từng bước, từ từ thông đồng,
sau đó lại kéo về La Phù Sơn Mạch. Trước tiên phải cứu phụ thân ta. Thường Lăng tin Lục Hoàng tử sẽ không dám giết phụ thân, nhưng hẳn là tránh không được tra tấn. Chúng ta không hiểu rõ tình huống nơi đó, làm sao cứu người. Hoàng thất hiện đang trong giai đoạn muốn bí mật khống chế Đan Quốc, không dám trực tiếp khiêu chiến. Ta đoán chừng bọn hắn phái người đến Đan Quốc hẳn sẽ không quá nhiều. Chuyện khống chế Đan Quốc quan trọng như vậy khẳng định đã chuẩn bị từ rất sớm. Rõ ràng người ở bên ngoài không nhiều, chỉ sợ người vụng trộm chui vào Đan Quốc sẽ không thiếu. Huống chi, Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh đều phản bội Đan Quốc, thủ vệ trong tay bọn họ hẳn là cũng không ít. Chỉ dựa vào chúng ta đây, muốn cưỡng ép cứu phụ thân cô ra khỏi Đan Quốc là hơi khó. Thường Lăng khẽ mím môi, trầm mặc. Đúng vậy, tới bây giờ Hoàng thất mới ra tay, rất có thể đang bí mật chuẩn bị. Những ngày này, không biết Thường Ngọc Thư đã trợ giúp bao nhiêu cường giả Hoàng thất lẻn vào Đan Quốc rồi. Khương Phàm tiếp tục hỏi. Ta không hiểu rõ tình huống Đan Quốc, dựa theo phán đoán của cô, nếu như cứu người trong lúc đó lại nổi lên chuyện ngoài ý muốn thật, chúng ta cần cưỡng ép phản kháng, sẽ có bao nhiêu hộ giả Đan Quốc ủng hộ các cô. Thường Lăng trần chờ một lát. Lực ảnh hưởng của phụ thân tại Đan Quốc rất lớn, nếu như nói ủng hộ, chừng 6 phần đều sẽ duy trì được. Nhưng, nơi này không có người khác, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu như đám người Thường Ngọc Thư công bố tin tức phụ thân đến Thiên Sư Tông, lại hại chết 3 vị quốc lão, ta không xác định sẽ phát sinh ra cái gì nữa. Thường Lăng lắc đầu, Đan Quốc chưa bao giờ trải qua biến cố nguy kịch nào, nếu như tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ bảo vệ ở bên cạnh phụ thân. Nhưng bây giờ lại là nội bộ phản loạn, tình huống đối với phụ thân vô cùng bất lợi. Khương Phàm lại hỏi, chúng ta đi đến cứu người, là cứu quốc quân từ trong lao ra, hay là phải trực tiếp mang ra khỏi Đan Quốc? Ngươi có ý gì? Giả sử có thể cứu quốc quân ra, các ngươi muốn ở lại Đan Quốc đối kháng Hoàng thất, hay là rời khỏi nơi này giữ tính mạng trước, sau đó mới dự tính tiếp? Thường Lăng rất khôn khéo, lập tức đã đoán ra được ý đồ của Khương Phàm. Ngươi muốn mang chúng ta về La Phù. Ta có thể mang các ngươi đi đến nơi an toàn, chỉ có thể là La Phù. Ngươi, không phải đến xem tình huống, mà là đến mang chúng ta đi. Thường Lăng đã hoàn toàn hiểu, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Nào có cái gì gọi là trùng hợp, nào có cái gì gọi là quý nhân. Khương Phàm mạo hiểm chui vào khu vực kinh kỳ Hoàng Triều chính chờ mong Đan Quốc có sai lầm, thừa cơ kiếm lợi. Chúng ta cảm giác có thể Hoàng thất sẽ chế tài Đan Quốc, cho nên mới tới xem tình huống. Nếu như Đan Quốc không có nguy hiểm, ta sẽ rời khỏi, coi như chưa từng tới nơi này, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ ra tay tương trợ. Thường Lăng Tông Sư cũng đừng hiểu lầm chúng ta, kẻ đang mưu hại các ngươi là Hoàng thất, chúng ta đến giúp đỡ. Nếu như Thường Lăng Tông Sư cảm thấy chúng ta dụng ý khó dò, bây giờ chúng ta sẽ liền rời khỏi, tuyệt đối không lại nhúng tay vào sự vụ của Đan Quốc. Khương Phàm có chút ngoài ý muốn với phản ứng của Thường Lăng, tuy nhiên nói ra lại càng tốt hơn, miễn cho sau này lại xảy ra hiểu lầm gì đó. Thường Lăng đưa vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Phàm, không tiếp tục dây dưa. Ta không làm chủ được, phải xem thái độ của phụ thân như thế nào. Tốt nhất cô nên có thái độ xác minh trước, chúng ta mới có mục tiêu hành động. Ta không phải thúc giục cô nhất định phải từ bỏ Đan Quốc. Nhưng nếu Hoàng thất ra tay chính là đã cùng bọn người Thường Ngọc Thư chuẩn bị kỹ càng rồi, nếu như nhất định phải náo trong Đan Quốc, tổn thất vẫn chỉ là Đan Quốc. Khương Phàm tận lực khống chế ngữ khí của mình để tránh kích thích đến Thường Lăng. Thường Lăng hoảng hốt nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh. Chúng ta đi xem tình huống trước, mục đích chủ yếu là cứu người, những cái khác lại nói sau đi. Nói không chừng, có thể có chuyển biến khác nữa thì sao? Thương Minh nói. Đoán chừng trước khi trời tối Quan Hoa Vinh sẽ trở về, chờ hắn phát hiện tình huống, chắc chắn đi báo cáo trước tiên. Nếu như chúng ta muốn cứu người, bây giờ nhất định phải lập tức vào Đan Quốc. Chúng ta tiến vào Đan Quốc từ khu 33. Thường Lăng mang theo bọn hắn đi đường vòng hơn 50 dặm, đi tới khu thứ 33. Trông coi nơi này là tộc đệ của mẫu thân của Thường Lăng, Mẫn Nguyên Hóa. Cậu, gần trưa rồi, nên rời giường thôi. Thường Lăng tìm được người cậu còn đang nằm ngáy o o, bất đắc dĩ lắc đầu. À, tiểu Lăng Lăng. Mẫn Nguyên Hóa hô to ngồi dậy, chỉ là ngồi lên quá mạnh, thịt mỡ đầy người đều suýt chút nữa để hắn ngã nhào. Cậu à, ngài khống chế đi.
Thường Lăng nhìn con mắt sáng lên của cậu cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Mẫu thân đi sớm, phụ thân lại vội vàng luyện đan, từ nhỏ nàng rất ít trải nghiệm thân tình. Mặc dù thiên phú cậu không cao, cảnh giới lại thấp nhưng lại vô cùng yêu thương nàng. Chỉ là trong những năm gần đây, nàng đều đem tất cả sức lực đặt ở trên đan thuật, rất ít đến nơi này. Khống chế cái gì, cậu rất tốt. Mẫn Nguyên Hóa từ trên giường nhảy xuống, hai chân chạm đất, toàn thân thịt mỡ chập trùng nhảy vọt. Sao cậu lại đến nơi này? Ta không thể tới sao? Ngươi cũng đã 5 năm 3 tháng 27 ngày không đến chỗ cậu rồi. Mẫn Nguyên Hóa thốt ra số ngày để trong lòng Thường Lăng run lên. Ta bề bộn nhiều việc. Mẫn Nguyên Hóa cười nói. Cậu cũng không trách ngươi, cậu thay ngươi kiêu ngạo. Tuy nhiên phải chú ý thân thể, luyện đan rất quan trọng, nhưng ngươi cũng chỉ mới 16 tuổi, chính là đang tuổi lớn, đừng để mệt chết. Phụ thân chiếu cố ta rất tốt. Có phải là có chuyện gì hay không? Có việc cứ để cho người ta đến thông báo một tiếng là được, còn cần ngươi tự mình đi một chuyến sao? Ta muốn mượn mấy bộ y phục áo lam. Áo lam, lấy làm gì? Ta muốn mang theo mấy người khác đi vào. Mẫn Nguyên Hóa chú ý tới ánh mắt lấp lóe của Thường Lăng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cậu, ta không muốn liên lụy người, nhưng bây giờ ta có thể tin mỗi người thôi. Chết tiệt, Phi, nói thô tục, ngươi không tin cậu thì còn có thể tin người nào? Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai muốn khi dễ ngươi, cậu chỉ có một thân thịt mỡ này cũng phải phế hắn. Mặt Mẫn Nguyên Hóa trở nên dữ tợn, thịt mỡ trên mặt đều run lên. Tỷ tỷ chết sớm, hắn lại không có hài tử, người thân duy nhất chính là cô cháu gái này. Nếu ai dám động nàng, hắn thực sẽ liều mạng, dù sao, mệnh của hắn không đáng tiền. Thường Lăng hơi do dự, nói. Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh cấu kết với Hoàng Thất, khống chế phụ thân, ta tìm được người chút giúp đỡ ở bên ngoài, chuẩn bị đi cứu người. Cái gì, hắn? Mẫn Nguyên Hóa trừng trừng hai mắt, đang tính chửi bậy gì đó lại kịp thời phanh lại. Không thể ở trước mặt cháu gái bảo bối của hắn nói năng thô tục. Xảy ra chuyện gì, bọn hắn bị điên sao, đang yên ổn mà tại sao lại muốn cấu kết với Hoàng Thất? Cậu, ngài vẫn không nên hỏi, bây giờ coi như cái gì cũng không biết, chuẩn bị cho ta 60 bộ áo lam, ta trước tiên cứu phụ thân ra lại nói. Thường Lăng rất rõ ràng tính tình nóng nảy của cậu, thật không dám nhiều lời, nếu không nàng chân trước vừa đi, rất có thể cậu đã trực tiếp triệu tập người xông vào quốc đô. Ta sao có thể không hỏi? Cậu, ta van xin ngài. Nhưng, ta, cậu ngài coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục ngủ, tiếp tục ăn cơm. Sau khi trời tối lại bí mật nói với mọi người, chuẩn bị cùng ta rời khỏi. Rời khỏi, ngươi muốn đi đâu? Ngài đừng hỏi nữa. Ít nhất cũng để cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Thường Lăng càng như vậy, Mẫn Nguyên Hóa càng sốt ruột, nhưng lại không tốt lớn tiếng với cháu gái bảo bối của mình. Hắn cố kìm nén đến hắn mặt mũi đỏ lên, thịt mỡ toàn thân run rẩy. Bây giờ người vẫn không thể biết. Tiểu Lăng Lăng, có phải ngươi cảm thấy cậu của ngươi vô dụng hay không? Cậu, không phải như vậy, cục diện đan quốc bây giờ rất phức tạp, ta phải vô cùng cẩn thận, không thể kinh động bất cứ kẻ nào. Thường Lăng nhiều lần lắc đầu, nếu như người của Hoàng Thất lẻn vào đến đan quốc, rất có thể sẽ bí mật giám sát 36 khu, nhất là khu 33 mà cậu khống chế. Sao cậu có thể để cho ngươi mạo hiểm? Chẳng may có nguy hiểm, ta làm sao bàn giao cùng mẫu thân ngươi? Mẫn Nguyên Hóa mặc dù rất lười nhác, nhưng cũng không ngốc. Cháu gái bảo bối của hắn cho tới bây giờ đều luôn tự tin kiêu ngạo, chưa thấy sợ hãi bao giờ, bộ dáng bây giờ đây lại càng chưa từng thấy, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Có người sẽ bảo vệ ta. Ai, ngay cả Thường Ngọc Thư lão tặc này cũng đều làm phản rồi, còn ai có thể bảo vệ ngươi? Một người có thể tin được, người đồng ý với ta, phải ở lại nơi này đi ngủ. Nếu như ta muốn rời khỏi, sau khi trời tối liền sẽ trở về, nếu như không rời khỏi, người coi như chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Được không? Thường Lăng bắt lấy tay Mẫn Nguyên Hóa, khẩn cầu hắn. Mẫn Nguyên Hóa chau mày, vùng vẫy một hồi lại thở dài. Được rồi, người chú ý an toàn, cậu ở chỗ này chờ ngươi. Thường Lăng mang theo hơn 60 bộ áo lam mà Mẫn Nguyên Hóa chuẩn bị cho nàng về tới trong rừng cây ở bên ngoài. Sau khi bọn người Thương Minh thay xong liền đi đường vòng theo khu 33, chạy tới quốc đô. Tiểu Lăng Lăng, cậu khiến cho ngươi mất mặt rồi,
không thể làm ngươi để cho người dựa vào. Nhưng cậu cũng không phải mỗi ngày ngủ ngon như một phế vật, nếu quả thật có gì ngoài ý muốn, cậu sẽ thay ngươi gánh. Mẫn Nguyên Hóa đứng ở trên khán đài, mắt nhỏ sáng tỏ lại lăng lệ, nhìn bóng lưng Thường Lăng đang đi xa. Thống lĩnh, ngài cho gọi chúng ta. Ba vị đội trưởng khu thứ 33 đi tới phòng quan sát. Tìm cho ta một cái cớ thật hay, đem đội viên của các ngươi đều triệu tập lại, nhưng đừng cho người ngoài nhìn ra. Cảnh giới và thiên phú của Mẫn Nguyên Hóa đều không cao, nhưng địa vị tại Đan Quốc ngược lại rất cao, còn chưa bao giờ có giá đỡ gì, hoàn toàn xem các hộ giả khu thứ 33 thành huynh đệ. Mà bình thường không có việc gì thì chính là kết giao, kinh doanh khu 33. Tất cả hộ giả nơi này đều đáng để hắn tín nhiệm. Xin thống lĩnh yên tâm, trước khi trời tối thì sẽ tập kết toàn bộ. Đám đội trưởng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thống lĩnh thận trọng như thế, nhưng không có người nào hỏi nhiều, cũng không có ai phản đối, đều cung kính lĩnh mệnh. Gần đây có bằng hữu nào qua khu 33 chúng ta tiến vào Đan Quốc không? Thống lĩnh cần dạng bằng hữu gì? Người không biết sợ, tốt nhất là không sợ trời không sợ đất. Đám đội trưởng đụng đụng ánh mắt, chăm miệng một lời. Có. Ai? Hoàng Đại Bính. Ồ, hắn tới vào lúc nào, vì sao không cho ta biết? Hắn cần đan dược rất gấp, hôm trước liền tiến vào Đan Quốc, nói làm xong việc thì lại tìm ngài uống rượu. Có hắn là đủ, liên hệ Hoàng Đại Bính cho ta, liền nói, rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị xong, bao no. Thống lĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám đội trưởng không hiểu, rốt cuộc cũng không chịu nổi. Bao no, có thể làm cho Hoàng Đại Bính ăn no cũng không dễ dàng. Cứ việc đi liên hệ, trước khi trời tối tới gặp ta. Mẫn Nguyên Hóa đưa ánh mắt vượt qua núi rừng, nhìn phía ngoài vài trăm dặm. Tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, nếu không, hắn cược cả cái mạng này cũng phải giết tới nơi đó. Chờ đợi 3 giờ, khi Thường Lăng mang theo bọn người Khương Phàm tới gần quốc đô. Thì Hoàng Đại Bính đã bị Mẫn Nguyên Hóa mời đi đến khách đường Mẫn gia. Bên trong khách đường rộng rãi có một cái bàn rộng 3 mét dài 5 mét, phía trên bày 80 cái ngọc bàn. Trong ngọc bàn không phải món ngon mỹ vị gì cả, mà là đan dược, như dưỡng nguyên đan, huyết khí đan, xích huyết đan, bách chuyển đan các loại, dòng giã 80 loại. Mỗi loại 3 viên, 5 viên đến mười mấy viên không giống nhau, đặt ở trong ngọc bàn lóe ra sáng bóng trong suốt. Mùi thuốc nồng đậm tràn ngập thấm vào ruột gan. Mẫn Nguyên Hóa ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cởi mở cười nói. Hoàng lão đệ, đã lâu không gặp, tới đây, nếm thử thức ăn ngon ta chuẩn bị cho ngươi. Hoàng Đại Bính đứng ở trước bàn, chỉ cười không nói gì. Đó cũng không phải là người mập mạp gì, ngược lại là một kẻ xanh xao vàng vọt, gầy đến nỗi da bọc xương, giống như ăn mãi không no. Trên cái cổ gầy gò của hắn treo một cái bánh nướng cứng rắn, ép tới đầu cũng hơi hướng về phía trước. Ha ha, đừng hiểu lầm, ta nói bao no thì khẳng định bao no, bàn món ăn này chỉ là điểm tâm. Mẫn Nguyên Hóa không có bởi vì bề ngoài Hoàng Đại Bính mà coi thường, cũng không dám coi thường. Đây chính là một kẻ ngoan nhân, thậm chí còn không tính là người. Ta biết Mẫn lão ca sẽ không keo kiệt như thế. Hoàng Đại Bính ngồi vào bên cạnh bàn. Nắm đan dược trước mặt lên, nhét vào trong miệng cót ca cót két cắn nát, vừa ăn vừa hỏi. Khoảng thời gian này Đan Quốc như thế nào rồi, ta vạn dặm xa xôi đến mua đan dược, vậy mà bọn hắn không có hàng. Lão gia hỏa quốc quân kia chỉ lo kích thích hoàng thất, không luyện đan nữa sao? Mẫn Nguyên Hóa nói. Loại ngươi muốn kia hẳn là Đan Quốc còn chút hàng tồn, nhưng có phải số lượng ngươi muốn quá lớn hay không? Gần đây sinh ý không tốt, không kiếm được tiền. Ta chỉ có thể tự mình tới tìm. Ta đi đến Ngọc Đỉnh Tông, tông chủ đã lâu không luyện đan, chỉ lấy được 30 viên. Ta liền chạy đến Đan Quốc, kết quả Đan Quốc lại không bình tĩnh, chỉ đưa ta 20 viên. Không đủ dùng. Hoàng Đại Bính càng ăn càng mạnh, hai tay tới đâu vồ loạn tới đó, lung tung nhét vào trong miệng, lúc bắt đầu còn nhấm nuốt mấy lần, lúc sau đều chẳng muốn nhai. Những đan dược này đều là cấp bậc nhị phẩm tam phẩm, dược hiệu mạnh mẽ. 3 đến 5 viên liền có thể chữa thương bổ khí, hắn lại nắm một nắm thật lớn nhét vào trong miệng, nếu có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Lão ca ta chỗ này vừa vặn còn mấy viên. Mẫn Nguyên Hóa từ trong nhẫn không gian triệu ra một cái hộp gấm, sau khi mở ra bên trong an tĩnh 10 viên đan dược đỏ hồng như máu, còn có 10 viên đan dược hiện ra ánh sáng màu bạc.
Hoàng Đại Bính lập tức sáng rực mắt lên. Chuẩn bị cho ta. Ta nói, bao ăn no. Mẫn Nguyên Hóa đứng dậy, tự mình đưa đến trước mặt Hoàng Đại Bính. Mặc dù chủng loại không bằng quốc quân tự mình luyện, tuy nhiên hương vị hẳn là còn có thể. Hoàng Đại Bính tiến đến gần chiếc hộp gấm hít hà, vội vàng xoa xoa hai tay, cầm lấy hộp gấm đem toàn bộ đan dược bên trong đổ hết vào trong miệng, lộc cộc nuốt xuống. Toàn thân hắn nổi lên nhiều màu loại ánh sáng, thân thể lại kịch liệt phồng lên, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Thế nào? Mẫn Nguyên Hóa mong đợi nhìn hắn. Ha ha, không tệ không tệ, đã đủ no ba phần. Hoàng Đại Bính hạ miệng, vẫn chưa thỏa mãn, lại đứng dậy đem ngọc bàn trên bàn đều kéo đến trước mặt, tiếp tục nhét đan dược vào trong miệng. Có chuyện gì cứ nói đi, hai huynh đệ chúng ta 10 năm giao tình. Hoàng huynh sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn mời Hoàng huynh cứu người. Cứu người, chính là cứu mạng. Không sai, cứu mạng. Tiêu chuẩn thu phí của ta ngươi rất rõ ràng, bất luận cảnh giới gì, không nhìn thân phận tôn ti, một mạng. 100.000 tinh tệ, nhất định phải thanh toán tiền tại chỗ, nếu như kéo dài thời gian, theo lợi nhuận mà tăng giá. Bình thường lợi nhuận hàng tháng là 30%, qua một năm không trả tiền sẽ tăng đến 50%. Qua 2 năm là 80%, qua 3 năm là 100%. Mặc dù Hoàng Đại Bính và Mẫn Nguyên Hóa là bằng hữu, nhưng trên vấn đề làm ăn, tuyệt đối sẽ không để nửa bước. Ta trả tiền ngay bây giờ, nơi này là 200.000 tinh tệ, một viên không thiếu. Mẫn Nguyên Hóa lấy một cái túi không gian ở bên hông xuống, phóng tới trước mặt Hoàng Đại Bính. Giao dịch cùng Mẫn Lão Ca thật là sảng khoái. Nói cho ta biết, là ai, ở đâu, lúc nào. Quốc quân, Thường Lăng, tại quốc đô, đêm nay. Hoàng Đại Bính hơi ngây người, ngẩng đầu nhìn Mẫn Nguyên Hóa. Hình như ta vừa nghe lầm, người nói chính là quốc quân, Thường Lăng. Hoàng Đại Bính nhìn chằm chằm Mẫn Nguyên Hóa. Mẫn Lão Ca nói quốc quân là quốc quân đan quốc của Lang Gia Hoàng Triều. Mẫn Nguyên Hóa mang theo nụ cười nhìn hắn. Nếu như Hoàng Lão Đệ cảm thấy quá mạo hiểm, ta có thể nâng giá cả tùy huynh đệ ngươi. Hoàng Đại Bính nhìn lại cái túi trong tay. Hoàng Đại Bính ta nói quy củ, một mạng là 100.000 tinh tệ, nếu ta đã nhận thì có thể hoàn chỉnh mang người về cho ngươi. Sảng khoái, ha ha, tới tới tới, uống rượu. Thời gian còn sớm, chúng ta từ từ uống. Mẫn Nguyên Hóa cởi mở cười to, tự mình rót đầy rượu cho Hoàng Đại Bính. Hoàng Đại Bính nhíu mày nhìn Mẫn Nguyên Hóa một chút, khô cằn cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều, một tay bưng chén lên, một tay lay lấy đẩy bàn đan dược, mặc kệ nghi ngờ mà ăn uống thả cửa. Quốc đô, Lục Hoàng Tử, Thường Ngọc Thư lại tới gian phòng của quốc quân. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, nên làm quyết định rồi. Ta đồng ý, quốc quân đã tỉnh táo lại. Thà rằng từ bỏ nguyên tắc cần thiết của mình cũng phải ổn định đan quốc, tuyệt đối không thể để Thường Ngọc Thư chắp tay giao đan quốc cho hoàng thất. Hắn còn muốn bảo vệ nữ nhi của hắn, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay hoàng thất chịu nhục. Chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình còn là quốc quân thì có thể nghĩ đến biện pháp khác, có thể lại một lần nữa cứu vãn danh dự đan quốc, thoát khỏi sự khống chế của hoàng thất. Chúc mừng quốc quân đã ra quyết định sáng suốt. Lục Hoàng Tử cởi mở cười, tâm tình thật tốt. Đây là chuyện đầu tiên phụ hoàng tự tay giao cho hắn, nếu như làm không được, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Tuy nhiên ta có 3 điều kiện. Đầu tiên, trả nữ nhi của ta lại cho ta, nhất định phải ngay lập tức, đây là điều kiện tiên quyết để ta thỏa hiệp. Thứ hai, ta có thể nói với bên ngoài, nguyện ý hợp tác cùng hoàng thất, nhưng các ngươi tuyệt đối không thể hạn chế tự do của ta, cũng như khống chế đan quốc. Thứ ba, quốc quân đan quốc còn chưa nói xong. Lục Hoàng Tử liền cười đưa tay chặn lại. Ngươi có ý gì? Quốc quân bất mãn nhìn hắn, dòng dõi hoàng thất thế hệ này thật không có giáo dưỡng. Ngươi muốn tuyệt đối tự do, đó là không thể nào. Lục Hoàng Tử lắc đầu, người quá thuần túy thường ngây thơ. Lão gia hỏa nhìn như cơ trí, kỳ thật nửa đời người cũng chỉ đều luyện đan, ứng phó tình huống đều phải cầu cạnh hắn, cũng không có chân chính trải qua sóng gió nào. Các ngươi muốn như thế nào? Quốc quân quả thật có chút không hiểu cách ứng phó gia hỏa vô sỉ lại hỗn đản như vậy, đây thậm chí còn là lần đầu tiên hắn gặp phải trong đời mình. Ngươi không ngại nghe một chút điều kiện của ta trước chứ? Đầu tiên, an bài Thường Lăng đến La Phù Sơn Mạch, từ Thiên Sư Tông lấy đan dược truyền kỳ về.
Thiên Sư Tông bị đánh, Khương Hồng Võ sống chết chưa biết, làm sao chúng ta có mặt mũi muốn đan dược được nữa. Ta mặc kệ Thường Lăng dùng biện pháp gì, dù cởi y phục ra hiến thân cho Khương Phàm cũng phải mang đan dược truyền kỳ trở về cho ta. Đây là điều kiện tiên quyết của chúng ta, chỉ cần Thường Lăng làm được, người mới có thể tiếp quản đan quốc một lần nữa. Quốc quân vừa mới tính tình tâm bình lại bất chợt nổi lên gợn sóng, đây chính là một bầy sói, ăn thịt xong lại còn gặm xương cốt. Lục hoàng tử tiếp tục nói ra. Điều kiện thứ hai, chờ Thường Lăng mang đan dược về, ngươi lại tuyên bố với bên ngoài, ba vị quốc lão đan quốc, bất hạnh chết tại La Phù. Nguyên nhân, tốt nhất là nói ngươi hy vọng có thể hòa bình giải quyết ân oán giữa hoàng thất và La Phù liền phái ba vị quốc lão đi bái phỏng Thiên Sư Tông, kết quả đều bị bọn hắn xử tử. Hoang đường, tại sao Thiên Sư Tông muốn giết bọn hắn, lời này nói ra ngoài ai mà tin? Người khác nói, khẳng định không tin, nhưng ngươi là quốc quân, bọn hắn khẳng định sẽ tin. Ta chỉ nói đơn giản như thế, quá trình cụ thể phải do chính ngươi đi lập, tận lực để cho người ta tin tưởng. Lục hoàng tử thưởng thức nét mặt quốc quân đang trở nên vặn vẹo của đan quốc, nụ cười càng lúc càng sâu hơn. Có thể từ trên mặt vị quốc quân này nho nhã tôn quý nửa đời người nhìn thấy vẻ mặt như thế cũng không dễ dàng. Điều kiện thứ ba, hai chuyện trước nhất định phải hoàn thành trong 2 tháng, sau đó ngươi lấy danh nghĩa quốc quân tuyên cáo thiên hạ, ngươi còn tin tưởng hoàng thất, đan quốc nguyện ý cùng hoàng thất sát tay ứng đối tình huống hoàng triều bây giờ. Lục hoàng tử ha ha cười ra tiếng, đây là kế sách đề nghị của cửu muội, tiến hành theo chất lượng. Lợi dụng tình huống hoàng thất cùng đan quốc phát sinh mâu thuẫn để Thường Lăng cầu cứu Thiên Sư Tông để Thiên Sư Tông nghĩ lầm có thể thừa cơ hợp tác cùng đan quốc, sau đó sẽ đần độn giao ra đan dược truyền kỳ. Đan dược tới tay liền có thể cam đoan với phụ hoàng thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh. Sau đó lợi dụng cái chết của ba vị quốc lão, kích thích lên lửa giận của hoàng triều, đan quốc lại tuyên cáo hợp tác cùng hoàng thất cũng chẳng phải đường đột. Cứ việc chọc cho người đời lên án. Ít nhất nói rõ không phải hoàng thất bọn hắn hiếp bách đan quốc, mà là đan quốc muốn liên hợp hoàng thất đối kháng La Phù. Cứ như vậy, cuộc chiến 2 tháng sau lập tức có thể tiêu trừ tai họa ngầm nội bộ, sẽ còn tràn ngập tức giận của toàn bộ hoàng triều đối với La Phù. Hoàng thất thật giỏi tính toán. Mặc dù quốc quân đan quốc không thích ứng được thái độ của lục hoàng tử, nhưng rốt cuộc cũng biết rõ hoàng thất muốn làm gì. Tạ ơn quốc quân khích lệ. Kỳ thật lục hoàng tử còn có điều kiện thứ tư. Nhưng bây giờ không thể nói. Thường Ngọc Thư mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, lại lặng yên suy nghĩ tới điều kiện thứ tư. Chờ hoàng triều trọng thương La Phù, sau khi xử lý xong mọi việc, bọn hắn sẽ lại khống chế Thường Lăng, bức hiếp quốc quân công khai biểu thị gần đây mình có rất nhiều việc làm cho đan quốc phải rước lấy chỉ trích, nguyện ý tạ tội với đan quốc, tạ tội với thiên hạ, cũng chuyển giao vị trí quốc quân. Cứ như vậy. Không chỉ có thể đền bù việc đan quốc nhúng tay sự vụ hoàng triều mà nhận ảnh hưởng, mình tiếp quản quốc quân liền càng thêm thuận lý thành trương. Quốc quân đan quốc lại không ngốc liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thư. Các ngươi giao đan quốc cho ta, hắn thì sao? Thường Ngọc Thư lắc đầu nói. Đường đệ, ta không phải ngấp nghé vị trí quốc quân, ta muốn giải quyết phiền phức mà đan quốc đang gặp phải. Không nên xem ta là đồ đần, các ngươi khẳng định còn có âm mưu khác. Đan quốc chau mày. Suy nghĩ cách đối phó. Lúc trước hắn thật vất vả mới đưa ra được quyết định thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng hoàng thất còn có nhiều điều kiện âm hiểm như vậy chờ hắn. Quốc quân, người tốt nhất là nên đồng ý điều kiện, như vậy đối với ngươi là tốt, đối với đan quốc là tốt, đối với hoàng thất chúng ta cũng tốt. Nếu như ngươi thật muốn cự tuyệt, ngươi sẽ bị xử tử, tin tức ngươi cấu kết Khương Hồng Võ, hại chết ba vị quốc lão cũng sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi sẽ nhận hết những lời lăng mạ của hậu nhân. Về phần Thường Lăng, kết quả chỉ sợ so với những gì ngươi tưởng tượng còn muốn thảm hơn đây. Lục hoàng tử đứng dậy, cười nhạt nói. Ta cho ngươi thêm thời gian nửa giờ để cân nhắc. Đường đệ, ngươi không thể không quan tâm thanh danh, nhưng xin nhớ kỹ thanh danh của ngươi chính là thanh danh của đan quốc, đừng bôi đen cho tổ tiên. Sau khi Thường Ngọc Thư cảnh cáo quốc quân thì đi theo lục hoàng tử rời khỏi. Vào lúc này, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, Thẩm Đông Sơn chau mày. Ra hiệu lục hoàng tử mau ra ngoài. Quốc quân kỳ quái nhìn ra phía ngoài, lục hoàng tử lại một lần nữa đóng cửa phòng lại. Xảy ra chuyện gì? Lục hoàng tử vừa rời khỏi gian phòng liền thấy Quan Hoa Vinh sau lưng Thẩm Đông Sơn. Quan Hoa Vinh nhìn lục hoàng tử, nói. Bẩm điện hạ, cửu công chúa bị Thường Lăng bắt. Thường Lăng cưỡng ép cửu công chúa.
làm sao nàng làm được? Lục hoàng tử khẽ giật mình, cũng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Vị tông sư yêu nhã tinh khiết này lại còn có lúc thô lỗ như thế, lại còn bắt cóc con tin. Người của Thường Ngọc Thư quên phong bế linh lực của nàng, kết quả nàng đi đến phía trước liền thôi động yêu quyển, cuốn cửu công chúa vào, chúng ta cũng còn không kịp phản ứng. Quan Hoa Vinh quỳ một chân trên đất, xin lục hoàng tử chỉ tội. Thường Lăng muốn làm gì, đàm phán sao? Thường Ngọc Thư không để ý, tiểu ni tử ngay cả gà đều cũng chưa từng giết này sẽ không dám động đến cửu công chúa. Nàng kiên chỉ muốn gặp quốc quân, còn muốn cùng điện hạ đàm phán. Quan Hoa Vinh thật bất ngờ, điện hạ vậy mà lại không lo lắng. Đây là cửu công chúa đấy. Thẩm Đông Sơn cũng thoáng thở phào, thật sợ điện hạ sẽ trách phạt bọn hắn. Hai người bọn họ đều là người chịu tội, đã đủ khó chịu, nếu như lại bị chỉ trích, thật sẽ vô cùng xấu hổ. Trở về nói với nàng, nói quốc quân đã từ bỏ, đang cùng chúng ta đàm phán. Nàng nên ngoan ngoãn ở lại bên ngoài chờ tin tức, nếu như nhàn rỗi nhàm chán. Cứ giết cửu công chúa đi. À, trở về, nhìn kỹ cho ta, đừng để lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đã hiểu, ta sẽ trở về ngay. Quan Hoa Vinh như nhặt được đại xá, mang theo những hộ giả kia vội vã rời khỏi. Lục hoàng tử hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đan quốc, quật cường 200 năm cuối cùng vẫn phải thần phục dưới chân hoàng thất. Hắn làm thái tử, sẽ phát lên phần vinh quang chí cao vô thượng này, đăng cơ lên ngôi, trở thành tân hoàng hoàng triều. Lục hoàng tử bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, so với việc tìm kiếm được võ pháp mới. Đạt được cơ duyên mới, cảm giác hoàng quyền trí thượng, điều khiển sinh tử này, càng tươi đẹp hơn, kích thích hơn. Tô Nguyên Minh ngồi ở trước lò luyện đan yên lặng luyện chế đan dược. Đối với vị trí quốc quân, kỳ thật hắn cũng có chờ mong, nhưng thật đáng tiếc hắn cũng không phải họ Thường. Tuy nhiên Thường Ngọc Thư cho rất nhiều điều kiện hậu đãi, ví dụ như điểm quan trọng nhất, trước khi hắn chết tại đan quốc, sẽ không lại lập tân quốc lão. Cũng mang ý nghĩa địa vị của hắn tại đan quốc sẽ là dưới một người trên vạn người. Đương nhiên, chân chính để hắn động tâm chính là việc Thường Ngọc Thư cam đoan sau khi kế nhiệm vị trí quốc quân, sẽ đem Thường Hy Đan Kinh chỉ thuộc về quốc quân cho hắn nghiên cứu 3 năm. Tô Quốc Lão, một nữ thì cao gầy vệ đẩy cửa đi vào trong đan điện. Tô Nguyên Minh trừng mắt lên, lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng nhìn sau khi nhìn lại, không thể nhận ra đôi lông mày nhỏ bé đã nhíu một cái. Diệp Đồng, nơi này là đan điện, không phải nơi tùy tiện muốn vào liền có thể vào. Ta mang theo lễ vật cho ngài. Diệp Đồng là thị vệ của Thường Lăng, từ ngày Thường Lăng thức tỉnh Linh Văn, nàng đã được quốc quân tự mình sai khiến đến bên cạnh Thường Lăng, đến nay đã làm bạn 8 năm. Ai an bài ngươi tặng lễ, Thường Lăng sao? Tô Nguyên Minh cười nhạt nói, chỉ là trong lòng rất rõ ràng, Thường Lăng sớm đã bị Thường Ngọc Thư khống chế, đưa đến bên ngoài đan quốc. Là Thường Lăng tông sư phái ta tới, nói phải tự mình chuyển giao đến trên tay của ngài. Diệp Đồng đi đến trước mặt Tô Nguyên Minh, hai tay nâng một cái hộp gấm. Tô Nguyên Minh kinh ngạc nhìn mắt Diệp Đồng. Thường Lăng phái ngươi tới. Diệp Đồng cố nén lửa giận nói. Đương nhiên là Thường Lăng tông sư, không có nàng tự tay cho ta ngọc bài, làm sao ta vào được tòa đan điện này. Trong này là cái gì? Tô Nguyên Minh kỳ quái. Chẳng phải Thường Lăng đã bị mang đi ra ngoài rồi sao? Ngài mở ra nhìn thì sẽ biết. Tô Nguyên Minh tiếp nhận hộp gấm, hơi lung lay, kỳ quái mở ra. Đập vào mắt là 10 ngón tay đẫm máu, tất cả đều là ngón cái. Đây là cái gì? Tô Nguyên Minh lắc hai tay một cái, suýt chút nữa giải đầu ngón tay ra ngoài. Diệp Đồng nhếch miệng lên một nụ cười tàn nhẫn. Ngón tay, đây là trưởng tử của ngài, đây là tam tử của ngài. Đây là con rể ngài, mấy cái này tất cả đều là tôn tử của ngài. Ngươi làm càn, dám bày trò với ta. Tô Nguyên Minh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Đồng giận dữ mắng mỏ. Tô Quốc Lão nếu như còn muốn nhìn thấy bọn hắn, bây giờ liền về trạch viện của ngươi, nhưng tuyệt đối không thể kinh động bất cứ kẻ nào. Nếu không, ngươi không gặp được Thường Lăng tông sư, mà có thể được nhìn thấy cả nhà ngươi nằm trên mặt đất, chờ ngươi nhặt xác. Diệp Đồng nắm lấy hộp gấm, hừ lạnh một tiếng, quay người rời khỏi. Tô Nguyên Minh quát tháo. Đứng lại cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi muốn tạo phản sao? Ha ha, từ trong miệng Tô Quốc Lão nghe được hai chữ tạo phản,
thật đúng là chuyện cười. Diệp Đồng đi đến trước cửa điện đẩy cửa liền muốn rời khỏi, nhưng lại dừng lại. Có thể Tô Quốc lão sẽ cho rằng chúng ta không dám giết người, nhưng thật đáng tiếc, người chặt xuống đầu ngón tay của bọn hắn cũng không phải chúng ta. Là ai? Tô Nguyên Minh chau mày, vừa tức giận vừa khẩn trương. Rõ ràng Thường Lăng đã bị bắt đi, lúc ấy hắn đứng ở đằng xa tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể trở về được. Còn làm ra chuyện máu tanh như vậy. Bọn hắn yêu cầu ta không thể sớm nói, nhưng ta cảm giác có cần phải nói lại, miễn cho Tô Quốc lão lại làm việc ngốc gì. Bọn hắn là, huyết ngục. Diệp Đồng quay đầu, nhìn sắc mặt kinh hãi của Tô Nguyên Minh. Thủ đoạn làm việc của bọn hắn, hẳn là ngươi đã nghe qua rồi. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn muốn móc mắt, ngụ ý ngươi có mắt không tròng, nhưng Thường Lăng Tông Sư không đành lòng, nhiều lần năn nỉ mới biến thành ngón tay. Các ngươi cấu kết với huyết ngục. Tô Nguyên Minh khó có thể tin được, làm sao đám ác lang kia tiến vào đan quốc được. Ngươi còn cấu kết với hoàng thất đấy thôi. Tô Quốc lão không nên ngẩn ra đó nữa, tốt nhất bây giờ liền lên đường ngay đi, chớ kinh động bất cứ kẻ nào, cũng đừng mang theo thị vệ của ngươi, nếu không. Huyết ngục nói được thì làm được, ngươi sẽ không còn được gặp lại người nhà của ngươi đâu. Diệp Đồng đẩy cửa rời khỏi. Trước đó cũng không thích loại đội ngũ sát thủ tàn nhẫn huyết ngục kia, bây giờ. Chết tiệt, lại quá thích rồi. Đối phó kẻ ác thì phải càng ác hơn. Chỉ mới nhắc tới tên mà đã có thể để cho người ta e ngại. Tô Nguyên Minh vùng vẫy một lát, sau đó lập tức rời khỏi đan điện, cự tuyệt để thị vệ đi theo, vội vã chạy tới chỗ ở của hắn. Trạch viện xa hoa nhìn rất bình thường, thị vệ đóng giữ, người hầu bận rộn, không có gì khác lạ cả, nhưng khi hắn đi đến gian phòng của mình, 10 người thân thân nhất của mình đang quỳ ở nơi đó, rũ cụp đầu xuống, tất cả đều đang hôn mê. Trong phòng ngoại trừ bọn hắn, còn có Thường Lăng, thị vệ Thường Lăng, cùng với một người khác đang mặc áo lam. Thường Lăng. Tô Nguyên Minh vừa muốn trách cứ Thường Lăng, đột nhiên một bàn tay từ phía sau ôm lấy miệng của hắn, dùng sức nắm đầu kéo lại một cái. Thời gian eo hẹp, miễn nói nhảm đi, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Thường Minh đưa tay trái dùng sức che miệng Tô Nguyên Minh, tay phải như móc câu, đè ở sau lưng hắn. Không đợi Tô Nguyên Minh kịp phản ứng, xương cốt cả người đột nhiên liền bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, thân thể bị ép buộc đứng thẳng lên, hai tay mở ra, sau đó quỳ trên mặt đất. Ô ô ô, Tô Nguyên Minh muốn giãy giụa nhưng xương cốt hoàn toàn không nghe theo hắn, cứ quỳ ở nơi đó không thể động đậy. Hắn vừa hoảng sợ lại tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lăng. Bọn người Thường Lăng kinh ngạc nhìn một màn này, đây là võ pháp gì? Chỉ đau một chút thôi, cố chịu đựng đi. Thường Minh khẽ nói, năng lượng vô hình xuyên thấu qua tay phải, xông vào thân thể Tô Nguyên Minh. Răng rắc, răng rắc. Hài cốt toàn thân Tô Nguyên Minh đều bị năng lượng vô hình lôi kéo, các khớp nối liên tiếp tách ra. Hai mắt hắn chừng đến căng tròn, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Cổ họng đau đớn hét lớn lên. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Dưới sự khống chế của Thương Minh, xương cốt Tô Nguyên Minh bị lặp đi lặp lại kéo duỗi rồi tụ hợp. Ô ô ô, Tô Nguyên Minh đau đến toàn thân đều trở nên cứng ngắc, con mắt đều chảy ra cả máu tươi dành dụng chỗ khớp nối, nhanh chóng sưng phù lên. Sau trận tra tấn dài đến 10 phút đồng hồ, một cây xương sườn của Tô Nguyên Minh răng rắc đứt gãy, rồi lại từ từ đâm xuyên lồng ngực. Không mang theo một chút máu tươi nào mà xuyên ra ngoài. Tô Nguyên Minh hoảng sợ nhìn xương sườn, toàn thân đau đớn, linh hồn hoảng sợ, cái gì cũng đều không làm được. Thương Minh vẫn giữ tay trái che miệng của hắn, tay phải ở phía sau lặp đi lặp lại hành động. Răng rắc, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Xương sườn liên tiếp đứt gãy, chậm rãi đâm xuyên ra thịt vươn ra ngoài, sau khi dừng lại ngắn ngủi. Lại lần nữa trở lại thân thể. Tô Nguyên Minh bị tra tấn đau đớn và hoảng sợ gần như sụp đổ. Nhưng, Thương Minh không hề có ý muốn dừng lại. Sau khi hoàn toàn tra tấn mỗi cái xương cốt, hắn bắt đầu khống chế tốc độ chảy máu tươi trong mạch máu, khi thì ngừng lại, khi thì gia tốc, khi thì chậm chạp. Để Tô Nguyên Minh một lần lại một lần trải nghiệm được cảm giác sợ hãi tiếp cận với cái chết. Mặc dù Thường Lăng rất hận Tô Nguyên Minh, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, mấy lần muốn ngăn lại đều bị Khương Phàm ngăn cản. Bọn người Diệp Đồng tức thì bị thủ đoạn quỷ dị này hù dọa. Rốt cuộc, sau khi tra tấn 20 phút, Thương Minh cũng buông lỏng tay ra.
Tô Nguyên Minh nhào vào trên mặt đất, toàn thân không cầm được mà run rẩy, loại cảm giác này tựa như là vừa từ trong quỷ môn quan leo về tới. Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu như không phải đáp án ta muốn, hoặc là trả lời chậm, chúng ta sẽ đem chuyện phát sinh vừa rồi, lặp lại một lần nữa. Thương Minh ngồi xổm ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi, hỏi. Nghe rõ ràng chưa? Các ngươi. Tô Nguyên Minh lung lay con mắt, vừa muốn há mồm lại bị Thương Minh kéo lấy tóc của hắn, dùng sức lôi theo đứng lên. Không. Sắc mặt Tô Nguyên Minh đại biến, hắn muốn la lên nhưng lại bị Thương Minh che miệng lại, tay phải lại ấn vào trên lưng hắn. Ngô. Tô Nguyên Minh đau đớn kêu lên, hai mắt cầu khẩn nhìn Thường Lăng. Thường Lăng không đành lòng, nhưng vẫn quay đầu đi chỗ khác. Ô ô. Cảm giác đau đớn lại lần nữa che mất Tô Nguyên Minh. Thương Minh mặt không thay đổi, cứ khống chế hắn như thế, dựa theo trình tự trước đó, cẩn thận chậm rãi tái diễn lại. Từ xương cốt đến máu tươi, không có bỏ qua bất kỳ vị trí nào. Rõ ràng là đang tra tấn người nhưng lại giống như đang nghiêm túc làm một việc gì đó. Bộ dáng lạnh lùng kia để Khương Phàm cũng đều cảm thấy kinh hãi. Tô Nguyên Minh tuyệt vọng đến sụp đổ, nước mắt chảy ngang. Hơn cả đau đớn chính là cái gì? Lại một lần nữa. Trận tra tấn lại tiến hành ròng rã thêm 20 phút nữa. So với trước đó thì mỗi phút mỗi giây đều không thiếu. Thương Minh ném Tô Nguyên Minh xuống đất, ngồi xổm ở trước mặt hắn. Bắt đầu. Bắt đầu. Tô Nguyên Minh đau đớn đến sụp đổ, nhưng vẫn theo bản năng run rẩy đồng ý. Quốc quân Đan Quốc bị giam giữ ở đâu? Tại thư phòng của hắn. Không nhốt trong lao. Không có, bọn hắn còn không dám. Tô Nguyên Minh nói xong, Thường Lăng cũng thở phào. Ai ở nơi đó nhìn? Lục Hoàng tử và Thường Ngọc Thư. Còn có người nào? Thị vệ Hoàng thất, không nhiều, 10 tên, Thẩm Đông Sơn mạnh nhất. Thị vệ của Thường Ngọc Thư có hơn 20 người, mạnh nhất là trưởng thị vệ của hắn, Vương Liệt. Tô Nguyên Minh nói vừa vội vừa chuẩn, sợ trần chờ nửa điểm lại bị tra tấn một lần. Lục Hoàng tử ở trong đó làm cái gì? Để cho quốc quân lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Lựa chọn phối hợp với Hoàng thất, đầu tiên phái Thường Lăng đến Thiên Sư Tông. Tô Nguyên Minh đem toàn bộ mọi chuyện mình biết đến nói ra hết. Bọn người Thường Lăng nghe xong cũng hơi có phản ứng, thật giỏi tính toán, không hổ là người của Hoàng thất, quá am hiểu âm mưu. Nếu như quốc quân đều làm theo, Hoàng thất sẽ xử lý ông ta như thế nào? Khương Phàm cảm giác Hoàng thất sẽ không dễ dàng tha cho quốc quân. Chờ Hoàng triều trọng thương La Phù, xử lý xong tất cả mọi chuyện, bọn hắn sẽ bức hiếp quốc công khai biểu thị gần đây mình có rất nhiều việc làm cho Đan quốc phải rước lấy chỉ trích, nguyện ý tạ tội với Đan quốc, tạ tội với thiên hạ, cũng chuyển giao vị trí quốc quân. Cứ như vậy, vừa vặn đền bù việc Đan quốc nhận ảnh hưởng dư luận, Thường Ngọc Thư kế nhiệm quốc quân vị trí cũng liền thuận lý thành chương. Sau khi Tô Nguyên Minh nói xong, rốt cuộc cũng thở phào, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng giận, hỗn đản, vô sỉ, bại hoại. Lần đầu tiên trong đời Thường Lăng có một sự xúc động đến mức muốn nói bậy, nhưng bất đắc dĩ lại chưa từng mắng người, há to miệng lại chỉ gạt ra bốn từ nghiêm trọng nhất mà nàng biết. Thị vệ quốc quân đâu? Khương Phàm ngẩng đầu nhìn thân thể mềm mại đang run rẩy của Thường Lăng một chút, đáng thương thật, mắng chửi người cũng không biết. Bị giết? Bị ai giết? Thẩm Đông Sơn, hắn rất am hiểu ám sát. Đúng rồi, hình như Thường Ngọc Thư còn sớm đã hạ độc cho bọn hắn. Thị vệ phụ trách bảo vệ quốc quân, còn có chiến sủng hỏa liệt điều của quốc quân, toàn bộ đều bị xử tử. Chết hết. Thường Lăng lắc lư ánh mắt, trong những người đó có rất nhiều thân nhân của nàng. Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu, hỏi. Quốc quân đã quyết định thế nào? Ta không rõ, nhưng vẫn còn đang làm quyết định. Vì sao ngươi không ở đó? Ta không có chuyện gì ở đó cả, ta chỉ cần phối hợp vào lúc cần thiết thôi, bọn hắn. Bọn hắn cũng không hy vọng ta tham dự quá nhiều chuyện nơi đó. Ngươi không sợ bọn họ xử lý cả ngươi? Bọn hắn không dám. Lực ảnh hưởng của Thường Ngọc Thư tại Đan quốc kém xa quốc quân, nếu như quốc quân thoái ẩn, hắn rất khó khống chế được Đan quốc, cần phải có người phối hợp. Ta, là người duy nhất. Ha ha, ngươi ngược lại rất rõ ràng nhỉ. Khương Phàm lộ ra nụ cười. Nhưng lại cảm giác không thích hợp nên tranh thủ thời gian im lặng. Nhưng, hắn xác thực đã nghĩ đến một cách phá cục diện đặc sắc. Thường Ngọc Thư đề phòng Tô Nguyên Minh,
lợi dụng Tô Nguyên Minh, bây giờ ngược lại là có lợi cho hắn. Hắn nghĩ, có thể lợi dụng Tô Nguyên Minh dẫn Thường Ngọc Thư ra khống chế lại, hoặc là trực tiếp xử tử hay không, như vậy thì sẽ không có người biết được bí mật quốc quân nữa, quốc quân cũng không còn bị trói buộc. Cục diện Đan Quốc bây giờ sẽ nghịch chuyển trong nháy mắt. Nếu như quốc quân được cứu ra, tuyên cáo hoàng thất bí mật chui vào Đan Quốc, còn hại chết 5 vị quốc lão, trên dưới Đan Quốc sẽ nhanh chóng nổi lên lửa giận. Quan hệ giữa Đan Quốc và Lang Gia Hoàng Triều sẽ triệt để chuyển biến xấu đi. Nếu như quốc quân lại vung tay hô lên, trên dưới Hoàng Triều, thậm chí trong ngoài Hoàng Triều đều sẽ chống cự lại Hoàng Triều. Lang Gia Hoàng Triều, chắc chắn sẽ nội loạn. 2 tháng sau, sẽ không còn là Lang Gia Hoàng Triều xâm lấn La Phù, mà là La Phù toàn diện phản công với Lang Gia Hoàng Triều. Khương Phàm suy nghĩ sinh động, ánh mắt cũng đều rạng rỡ sáng rực lên. Thường Lăng có chú ý tới thay đổi của Khương Phàm, tức giận chất vấn Tô Nguyên Minh. Tại sao lại muốn phản bội quốc quân? Tô Nguyên Minh chua xót nói. Hoàng thất đều tìm tới đây, lại bàn bạc tốt việc hợp tác cùng Thường Ngọc Thư, nếu như ta không phối hợp, cũng không có cách nào khác, ta cũng là bị buộc cả. Thường Lăng nổi nóng. Hèn nhát, ngươi cũng sẽ chỉ thỏa hiệp, sẽ không muốn có biện pháp phản kích sao? Khương Phàm làm yên lòng sự kích động của Thường Lăng, nói với Tô Nguyên Minh. Nếu là bị buộc, ta bây giờ cho ngươi cái bổ cứu cơ hội, có muốn không? Tô Nguyên Minh liền vội vàng gật đầu. Muốn muốn. Dẫn Thường Ngọc Thư ra cho ta. Tô Nguyên Minh vừa muốn do dự, Thương Minh liền đưa tay vồ tới phía hắn, hắn chợt giật mình, kéo cuống họng hô to. Có thể, ta có thể. Không cần kinh động người khác, dẫn Thường Ngọc Thư ra, có thể làm được chứ? Có thể, ta có thể. Làm thế nào? Ta. Tô Nguyên Minh vừa sợ hãi lại khẩn trương, tâm tư trước nay chưa từng sinh động, bây giờ rất nhanh đã nghĩ được một biện pháp. Bây giờ ta đi yêu cầu, Thường Hy Đan Kinh, nghĩ cách làm ầm ĩ lên, hắn sẽ lôi kéo ta đến bên cạnh giải thích, sau đó. Các ngươi ra tay. Nếu như ta cũng muốn khống chế Lục Hoàng Tử. Cái này ta thật không có cách nào cả, ta và Lục Hoàng Tử trước sau chỉ thấy qua một lần, hắn sẽ không tin tưởng ta. Tuy nhiên nếu như các ngươi có thể khống chế Thường Ngọc Thư, hẳn là có thể thông qua hắn bắt Lục Hoàng Tử. Chúng ta cùng ngươi đi qua, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Nếu không, trước tiên sẽ lấy mạng của ngươi, cũng lấy luôn mạng của bọn hắn. Khương Phàm đứng dậy, đem 10 người hôn mê bất tỉnh đều thu vào Thanh Đồng Tiểu Tháp. Tô Nguyên Minh nuốt vào mấy viên đan dược, tranh thủ thời gian điều trị thương thế. Ngươi muốn làm gì, không phải nên cứu phụ thân ta trước sao? Thường Lăng kéo Khương Phàm đến bên cạnh, không cứu quốc quân, bắt Thường Ngọc Thư làm gì? Có Thường Ngọc Thư và Lục Hoàng Tử, làm sao cứu quốc quân, cứng rắn đoạt sao? Nghĩ cách thôi. Sau khi cứu ra thì sao? Cứu ra. Thường Lăng khẽ mím môi, mặc dù rất không muốn, nhưng vẫn là nói. Rời khỏi Đan Quốc. Bỏ được sao, các ngươi chạy, chẳng khác nào ngồi vững với tội danh bọn hắn nói tới. Thường Ngọc Thư sẽ vung tay hô to, để cho các ngươi biến thành tội nhân Đan Quốc. Ngươi có ý gì, ngươi không phải ước gì chúng ta đi theo ngươi sao? Cô không phải đã nói muốn tùy cơ ứng biến sao? Bây giờ chúng ta đã có cơ hội khống chế cục diện. Khương Phàm trước đó chỉ muốn thông đồng đưa 2 phụ tử này về La Phù, bây giờ lại muốn chơi kích thích hơn. Ngươi có cách gì? Thường Lăng nhìn mắt Khương Phàm sáng lên, bỗng nhiên có bất an. Khương Phàm lôi kéo Thường Lăng, đi vài bước vào trong góc, thấp giọng nói. Xử tử Tô Nguyên Minh, Thường Ngọc Thư, cũng có thể xử tử Thường Ngọc Thư, giữ lại Tô Nguyên Minh. Sau đó cố ý náo loạn, để quốc quân ra mặt lên án mạnh mẽ hoàng thất ám sát quốc lão, còn muốn mưu hại hắn, điều động bầu không khí Đan Quốc, tuyên chiến với hoàng thất. Ngươi muốn khai chiến tại Đan Quốc. Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn Khương Phàm, gia hỏa này quả nhiên là một con buôn chiến tranh. Hoàng thất đều đã coi Đan Quốc là thành chiến trường, các ngươi còn muốn chết lặng tới khi nào? Đây không phải chết lặng, là Đan Quốc căn bản không chịu đựng nổi chiến tranh. Ngươi biết Hoàng thất tụ tập bao nhiêu cường giả tại khu vực Kinh Kỳ không? Nếu như bọn hắn hạ quyết tâm giết vào Đan Quốc, nơi này sẽ lập tức biến thành địa ngục. Khương Phàm, ngươi đừng xem ta là đồ đần. Nhưng ta rất rõ ràng mục đích của ngươi. Ngươi ước gì Đan Quốc khai chiến, như thế sẽ liền có thể kiềm chế tinh lực hoàng thất, ngươi hận hoàng triều không thể đổ sát Đan Quốc,
chỉ có thể nhấc lên nội chiến trong Đan Quốc. Thường Lăng tức giận nhìn Khương Phàm, càng nói càng kích động. Khương Phàm vội vàng trấn an. Trước đừng kích động, ta quả thật có ý nghĩ, muốn Đan Quốc khai chiến cùng Hoàng Thất, nhưng, Hoàng Thất tuyệt đối không thể nào đổ sát Đan Quốc thật được. Lúc bắt đầu chúng ta còn cho rằng Hoàng Thất sẽ không chế tài Đan Quốc, cô xem bây giờ một chút. Hôm nay Thường Lăng xem như đã hung hăng lĩnh giáo được nhân tính ghê tởm, cũng đánh giá cao Hoàng Thất kính sợ tổ huấn như thế nào. Nếu quả thật muốn ồn ào đến vạch mặt, Hoàng Thất chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Nếu như không làm như vậy, cũng chỉ có thể mang theo cô và quốc quân rời khỏi Đan Quốc. Nếu như bọn hắn trắng trợn khuyết đại, các ngươi. Khương Phàm không nói thêm lời. Mặc dù rất hy vọng quốc quân đối kháng cùng Hoàng Thất, nhưng vẫn tôn trọng thái độ của bọn họ. Thường Lăng trầm mặc. Nếu như đi, rất có thể sẽ không về được. Nếu như đi, một đời thanh minh của phụ thân không biết sẽ bị bôi đen đến cái dạng gì. Nếu như đi, Đan Quốc sẽ lập tức bị Hoàng Thất thẩm thấu, không biết có bao nhiêu người bị ám sát, không biết Đan Quốc sẽ lại gặp phải cái gì. Nhưng, nếu như kiên trì náo lên, chờ đợi Đan Quốc lại sẽ là cái gì? Ta đã khôi phục tương đối rồi. Tô Nguyên Minh đứng dậy, có chút e ngại nhìn Thương Minh bên cạnh. Khương Phàm ra hiệu hắn chờ một lát, hỏi đến thái độ Thường Lăng. Nếu như cô nguyện ý rời khỏi, chúng ta nghĩ cách cứu quốc quân. Nếu như cô muốn ở lại, chúng ta nghĩ cách bắt Thường Ngọc Thư. Trước tiên bắt Thường Ngọc Thư, thông qua Thường Ngọc Thư cứu phụ thân ta. Đến lúc đó, xem thái độ phụ thân thế nào. Thường Lăng lắc đầu, đây không phải là chuyện nàng có thể quyết định, vẫn phải xem phụ thân nàng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, quốc quân của chúng ta cũng nên quyết định tốt rồi. Lục hoàng tử chờ ở bên ngoài sau nửa canh giờ liền đứng dậy muốn đi vào trong phòng. Thường Ngọc Thư. Tô Nguyên Minh kịp thời chạy tới nơi này, đứng cách rất xa gọi Thường Ngọc Thư lại. Sao ngươi lại tới đây? Thường Ngọc Thư hơi nhíu mày. Quốc quân đã quyết định chưa? Tô Nguyên Minh chột dạ, luôn cảm giác cường giả Hoàng Thất đang ngó chừng hắn, đi tới lại đi tới, hai chân giống như đều không nghe theo hắn, dứt khoát đứng ở trong sân không đi. Đang sắp quyết định. Thường Ngọc Thư không có nhìn ra Tô Nguyên Minh có vấn đề gì, cũng không nghĩ tới đã xảy ra cái gì. Hắn có thái độ gì? Tô Nguyên Minh dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo, cố gắng chấn định lại. Còn chưa có xác định, ngươi tới đây làm gì? Ta đến lĩnh thù lao của ta. Có ý gì? Ta muốn Thường Hy Đan Kinh. Ngươi rất rõ ràng Thường Hy Đan Kinh đang trong tay quốc quân, làm sao có thể cho ngươi bây giờ? Thường Ngọc Thư bất mãn, tuy nhiên vẫn nhịn được. Tô Nguyên Minh nói. Nếu các ngươi có thể bức hiếp quốc quân chấp nhận các điều kiện thì có thể để hắn sớm giao Thường Hy Đan Kinh ra. Chúng ta còn chưa có đưa ra điều kiện muốn lấy địa vị của hắn, những chuyện này trước đó đều đã đề cập với ngươi rồi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thường Ngọc Thư rất kỳ quái, cũng rất tức giận, lập tức sắp thành công, lúc này lại đến đảo loạn cái gì? Sắc mặt đám người Lục hoàng tử dần dần trầm xuống, hắn là tới uy hiếp bọn hắn sao? Tô Nguyên Minh nhìn người trong viện, nói. Ta bỗng nhiên cảm giác, có khả năng sau đó các ngươi sẽ giết ta. Thường Ngọc Thư nghiêm túc nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nếu ta đã cam đoan thì nhất định có thể bảo đảm cho ngươi, mà Đan Quốc cũng cần ngươi. Nếu quả thật các ngươi coi trọng ta thì đã lập tức tranh thủ Thường Hy Đan Kinh cho ta, nếu không. Nếu không cái gì. Lục Hoàng tử đi đến phía trước, ánh mắt lạnh nhạt đe dọa nhìn Tô Nguyên Minh. Trong lòng Tô Nguyên Minh lắc một cái, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nói. Nhìn thái độ điện hạ, ta càng cảm giác chuyện này ta sẽ rất nguy hiểm hơn. Bây giờ ngươi đã rất nguy hiểm. Lục hoàng tử ghét nhất bị người khác uy hiếp hắn, nhất là bị uy hiếp tại thời khắc mấu chốt. Điện hạ bớt giận, cho ta chút thời gian. Thường Ngọc Thư ngăn Lục hoàng tử lại, đưa tay mời Tô Nguyên Minh đến bên cạnh nói. Lục hoàng tử có thể không cần Tô Nguyên Minh, nhưng hắn cần. Ở chỗ này bàn bạc là được rồi. Tô Nguyên Minh mặc kệ Thường Ngọc Thư. Đừng vờ ngớ ngẩn, bọn hắn thực sẽ xử tử ngươi đấy. Sau khi Thường Ngọc Thư thấp giọng cảnh cáo Tô Nguyên Minh, mạnh mẽ kéo hắn đi đến phía trước. Trưởng thị vệ Vương Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Nguyên Minh, hơn 10 tên thị vệ khác cũng đều vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Liền muốn xuống tay ở chỗ này. Tô Nguyên Minh cố ý cảnh giác lui lại hai bước. Lui ra. Thường Ngọc Thư phất tay quát tháo. Nên thông minh một chút,
giữ lại cái mạng cho ngươi cũng không tệ rồi. Vương Liệt hừ một tiếng, mang người lui lại. Chúng ta đi ra bên ngoài nói. Tô Nguyên Minh cảnh giác nhìn bọn hắn một chút, bỗng nhiên quay người rời khỏi sân nhỏ. Thường Ngọc Thư bất đắc dĩ lắc đầu, cùng rời khỏi theo. Giải quyết nhanh lên. Lục Hoàng Tử bất mãn nhắc nhở. Thường Ngọc Thư đi theo Tô Nguyên Minh rời khỏi sân nhỏ, bọn người Vương Liệt vốn định đi theo, lại bị ngăn lại. Hắn có mấy lời muốn tự mình nói cùng Tô Nguyên Minh, ví dụ như tương lai làm sao khống chế đan quốc tốt hơn, ví dụ như làm sao thoát khỏi chế ước với Hoàng Thất. Nhưng, sau khi Tô Nguyên Minh rời khỏi sân nhỏ liền không có dừng lại, một mực đi lên phía trước, còn quẹo vào trong rừng cây. Được rồi, nơi này đủ xa rồi, ta có mấy lời. Thường Ngọc Thư theo tới trong rừng cây, vừa muốn gọi Tô Nguyên Minh lại, ngọn cây bên cạnh đột nhiên nhảy xuống hai bóng người, lại nhoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phốc phốc, một thanh liêm đao trong nháy mắt đâm xuyên qua hắn, từ sau eo cắm đến trước bụng. Ngay sau đó một thanh liêm đao khác gác ở trên cổ của hắn. Đừng hô, đừng động, nếu không, đảm bảo đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Thường Ngọc Thư vừa muốn hô lên lại nhanh chóng im bặt. Tô Nguyên Minh ở phía xa xoay người lại, dùng sức lắc đầu với hắn, ý là đừng giãy giụa cũng chớ phản kháng. Thường Ngọc Thư đau đến đầu mổ đầy mồ hôi, cũng xác thực không dám động, bởi vì thanh vũ khí gác ở cổ rõ ràng nhắc nhở hắn kẻ địch là ai. Huyết ngục, chi đội săn giết của Khương gia, đội ngũ bí ẩn từng uy hiếp quân doanh Bắc Cương. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Làm rất tốt. Khương Phàm từ trong cánh rừng bên cạnh đi tới, vỗ nhẹ bả vai Tô Nguyên Minh. Ta, người của ta đâu? Tô Nguyên Minh không dám đụng vào ánh mắt Thường Ngọc Thư, lo lắng khẩn cầu Khương Phàm. Bọn hắn chờ ngươi ở bên trong, rất nhanh thì có thể gặp được. Khương Phàm ra hiệu huyết ngục sau lưng khống chế hắn lại, kéo đi. Thường Ngọc Thư, ngươi sẽ không nghĩ tới được, ta đã trở về. Thường Lăng cùng ở bên cạnh Khương Phàm, bên trong ánh mắt xinh đẹp lại sáng ngời hiện lên phần lăng lệ hiếm thấy. Thường Lăng, Thường Ngọc Thư nôn nao, sau đó lại giận dữ mắng mỏ. Phụ tử các người quả nhiên cấu kết cùng Khương gia, các ngươi là tội nhân đan quốc, các ngươi sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp Lịch đại quốc quân. Thường Lăng đang muốn mở miệng, lại bị những lời kia làm cho ngây ra, những lời này rõ ràng phải là do nàng nói mới đúng chứ. Khương Phàm dựng thẳng ngón tay cái. Thường Ngọc Thư, thật không biết xấu hổ. Ngươi là Khương Phàm, thật đúng là thứ không biết sống chết, nơi này là địa vực kinh kỳ, ngươi cũng dám đến. Không sợ Hoàng thất bắt lại ngươi, lăng chỉ đến chết sao? Thường Ngọc Thư nhìn xuống đau nhức nơi phần bụng truyền đến, tức giận nói. Có phải trước khi quốc quân tuyên cáo Hoàng thất bất nhân bất nghĩa thì đã phái người đi Thiên Sư Tông hay không? Thường Lăng nói. Chúng ta không có ti tiện như ngươi, Thường Ngọc Thư, ngươi là người của Thường gia, vậy mà lại cấu kết Hoàng thất làm ra chuyện nghịch phản như vậy. Ngươi mới là sỉ nhục của Thường gia. Thường Ngọc Thư bực tức nói. Là các ngươi vì tư lợi tổn hại an nguy đến đan quốc, là các ngươi muốn đem tai nạn đưa vào đan quốc. Các ngươi mới là tội nhân của Thường gia, các ngươi chuẩn bị chịu lấy việc hậu thế phỉ nhổ đi. Ngươi, ngươi, đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm. Thường Lăng tức giận đến run rẩy, trước ngực kịch liệt chập trùng. Bình thường chỉ cảm giác hắn lạnh nhạt lại kiêu ngạo, rất khó ở chung, tuyệt đối không nghĩ hắn lại không nói đạo lý như vậy. Các ngươi nghĩ bắt ta thì có thể thay đổi được tình cảnh đan quốc. Ngu xuẩn, đan quốc đang trực tiếp lâm sinh tử tồn vong, chỉ có ta, chỉ có biện pháp của ta mới thể dùng, mới năng lực xoay chuyển tình thế. Thường Lăng, nếu như ngươi còn sót lại dù là một tơ một hào thiện niệm nào, nếu như ngươi còn có bất kỳ lưu luyến nào đối với đan quốc thì bây giờ liền thả ta ra. Thường Ngọc Thư đau lòng nhức óc la lên, không chỉ có Thường Lăng tức giận đến nói không ra lời, bọn người Khương Phàm cũng đều có chút hoảng hốt. Rốt cuộc là ai đang hại đan quốc? Nói thế nào lại giống như bọn hắn đã gây tội ác tày trời, ngược lại Thường Ngọc Thư lại như ánh sáng chiếu vạn trượng. Thường Ngọc Thư tiếp tục nói với Thường Lăng. Ngươi còn nhỏ, bị tình yêu làm đầu óc choáng váng, bị kẻ gian lợi dụng, ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Tình yêu? Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn Thường Ngọc Thư, sao lại kéo tới tình yêu rồi? Ngươi bị Khương Phàm nhìn qua thân thể. Lại si mê những cái được gọi là khí khái anh hùng, cuối cùng cảm mến Khương Phàm, ta đều có thể hiểu, nhưng bây giờ. Ngươi cầm miệng cho ta.
Thường Lăng giận dữ mắng to, đều nhanh quên chuyện, tại sao lại nói đến chuyện này? Là ai nói cho hắn biết chuyện này? Khóe mắt Khương Phàm kéo ra, đưa tay lên vỗ vỗ. Thường Ngọc Thư, thật là giỏi ăn nói, ta thật quá bội phục ngươi rồi. Thường Ngọc Thư bực tức nói. Khương Phàm, người bắt cóc hoàng tử, mưu đồ đan quốc, tì tiện vô sỉ, sớm muộn cũng chết trong hoang dã. Ta nghe không nổi nữa. Thường Lăng lắc đầu quay người, ra hiệu Khương Phàm tranh thủ thời gian xử lý, nàng sợ mình lại nghe nữa sẽ cảm thấy buồn nôn. Khương Phàm đi tới chỗ Thường Ngọc Thư. Ta chết như thế nào, khả năng ngươi sẽ không thấy được. Nhưng cái chết của ngươi, sẽ diễn ra ngay lập tức. Thường Ngọc Thư đâu, còn chưa nói xong sao. Lục Hoàng tử đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Thường Ngọc Thư trở về, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Quốc quân vẫn chờ hắn đến đàm phán, chỉ cần quốc quân thỏa hiệp, hắn có thể mang theo phần công tích này, chứng minh mình với Phụ Hoàng. Ngươi, đi qua nhìn một chút. Vương Liệt phân phó thị vệ bên cạnh. Thị vệ lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra sân nhỏ. Nhưng, qua một hồi lâu sau, thị vệ vẫn chưa trở lại. Làm cái gì vậy chứ? Ngươi, đi qua nhìn một chút. Vương Liệt lại an bài một vị thị vệ đi qua. Kết quả lại hơn 10 phút đồng hồ vẫn không thấy người trở về. Vương Liệt nhướng mày, ý thức được có gì đó là lạ. Lục Hoàng tử và Thẩm Đông Sơn trao đổi ánh mắt, sẽ không phải Tô Nguyên Minh đổi ý đấy chứ, thế nhưng, cũng không nghe thấy có tiếng cãi vã gì cả. Các ngươi chờ ở đây, ta. Vương Liệt đang muốn tự mình đi qua, trong núi rừng nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Là Thường Ngọc Thư. Sắc mặt Lục Hoàng tử hơi thay đổi. Vô ý thức muốn tiến lên, lại bị Thẩm Đông Sơn ngăn lại. Cùng ta đi qua. Vương Liệt vội vàng mang theo thị vệ của hắn xông ra ngoài sân nhỏ. Nhưng, không chờ bọn hắn chạy ra bao xa, tòa đình viện lịch sự tao nhã của quốc quân đột nhiên băng liệt. Đại địa lay động, phá thành mảnh nhỏ, khí lãng mãnh liệt xông ra từ dưới đất, cuốn về phía bầu trời. Loạn thạch bay lên, thanh thế khủng bố. Lục Hoàng tử, Thẩm Đông Sơn cùng hơn 10 vị cường giả hoàng thất đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hất bay ra ngoài. Thư phòng đổ sụp, quốc quân bên trong cũng bị những tảng đá lớn và sóng khí đánh tới không trung, kinh hãi kêu to. Một ngọn lửa màu vàng óng từ dưới mặt đất đổ sụp xông ra, bay về phía bầu trời, bắt lại quốc quân. Quốc quân, là ta. Quốc quân vô ý thức muốn chống cự, nghe vậy thì khẽ giật mình. Khương Phàm, làm sao ngươi lại ở đây? Lục Hoàng tử trước tiên lui đến ngoài viện, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trong trận đá vụn bay đầy trời kia có một giang nam tử ra cánh chim màu vàng. Khương Phàm, sao ở đâu cũng đều có hắn vậy? Lục Hoàng tử khó có thể tin được, lại càng lên cơn giận dữ. Thẩm Đông Sơn, bắt hắn lại cho ta. Oanh! Toàn thân Thẩm Đông Sơn sôi trào lôi chiều, biến mất tại chỗ, một giây sau, lôi chiều nổ tung ngoài bầu trời trăm thước. Hắn lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt bén nhọn tiếp cận Khương Phàm. Nhưng, sau khi Khương Phàm bắt được quốc quân trước tiên đã chấn động hỏa dực mãnh liệt, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới không trung. Thẩm Đông Sơn, nhìn phía dưới ngươi. Thẩm Đông Sơn đang muốn truy kích, nhưng khi nghe nói lại theo bản năng cúi đầu xem xét. Lần lượt từng bóng người chính như mũi tên nhọn phóng tới đỉnh viện sụp đổ, tốc độ cực nhanh, nhào về phía thị vệ hoàng thất. Toàn bộ bọn hắn cầm liêm đao huyết sắc trong tay, sát ý lạnh thấu xương. Trong đó một bóng người có tốc độ nhanh nhất, mục tiêu lại là Lục Hoàng tử. Dáng người mạnh mẽ, liêm đao giá lạnh đều giống như cương châm, đâm vào ánh mắt Thẩm Đông Sơn. Trong chớp mắt, Thẩm Đông Sơn liền rét run, như đã thấy được Lục Hoàng tử chết thảm trước mắt mình. Thẩm Đông Sơn trợn mắt trừng trừng, phát ra tiếng la hét khàn giọng, lôi chiều toàn thân nổ tung, biến mất từ trên cao. Một giây sau, lôi chiều dâng lên cách 10 mét phía trước Lục Hoàng tử, đinh tai nhức óc, Thẩm Đông Sơn xuất hiện, trong chốc lát đã vung lên lôi đao nặng nề. Thương Minh lao tới, vung lên liêm đao ngang nhiên bạo kích. Keng! Cùng với âm thanh lôi chiều sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, từng luồng khí thế mãnh liệt cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Thương Minh, Thẩm Đông Sơn đồng thời tháo chạy. Lục Hoàng tử cách đó 10 mét lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng bị khí lãng kinh khủng hất bay, y phục rách dưới, áo giáp bên trong vỡ nát. Gần như là đồng thời, một bóng người từ đằng trước bên trái đột nhiên tăng tốc, đạp trên đá vụn bay lên không, vung lên liêm đao sắc bén,
lao thẳng đến chỗ Lục Hoàng tử. Thẩm Đông Sơn. Lục Hoàng tử điên cuồng điều động kiếm khí toàn thân, ở sau lưng ngưng tụ thành kiếm rực, nhưng thân ảnh kia quá nhanh, trong nháy mắt đã đánh tới nơi. Thẩm Đông Sơn cố gắng ổn định thân thế, vô ý thức muốn phóng thích lôi chiều chặn đánh, nhưng lại sợ làm bị thương Lục Hoàng tử, hắn cắn răng phóng thích lôi chiều lần nữa, biến mất trong nháy mắt, chặn lại được trước mặt thân ảnh kia. Keng! Lôi đao hoành kích nhấc lên xôi trào lôi chiều, thanh thế kinh người, hung hăng bổ vào trên liêm đao. Khí huyết đội trưởng huyết ngục đội 2 xôi trào bị cưỡng ép đánh bay. Nhưng, đội trưởng đội thứ 3, đội thứ 4 cũng liên tiếp lao tới Lục Hoàng tử. Cút ngay cho ta! Thẩm Đông Sơn gầm thét, nhấc ngang lôi đao kịch liệt phách chạm, cưỡng bức đẩy lui bọn hắn. Lục Hoàng tử thừa cơ muốn triển khai kiếm rực chạy trốn, mặt đất lại sụp đổ lần nữa, hơn 10 thân ảnh huyết ngục phóng lên tận trời, liêm đao phách chạm, dâng lên đao khí đầy trời, như cơn lốc muốn nuốt hết Lục Hoàng tử. A! À, Thẩm Đông Sơn kịp thời chặn lại được trước mặt Lục Hoàng tử, lôi chiều kịch liệt bạo kích, cưỡng ép đánh lui toàn bộ đao khí. Từ thương minh ám sát đến huyết ngục bạo kích, trước sau chỉ 5 giây ngắn ngủi mà thôi. Huyết ngục săn giết đặc sắc lại tấn mãnh nhưng đều bị Thẩm Đông Sơn chặn đánh, nhổ răng cọp cứu Lục Hoàng tử ra. Huyết ngục, các ngươi dám tới đây, muốn chết sao? Thẩm Đông Sơn đưa tay trái ra bảo vệ Lục Hoàng tử, tay phải giơ cao lên. Lôi đạo pháp chỉ. Tóc Thẩm Đông Sơn bay loạn, ánh mắt hừng hực, lôi châm linh văn trên trán nở rộ chiếu ra tia sáng chói lòa. Từng luồng lôi chiều bạo ngược hội tụ giữa không trung, nhanh chóng tăng vọt, to như lôi vân. Lôi điện quay quanh trong lôi vân, như lôi xà, lại như lôi châm, cực kỳ cuồng liệt. Ánh sáng hừng hực chiếu rọi tám phương, khí tức hủy diệt khuấy động khắp nơi. Huyết chú, tử linh niệm ngữ, thương minh quỳ một chân trên đất. Giờ phút này, hai mắt đỏ hồng, chảy tràn ra máu tươi, trường bào bay lên, mảng lớn đường vân màu máu trải rộng ra dưới chân. Khuấy động hơn 300 mét. Như pháp trận lại giống như đang nguyền rủa. Phạm vi khổng lồ, đường vân phức tạp mà quỷ dị. Vương Liệt và các hộ giả đan quốc, Thẩm Đông Sơn cùng các thị vệ hoàng thất, toàn bộ đều bên trong phạm vi pháp trận màu máu. Đây là thứ gì? Bọn hắn trước tiên muốn tránh đi, nhưng đường vân màu máu lại đột nhiên sôi trào lên huyết khí, liệt diễm giống như sóng chiều dâng lên cuốn về phía không trung vài trăm mét. Số lượng lớn huyết văn giống móng vuốt quấn quanh trên chân bọn hắn. Ngoại trừ Thẩm Đông Sơn, Vương Liệt và giải rác vài người thành công tránh thoát ra ngoài, còn lại toàn bộ đều bị túm về mặt đất, hai chân bị gắt gao khống chế, bao phủ bên trong huyết khí đang sôi trào. Thẩm Đông Sơn, đừng động! Thương Minh đưa tay trái chăm chú đè xuống đất, nắm trong tay pháp trận màu máu quỷ dị mà khổng lồ, tay phải nâng lên, chỉ về phía trước bên trái. Một tên thị vệ hoàng thất còn không kịp phản ứng, huyết văn quấn chặt lấy hai chân liền thẩm thấu tiến vào trong da thịt, ngay sau đó toàn thân hắn run rẩy, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bịch một tiếng, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra, từ trong tới ngoài cứ vậy mà nổ tung. Ngọa tào! Tất cả mọi người đều kinh hãi, toàn thân nổi lên ớn lạnh. Lục Hoàng tử vội vàng muốn rút hai chân ra, lại bị gắt gao kiềm chế lại. Thẩm Đông Sơn! Cứu ta, tên khốn kiếp, mau tới cứu ta. Toàn thân Thẩm Đông Sơn rét run, hắn cắn răng muốn ra tay. Thương Minh lại đưa tay phải chỉ về phía hai tên cường giả hoàng thất, lập tức bị huyết văn thẩm thấu, không đợi bọn hắn cầu xin tha thứ, bành bành hai tiếng, toàn bộ đều nổ tung. Lục Hoàng tử hít một ngụm khí lạnh, mau chóng ngậm miệng. Bọn người Vương Liệt tê cả ra đầu, cái này, phụ mẫu nó, đây là võ pháp gì? Các ngươi cũng không nên động, nếu không sẽ cùng chết. Thẩm Đông Sơn sợ hãi huyết trận, nhưng không có thỏa hiệp, hắn giơ hai tay lên trời, nắm trong tay lôi chiều sôi trào giữa không trung, cường quang hừng hực, lôi uy cuồn cuộn, uy hiếp các đội viên huyết ngục. Trạch viện của quốc quân đột nhiên bạo động, nhanh chóng oanh động cả quốc đô đang bình tĩnh. Mấy ngàn người thủ vệ áo lam của quốc đô cùng rất nhiều các cường giả từ bên ngoài đều liên tiếp xuất hiện, ngóng nhìn chỗ ở của quốc quân. Lôi chiều cường thịnh cùng cột máu trùng thiên, kích thích thần kinh của bọn hắn. Nơi đó là hạch tâm của đan quốc, làm sao có thể xuất hiện hỗn loạn? Các cường giả hoàng thất tiềm phục tại các nơi kinh sợ, đã nói bí mật hành động, sao lại có hỗn loạn thế này? Tốt thay cho một tên Thương Minh. Khương Phàm nhìn Thương Minh giống như ác quỷ ở phía dưới, còn có huyết sắc ngập trời, vừa khiếp sợ lại phấn chấn.
không hổ là chi đội săn giết Khương gia đã từng dùng để trấn nhiếp Bắc Cương. Là thống lĩnh, Thương Minh không phụ danh tiếng của nó. Khương Phàm, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Quốc quân nhìn Khương Phàm, giật mình như đang nằm mơ. Đã giải quyết xong chuyện của Ly Hỏa Thánh Địa, nghe nói Đan Quốc và Hoàng Thất phát sinh chút không thoải mái, tới xem một chút, vừa vặn đụng phải Hoàng Thất đang cướp Thường Lăng đi, thuận tay cứu được. Ngài yên tâm, bây giờ nàng rất an toàn. Giải quyết như thế nào? Cái này sau này hãy nói. Mọi người ở Thiên Sư Tông tổn thất ba vị quốc lão, lần này ta tới cũng thay Thiên Sư Tông đến nói lời xin lỗi, nguyện ý vì Đan Quốc giải quyết nguy cơ lần này. Chuyện Thiên Sư Tông không trách các ngươi, kẻ cầm đầu là Hoàng Thất và Ly Hỏa Thánh Địa. Còn phần cơ này, quốc quân Đan Quốc lắc đầu, tiếc nuối lại thất vọng. Làm sao cũng đều không có nghĩ đến, Hoàng Thất vậy mà lại dùng thủ đoạn như thế đến chế tài Đan Quốc. Tô Nguyên Minh và Thường Ngọc Thư đều đã bị chúng ta khống chế, chỉ cần ngài nói là Hoàng Thất hại chết chư vị quốc lão, liền có thể nhấc lên cảm xúc phản kháng của Đan Quốc. Ta không phải đến xúi dục chiến tranh. Ta thật tâm cảm giác Hoàng Thất sẽ không tha cho các ngươi. Khương Phàm không tiếp tục nhiều lời để tránh việc quốc quân cảnh giác giống như Thường Lăng. Nhưng, để Khương Phàm ngoài ý muốn chính là quốc quân không có quá răn dậy kịch liệt gì, mà cười khổ nói. Ta rất thất vọng với Hoàng Thất, bọn hắn đã không còn là Hoàng Thất đã từng trước kia nữa. Khương Phàm kích động trong lòng, lập tức nói. Nếu như ngài nguyện ý lưu lại, ta sẽ nghĩ biện pháp phối hợp Đan Quốc làm chút chuyện. Nếu như ngài nguyện ý rời khỏi, La Phù sẽ tiếp nhận các ngươi. La Phù, quốc quân Đan Quốc khẽ nhíu mày. Hắn chỉ nói là thất vọng, không muốn chạy trốn tới La Phù. Nhưng, quốc quân rất rõ ràng Hoàng Thất sẽ không dễ dàng tha cho Đan Quốc. Coi như bây giờ tạm thời thỏa hiệp, nhưng tương lai vẫn sẽ dùng thủ đoạn khác đến chế tài. Coi như bây giờ Nhân Hoàng lựa chọn nhận lầm, nhưng tương lai Lục Hoàng tử thì sao? Khương Phàm. Tên hỗn đản đáng giận. Lục Hoàng tử nhìn qua thân ảnh giữa không trung kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Hỗn đản này là khắc tinh của Hoàng Thất Lang ra sao? Chỗ nào cũng đều có hắn. Ở khắp nơi phá hư mọi chuyện. Khó lòng phòng bị. Sắc mặt Thẩm Đông Sơn càng khó coi hơn, nếu huyết ngục đã xuất hiện ở đây mà không có một dấu hiệu nào, chẳng lẽ là Tô Nguyên Minh làm phản rồi? Thường Ngọc Thư thì sao? Không có hai vị quốc lão như bọn họ phối hợp, lý do Hoàng Thất bọn hắn xuất hiện ở nơi này để cho ai giải thích. Ai còn có thể tin tưởng bọn họ. Bọn hắn rõ ràng chính là người xâm nhập. Nguy hiểm. Nhưng, không đúng. Khương Hồng Võ rõ ràng đã bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt đi, Khương Phàm và Huyết Ngục không đi cứu Khương Hồng Võ lại chạy đến nơi đây làm gì. Bọn gia hỏa này làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường sao. Khương Phàm mang theo quốc quân từ trên cao rơi xuống trong đội ngũ huyết ngục. Phụ thân, Thường Lăng kích động chạy tới, dùng sức ôm lấy quốc quân, cứ việc nghĩ nội tâm kiên cường, giờ phút này vẫn không nhịn được mà đỏ hai mắt lên. Thường Lăng, Thẩm Đông Sơn và Lục Hoàng tử đều trừng to mắt, tại sao nàng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ huyết ngục lúc tiến vào, còn thuận tay cứu được Thường Lăng? Quan Hoa Vinh chết ở đâu rồi? Cửu công chúa đâu? Thẩm Đông Sơn luống cuống, Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Đinh Linh Lung, Sở Uyên, Lục Tử Ngâm cũng còn trong tay Thiên Sư Tông, cửu công chúa lại bị khống chế rồi sao? Vương Liệt chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Thường Ngọc Thư quốc lão đâu? Ở chỗ này, một vị đội viên huyết ngục đè ép Thường Ngọc Thư toàn thân đầy máu tươi đi đến phía trước. Thường Ngọc Thư tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Cả một đời sống an nhàn sung sướng. Chưa từng nhận qua loại đau đớn này, mặt đều bóp méo hết cả. Quốc quân, ngươi muốn nhấc lên chiến tranh trong Đan Quốc à? Thường Ngọc Thư nhìn thấy vừa muốn giận dữ mắng mỏ, Khương Phàm ở phía trước đã nâng một quyền đánh vào trên miệng hắn. Răng rắc, bảy cái răng vỡ ngay lập tức, máu tươi phun đầy miệng. Các ngươi, Thường Ngọc Thư mở lớn cái miệng đầy máu tươi. Im miệng, Khương Phàm lại nâng một quyền đánh vào trên bụng Thường Ngọc Thư. Thường Ngọc Thư sao có thể chịu được nắm đấm của Khương Phàm, thân thể bỗng nhiên cong lại, quỳ trên mặt đất, miệng mở lớn, trong mắt đều giống như muốn rơi ra tới. Vương Liệt gầm thét. Hỗn đản, các ngươi đang làm cái gì, mau thả ngài ấy ra. Ngươi sợ là một kẻ ngu rồi, gào to hai tiếng thì có thể thả sao. Chặt cho ta. Khương Phàm phất tay, đội viên huyết ngục sau lưng quay người nâng đao,
chặt đứt cánh tay bên phải của Thường Ngọc Thư. À! Thường Ngọc Thư ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn thân đều đang run rẩy. Dừng tay! Vương Liệt kích động quát tháo. Lại chém! Khương Phàm lại đưa tay, một cánh tay khác của Thường Ngọc Thư trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Khương Phàm, được rồi! Quốc quân không đành lòng. Phụ thân, hắn bị trừng phạt đúng tội. Thường Lăng không hề thương hại chút nào, hỗn đản này không chỉ phản bội bọn hắn, còn muốn hại chết bọn hắn, không đáng đồng tình. Khương Phàm đưa tay, chỉ vào Vương Liệt nói. Chính là cái tên xúc sinh ngươi đây giết chết hết thủ vệ quốc quân sao? Các ngươi cùng là thủ vệ thuộc tầng cao nhất của Đan Quốc, bình thường quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm phải không, làm sao lại có thể hạ thủ chứ? Bây giờ, đều tản linh lực ra, quỳ trên mặt đất cho ta. Tiểu tử ngươi! Vương Liệt vừa muốn đánh trả, ba thanh liêm đao đâm xuyên qua thân thể Thường Ngọc Thư. À! Thường Ngọc Thư cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Quỳ xuống! Thường Lăng đi về phía trước, giận dữ quát tháo, nàng cũng phải báo thù cho những thị vệ của quốc quân kia. Vương Liệt dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thường Ngọc Thư, để cho chó của ngươi đều quỳ xuống. Khương Phàm nâng tay giữ lấy đầu Thường Ngọc Thư, lại đưa ngón cái ấn về phía một con mắt của hắn. Quỳ, quỳ. Thường Ngọc Thư đau đớn không chịu nổi, hàm hồ miệng mở rộng. Lục Hoàng tử cao giọng cảnh cáo. Vương Liệt, đừng nghe bọn hắn. Coi như ngươi quỳ xuống, bọn hắn cũng sẽ không tha cho Thường Ngọc Thư. Thương Minh lại đột nhiên chỉ đến thị vệ bên cạnh Vương Liệt, sắc mặt người kia kịch biến, vừa muốn giãy giụa, thân thể nhanh chóng nổ tung. Quỳ! Đội viên Huyết Ngục thét lên ra lệnh. Vương Liệt méo mặt, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Khương Phàm lại nói. Tản linh văn ra, không nên phản kháng. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ ràng hậu quả nhấc lên chiến tranh tại Đan Quốc. Vương Liệt vùng vẫy, linh văn trên trán cũng chậm chậm ảm đạm. Phốc phốc, mặt đất dưới chân sụp ra, một cái rùi đá từ trên trời lao lên, xuyên qua lồng ngực Vương Liệt. Không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Vương Liệt khẽ nhếch miệng, đầu từ từ rủ xuống, trước khi ý thức hoàn toàn hôn mê, nghe được thanh âm lạnh như băng đến từ Khương Phàm. Giết! Bành bành bành! Tất cả thị vệ của Vương Liệt, toàn bộ bị đều Thương Minh oanh sát. À, Thường Ngọc Thư ngẩng đầu gầm thét, bản thân trong nháy mắt lại bị chém đầu. Một màn đẫm máu này kích thích thần kinh của quốc quân Đan Quốc, ngay cả Thường Lăng cũng nhìn không được mà quay đầu đi chỗ khác. Bọn người Diệp Đồng nhìn hoảng sợ run rẩy, không hổ là Huyết Ngục, phương thức làm việc so với thủ vệ Đan Quốc bọn hắn hoàn toàn là hai thái cực. Bọn hắn là thủ vệ, không sai. Nhưng Huyết Ngục lại hoàn toàn chính là thợ săn đỉnh cấp trong giới mãnh thú. Ta, Tô Nguyên Minh bị hù dọa, thân thể không cầm được mà run rẩy, phía dưới vậy mà. Đi tiểu, hắn sống hơn 70 năm, cơ hồ đều là ở trong Đan Quốc, rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này, quen thuộc người nơi này. Hắn chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh khủng bố như vậy, càng không có nhìn thấy qua người nào tàn nhẫn như vậy, đây là người sao? Đội viên Huyết Ngục ghé sát bên tai hắn nói nhỏ. Phối hợp cho tốt, nếu không, ngươi... khả năng còn thảm hơn so với bọn hắn. Phối. Tô Nguyên Minh run rẩy gật đầu, không có chút hình tượng quốc lão nào. Khương Phàm, các ngươi phạm sai lầm rồi. Nếu để cho các hộ giả Đan Quốc lại thấy các ngươi ở đây chẳng khác nào nói rõ quốc quân cấu kết với Thiên Sư Tông là sự thật. Lục Hoàng tử tức giận, rất không quen nhìn bộ dáng phách lối chấp trưởng sinh sát này của Khương Phàm. Là các ngươi phạm sai lầm. Chờ các hộ giả Đan Quốc tới đây sẽ nhận định các ngươi giết bọn hắn, mà nơi này không có Huyết Ngục. Khương Phàm nói xong, các đội viên Huyết Ngục đã thu sạch liêm đao, đổi lại đao kiếm bình thường, cũng đều quấn chặt lấy áo lam tượng trưng cho thân phận hộ giả của Đan Quốc. Tô Nguyên Minh bị áp đi đến phía trước, ổn định lại cảm xúc hốt hoảng, trà sát khuôn mặt đang cứng ngắc, bực tức nói. Hoàng thất khinh người quá đáng, vậy mà lại chui vào Đan Quốc, tàn sát bốn vị quốc lão. Còn mưu toan khống chế quốc quân. Đan Quốc, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, Tô Nguyên Minh ta và các ngươi không đội trời chung. Lão già, ngươi chán sống rồi. Sắc mặt Lục Hoàng tử lập tức âm trầm xuống. Quốc quân, các ngươi đã nghĩ thông suốt. Thẩm Đông Sơn đưa ánh mắt sắc bén tiếp cận quốc quân. Nếu như quốc quân cũng muốn náo như thế liền mang ý nghĩa Đan Quốc đã muốn tuyên chiến với Hoàng thất. Vẻ mặt quốc quân nghiêm trọng. Dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo.
Giờ khắc này lựa chọn, so với trước đó trong thư phòng càng gian nan, trực tiếp sẽ dính đến vấn đề chiến tranh. Một khi hắn lấy tên quốc quân công nhiên chỉ trích Lục hoàng tử, tất nhiên sẽ biến Đan quốc thành chiến trường, hoàn toàn sẽ nằm ngoài sự khống chế của hắn. Nếu như mình từ bỏ thì sao? Hôm nay hoàng thất có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy chế tài bọn hắn, chắc chắn tương lai sẽ có rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, đáng sợ hơn. Nhất là Lục hoàng tử đây, hắn đã sắp tiếp quản vị trí nhân hoàng. Phụ thân, thận trọng. Thường Lăng lặng lẽ nắm chặt tay quốc quân. Quốc quân nhìn các hộ giả nơi xa đang nhanh chóng đến gần xung quanh, trong lòng rối bời một trận. Lục hoàng tử cao giọng cảnh cáo. Quốc quân, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ thông suốt, nếu thật muốn náo lên, Đan quốc chẳng khác nào bị hủy ở trên tay ngươi. Ngươi còn có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông Đan quốc, gặp tiên tổ Thường Hy Đan quốc. Tại thời khắc hoàng thất các ngươi mưu tính Đan quốc trở đi, Đan quốc đã không còn là Đan quốc nữa. Thường Hy tiên tổ không nguyện ý để Đan quốc gặp bất trắc, nhưng càng không nguyện ý để vùng đất yên tĩnh Đan quốc này biến thành con rối trong tay hoàng thất. Quốc quân đau đớn nhắm lại mắt, đối với hoàng triều hắn đã triệt để thất vọng, không còn ôm lấy bất cứ suy nghĩ hòa giải gì nữa. Nếu đã như thế, Đan quốc nên làm một lựa chọn hoàn toàn mới. Bất luận hậu quả gì, do hắn gánh chịu. Quốc quân, sắc mặt Lục hoàng tử âm trầm đi, lão già này điên rồi. Quốc quân, ngươi khẳng định muốn khai chiến với hoàng thất. Thẩm Đông Sơn càng khó có thể hơn tin, đây là gã quốc quân nho nhã lại kiêu ngạo kia sao? Chiến tranh, Đan quốc chưa từng có bất cứ tiếp xúc gì với hai chữ này, quốc quân lại muốn mang chiến tranh tới nơi này. Bành bành bành, Thương Minh dẫn nổ cường giả hoàng thất, lập tức rút lui đến bên cạnh Khương Phàm, cũng thu hồi liêm đao, chỉnh lý tốt áo lam. Chết đi, toàn bộ chết đi cho ta. Thẩm Đông Sơn gầm thét, khống chế lôi triều lập tức liền muốn phóng thích toàn bộ. Nếu quốc quân muốn tuyên chiến với hoàng thất, vậy thì cứ quả quyết xử lý sạch. Chỉ cần giết chết quốc quân, giết chết Tô Nguyên Minh thì có thể một lần nữa giá họa cho Khương Phàm và huyết ngục, chí ít không thể để cho hoàng thất quá bị động. Nghĩ rõ ràng chưa, ngươi đã hại chết đại hoàng tử, còn phải lại hại chết cửu công chúa sao? Thường Lăng đi đến phía trước, triệu cửu công chúa từ bên trong yêu quyển ra. Cường thế rằng co với Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn, giết bọn hắn. Dùng lôi chiều của ngươi, nhanh nhanh nhanh. Gương mặt Lục hoàng tử dữ tợn, tuyệt đối không thể để quốc quân dẫn đầu Đan quốc đối kháng với hoàng thất. Chết, 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 nhất định phải giết chết hắn. Lục ca. Cửu công chúa vừa đi ra, không rõ tình huống, nhưng Lục hoàng tử lại điên cuồng cùng tuyệt tình để nàng bi thương. Hoàng thất vô tình. Nhất là như vậy. Thế nhưng, Thẩm Đông Sơn thể hiện rất cương ngạnh, mặc dù biết rõ nhất định phải diệt trừ quốc quân, nhưng nhìn cửu công chúa trước mặt, hắn nhịn không được liền nghĩ đến đại hoàng tử. Thẩm Đông Sơn, ngươi khẳng định muốn hại chết hai người của hoàng thất sao? Khương Phàm cao giọng quát tháo, nắm cửu công chúa giơ lên phía trước. Đến đây, dùng lôi chiều của ngươi đánh chết cô ta đi. Thẩm Đông Sơn, tên khốn kiếp, ngươi ra tay ngay cho ta, ra tay ngay. Ai cũng không được sống, giết hết cho ta. Lục hoàng tử vừa tức giận vừa lo lắng, vung bàn tay lên hung hăng quất vào mặt Thẩm Đông Sơn. Thẩm Đông Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt dữ tợn, nhưng đúng vào lúc này, số lượng lớn cường giả nhanh chóng tới gần, vây quanh bọn người Tô Nguyên Minh. Ai dám làm loạn tại Đan quốc, ai dám mạo phạm quốc quân. Các cường giả áo lam liên tiếp xông đến, toàn bộ ánh mắt tức giận tập trung vào gương mặt dữ tợn đằng đằng sát khí của Thẩm Đông Sơn. Trưởng thị vệ của Tô Nguyên Minh, Kiều Thịnh dẫn người bao bọc vây quanh Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh trước tiên hô to. Kiều Thịnh, ngăn Thẩm Đông Sơn lại. Kiều Thịnh chau mày, nhưng vẫn vào tới phía trước, một cỗ kiếm khí kinh khủng phóng lên tận trời, như thác nước chảy ngược, ánh sáng chiếu cao vạn trượng, khí tức cường thịnh cuồn cuộn toàn trường. Điện hạ, không xong rồi. Thẩm Đông Sơn mất đi cơ hội ra tay, không phải e ngại Kiều Thịnh. Mà không dám giết chết quốc quân trước mặt mọi người, bằng không hắn và Lục hoàng tử đều sẽ bị đánh chết tươi ở chỗ này. Hắn chết không quan trọng, Lục hoàng tử và cửu công chúa lại bởi vì mình mà chết, chỉ sợ phải liên lụy gia tộc của hắn. Phế vật, ngu xuẩn. Lục hoàng tử tức giận, cũng không dám phách lối nữa. Các hộ giả Đan quốc cũng kích động, nhao nhao hô to. Quốc quân, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Quốc quân! Người của hoàng thất tại sao lại ở chỗ này?
xin quốc quân ra lệnh, bắt lấy Lục hoàng tử. Bọn hắn không biết các bí mật, chỉ biết đình viện quốc quân bị hủy, thi hài đầy đất, có đầu của Thường Ngọc Thư, còn có Thẩm Đông Sơn cùng Lục hoàng tử đằng đằng sát khí. Cái này nói rõ chính là hoàng thất đến tập kích quốc quân. Còn gây nên thương vong to lớn, bao gồm cả quốc lão. Quốc quân sâu hít một hơi, đi tới phía trước, liệt diễm như thủy triều, từ toàn thân dâng lên, như sông lớn cuồn cuộn. M thanh hòa với linh lực, nương lấy liệt diễm, vang vọng quốc đô, truyền khắp Đan quốc. Hoàng thất vô nghĩa, phái Lục hoàng tử, mưu đồ bí mật Đan quốc, Thường Ngọc Thư, Thường Nhạc Sơn, Lâm Đông Hạo, Chiêm Thắng Hùng, bốn vị quốc lão bị thảm. Sát, nhờ có Thường Lăng cảnh giác, kịp thời cứu viện, nếu không, ta, Tô Nguyên Minh quốc lão, giờ phút này cũng đã gặp bất trắc. Thanh âm uy nghiêm, bi thương lên án, như lôi đình cuồn cuộn, vang vọng bầu trời, quanh quẩn không dứt. Tô Nguyên Minh sôi trào lên liệt diễm, đi đến phía trước cao giọng giận dữ mắng to. Hoàng thất ruồng bỏ tổ huấn, mưu toan khống chế Đan quốc, tâm hắn đáng chết. Tô Nguyên Minh ta, cùng hoàng thất không đội trời chung. Hỗn đản. Lục hoàng tử tức giận không kiềm chế được, nhưng không có cãi vã nữa, bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn. 36 khu Đan quốc nhanh chóng lâm vào an tĩnh, vô số ánh nhìn ra hướng quốc đô xa xa. Chấn kinh, quá chấn kinh. Tất cả đều đang chấn kinh. Hoàng thất, sát hại quốc lão. Hoàng thất, bí mật mưu đồ Đan quốc. Hoàng thất xem Đan quốc thành cái gì rồi. Hoàng thất muốn tìm chết sao. Sau khi bình tĩnh ngắn ngủi, Đan quốc nhanh chóng lâm vào oanh động, các hộ giả các khu liên tiếp xuất hiện, liều lĩnh phóng tới quốc đô. Tất cả luyện đan sư đều rời khỏi lò luyện đan của mình, hoảng sợ lại tức giận nhìn qua quốc đô. Cứu điện hạ, các cường giả hoàng thất tiềm phục ở bên trong quốc đô toàn thân rét run, liên tiếp xuất hiện, dứt bỏ toàn bộ ngụy trang, điên cuồng chạy thẳng tới chỗ quốc quân ở. Các ngươi là người của hoàng thất. Khinh người quá đáng, cản bọn họ lại. Giết, xem Đan quốc chúng ta như cái gì rồi. Hoàng thất, các ngươi muốn tuyên chiến với Đan quốc sao? Các hộ giả áo lam các khu nhao nhao gầm thét, quay đầu lao tới bọn hắn. Kiếm khí bay lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mặt đất sụt lún, liệt diễm dâng lên, càng có lôi chiều cuồn cuộn, cương khí hoành hành. Quốc đô Đan quốc lập tức lâm vào hỗn loạn sát phạt. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan Hoa Vinh đang đi trên đường khu thứ 18, nhìn lại phương hướng quốc đô, ánh mắt lắc lư, khó có thể tin được. Nơi đó vừa rồi nói. Thường Ngọc Thư chết rồi. Sắc mặt bọn thị vệ của Thường Ngọc Thư hầu ở xung quanh hắn đại biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giống. Quan Hoa Vinh gầm thét, hắn vội vã phóng tới phía quốc đô. Cương khí màu đen như sóng chiều chấn vỡ phòng ốc tử quán hai bên đường. Da thịt toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích, hài cốt răng rắc loạn động, đang nhảy vọt lên phóng tới phía trước. Thời điểm rơi xuống đất đã biến thành một con hắc giáp cự ngạc dài 10 mét, áo giáp cứng rắn, móng vuốt sắc bén. Giống. Quan Hoa Vinh lắc đầu vẫy đuôi đánh vỡ nát phòng ốc, mặt đất băng liệt, mạnh mẽ đâm tới, những thứ trước mặt hắn đều giống như giấy. Đám người bối rối, kinh hoàng chạy trốn. Nơi này còn có một tên khác, giết. Hắn là Quan Hoa Vinh. Hoàng thất trà trộn vào nhiều người như vậy, là muốn hủy Đan quốc chúng ta sao? Giết. Các hộ giả Đan quốc, bây giờ là thời điểm chúng ta thực hiện sứ mệnh bảo vệ của mình. Các hộ giả khu 18 liên tiếp quay người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao thẳng tới Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh, cút ra khỏi Đan quốc cho ta. Thống lĩnh khu 18 đứng ngạo nghễ quan sát, linh văn hừng hực, giận dữ gầm thét. Một cỗ liệt diễm bay trăm mét lên không hóa thành một cái cung tên to lớn, ngưng tụ ra hỏa tiễn tráng kiện, xoẹt một tiếng bắn ra ngoài. Hỏa tiễn đỏ như than hồng, lập lòe ánh sáng, bắn thủng cả bầu trời phóng tới phía Quan Hoa Vinh. Quan Hoa Vinh vẫn không ngừng lao đi, hoàn toàn không sợ. Ầm ầm, hỏa tiễn đánh vào bên trên cương khí cự ngạc, nổ lên liệt diễm đầy trời, nhưng không hề thể ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Chấn thủ, ba thủ vệ đạp trên nóc nhà phóng tới, liên tiếp vung ra bảo ấn trong tay. Bảo ấn đón gió lay động. Nhanh chóng lớn lên giống như ba tòa núi lớn nhanh chóng truy kích Quan Hoa Vinh. Thiết sơn cương mạnh mẽ lại bá liệt bay ngang qua bầu trời, mặt đất đều bị uy thế cường thịnh ép tới mà sụp đổ. Nhưng, hắc ngạc đột nhiên cuồn cuộn cương khí,
khí lãng như thủy triều tùy tiện đánh bay Thiết Sơn. Thiết Sơn hoàn toàn mất đi khống chế, ầm ầm đánh tới đám người đang lao đến cung điện gần đó, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khu ngã tư. Ầm ầm, đại địa liên miên sụp đổ, bụi mù bay lên không giống như những con sóng lớn đang lao nhanh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhanh chóng bao trùm đến trên thân Hắc Ngạc, ngưng kết thành từng tầng đá. Bụi mù càng ngày càng dày đặc, tầng đá nhanh chóng ngưng tụ. Giống, Hắc Ngạc phóng tới, lại càng lúc càng nặng hơn, mỗi một bước chân rơi xuống đất đều giống như núi cao đang rơi xuống, chấn động đến toàn bộ khu 18 đều đang lay động, giống như là địa chấn, khiến biển người ở các nơi kinh hoãi hoảng hốt. Bụi mù không ngừng liên tục ngưng tụ ở trên thân Hắc Ngạc tạo thành tầng đá vài trăm mét. Tất cả tầng đá đều là được linh lực ngưng tụ, vô cùng nặng nề. Oanh! Quan Hoa Vinh bị đặt ở trên mặt đất, tầng đá bao trùm nhanh chóng lớn hơn nữa, từ mấy trăm mét đến hơn ngàn mét. Xa xa nhìn lại, giống như một ngọn núi lớn nguy nga bỗng dưng xuất hiện, khí lãng ngập trời, khí tức nặng nề cuồn cuộn khu 18, rung động lòng người. Nhưng, không đợi đám người thủ vệ khu 18 thở phào, mặt đất đột nhiên lay động, vết nứt lan tràn ra hơn 10 dặm, sâu đến mấy chục mét, rất nhiều người vô tội kêu thảm rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn cung điện, phòng ốc cũng sụp đổ rơi xuống. Cả khu 18 đều giống như muốn bị triệt để hủy đi. Sau khi ngọn núi lớn ngàn mét mãnh liệt lay động đã hoàn toàn sụp đổ, Hắc Ngạc giống như ác long lao ra khỏi biển. Cương khí cuồn cuộn, thanh chiều như lôi đình rung động thiên địa. Mấy ngàn tấn mấy vạn tấn đá bay lên oanh kích mấy vạn mét, đánh tới đám người thủ vệ từ bốn phương tám hướng đang xông tới, cũng liên miên đập chết những người vô tội. Quan Hoa Vinh trợn mắt trừng trừng, thúc giục cương khí giống như bão nổi, từ trong phế tích phóng tới phá hủy ra một con đường máu. Khu 18 bị hủy hoàn toàn. Tất cả mọi người vừa rung động lại càng hoảng sợ nhìn thân ảnh khủng bố đang phóng đi kia. Khu thứ 7, chuẩn bị nghênh địch. Khu thứ 7 giáp với khu 18, thống lĩnh đứng ở trên khán đài, tiếng như chuông lớn vang vọng khắp khu thứ 7. Số lượng lớn thủ vệ nhanh chóng tập kết, áo lam bay lên, chiến ý tăng vọt, chỉ là khi nhìn thấy cự ngạc giống như man thú phóng tới, trong ánh mắt bọn hắn đều lắc lư mấy lần, không che giấu được phần hoảng sợ kia. Ngay cả quốc đô cũng đều có số lượng lớn cường giả đang nhìn về phía nơi này. Lục Điện Hạ, cố chịu đựng, Quan Hoa Vinh ta đến rồi. Nếu Lục Hoàng tử có gì ngoài ý muốn, hôm nay Quan Hoa Vinh ta huyết tẩy đan quốc các ngươi. Ai cũng không ngăn được ta. Quan Hoa Vinh gầm thét, con mắt đều đã lồi ra hơn phân nửa. Đây là lần hành động đầu tiên của hắn và Thẩm Đông Sơn sau nửa năm bị tạm giam. Đây là lần thứ hai bọn hắn bảo vệ hoàng tử sau khi vứt bỏ đại hoàng tử. Nếu như Lục Hoàng tử chết tại Đan Quốc, Quan Hoa Vinh hắn, thậm chí gia tộc sau lưng đều sẽ thành sỉ nhục của Hoàng Triều. Hắn không thể chấp nhận kết cục như vậy. Hôm nay, người nào cản trở hắn, kẻ đấy chết, dù là phải san bằng Đan Quốc này. Ầm ầm, mặt đất băng liệt, vết nứt lan tràn, phòng ốc xé rách, đám người kêu rên. Cương khí sôi trào như cuồng phong, như lôi đình, đánh thẳng hết thảy vào dọc đường. Mấy ngàn cường giả bị xé nát, máu vẩy khắp phế tích. Ngăn hắn lại. Thống lĩnh khu thứ 7 tháo áo lam ra, lộ ra áo giáp vàng óng, hai cốt sau lưng nhúc nhích, triển khai cốt dực tráng kiện, lôi chiều kinh người sôi trào, lao thẳng đến Quan Hoa Vinh. Hắn là ngũ phẩm thú linh văn, lôi cưu. Giống. Quan Hoa Vinh ngẩng đầu lên trời gầm thét. Thanh âm thanh chiều cuồn cuộn giống như sóng chiều vô hình dâng lên đánh tới thống lĩnh khu thứ 7. Lôi chiều chấn vỡ áo giáp toàn thân, thống lĩnh khu thứ 7 bị đánh bay ra ngoài. Linh văn, cảnh giới, đều chênh lệch quá xa. Quan Hoa Vinh phóng lên rời khỏi mặt đất, sau đó lại ầm ầm rơi trên mặt đất, giống như một con cá sấu khổng lồ rơi xuống, đinh tai nhức óc. Đại địa lay động mãnh liệt, vết nứt lan tràn giống như mấy trăm con cự mãng. Đánh tới tường cao khu thứ 7. Đám người thủ vệ khu thứ 7 đang muốn hành động lại chật vật tháo chạy, có một số đã mất mạng tại chỗ. Giết, không thể để cho hắn tới gần quốc đô. Đám người thủ vệ nhanh chóng dâng lên, không quan tâm gì nữa, bọn họ muốn vây bắt tên ác thú Quan Hoa Vinh này. Mặc dù bọn hắn rất ít trải qua chiến tranh, nhưng bọn hắn chính là hộ giả của Đan Quốc, bọn hắn tuyệt đối không thể lui lại. Nhưng, giống... Một tiếng gào thét như một tiếng chuông vang vọng đất trời, to rõ lại hùng hậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 15.